chương 2081, Lưu Tinh Thần Kính. Dấu lớn Chu Vinh thập phần bình tĩnh cùng Trầm Tường đi đến thi đấu đài. Vừa rồi thông qua Vân Tiểu Đao thi đấu, Chu Vinh cũng biết muốn tại phương diện gì đề phòng Trầm Tường. Bất quá hắn vẫn có từng chút một lo lắng, bởi vì Trầm Tường đem Vân Tiểu Đao chiến thuật phân tích cho hắn nghe. Nhất định là không lo lắng hắn sẽ ở phương diện này đề phòng, Trầm Tường chỉ có bốn thần cách. Chu Vinh nếu so với hắn nhiều hai quả, cho nên Chu Vinh cảm giác mình ở phương diện này có rất lớn ưu thế. Trầm Tường tại thần cách thượng diện khuyết thiếu, rất khó thông qua phương diện khác bổ khuyết trở về, ít nhất hắn gặp được qua so với hắn ít thần cách đối thủ. Trên cơ bản đều là bị hắn đập phát chết luôn, cho nên hắn đương nhiên cho rằng Trầm Tường đối mặt hắn mà nói, khẳng định không có rất mạnh lực lượng không? biết sẽ như thế nào thật lâu chưa thấy qua trầm tường rồi hắn còn có thể hay không như năm đó như vậy sáng tạo ra kinh người kỳ tích đến chu ma thiên thần nói ra nhưng hắn là duy nhất có thể lĩnh ngộ ta chu ma thất thức ra hòa nhà chu vinh tiểu tử này thực lực cũng không tệ đừng nhìn hắn miệng lưỡi trơn chu đấy đánh nhau cũng phi thường hung đấy cổ đông thần cười nói đương nhiên trầm tường hiện tại như vậy bình tĩnh xem ra cũng sẽ không quá yếu a à, chu vinh nói ra trầm tường ngươi cũng không thể ra vẻ đây là đường đường chính chính chiến đấu hắn cảm thấy trầm tường dùng mánh khóe mà nói hắn khả năng không có bao nhiêu phần thắng trầm tường cười nói tuyệt không ra vẻ bắt đầu dưới đài một gã lão giả đột nhiên hô chu vinh nhất xuất thủ trước dưới chân vừa mới khẽ động liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo thủy đằng đem chu vinh chân cuốn lấy nhưng là chu vinh phản ứng phi thường nhanh chóng đại lực vừa quát vận chuyển một cổ lực lượng đến chân lập tức liền đánh sơ sát trầm tường phóng xuất ra thủy đằng mà trầm tường cũng tại lúc này sau đó đi vào chu vinh bên cạnh thân đối với chu vinh cái kia phình bụng một cước đá tới chu vinh tuy nhiên béo nhưng là một cái linh mẫn đến làm cho người không thể tưởng tượng nổi béo trầm tường một cước lúc đi ra hắn vậy mà rất nhanh nghiêng người đem cái kia bụng co rút lại mà bắt đầu. Tránh đi trầm tường một cước này về sau, quả đấm của hắn tránh ra trận trận ánh sáng màu xanh. Đánh ra hóa thành rồng đầu quyền kinh. Gầm thét phóng tới trầm tường, oanh, quyền kinh còn không có có tới gần trầm tường. Lại đột nhiên nổ bung, sinh ra một hồi lôi điện cương sát, đem trầm tường bao phủ lại. Trầm tường cũng không nghĩ tới hắn vừa mới muốn ý định tránh đi vẻ này quyền kinh liền bỗng nhiên muốn nổ tung lên, bất thình lình cương sát cuồng phong bao phủ hắn. vậy mà lại để cho hắn cảm giác được thân thể có một tia đau đớn. bốn phía đều là một mảnh màu xanh đấy, ha ha. chu vinh đột nhiên cười ha ha, hướng trầm tường mãnh liệt tiến lên. hai đấm kéo lấy một đạo thanh sắc quang cầu vòng, mạo hiểm phi thường đáng sợ cương kính. cái kia theo hai đấm không ngừng bạo dũng mãnh tiến ra thần huyền lực lượng như rồng hổ gầm thét giống như khí thế phi thường khiếp người, lúc này Chu Vinh toàn thân đều. Bạo tuôn ra lấy cuồng bạo lực lượng, hắn chạy như điên thời điểm. Đạp được mặt đất rung mạnh lấy, mặt ngoài có trận pháp bảo hộ sàn nhà đều bị hắn đánh nát, rớt. Nhanh, hắn liền đi tới bị cương sát cuồng phong dây dưa lấy trầm tường trước mặt. Cái kia hai quyền đối với trầm tường đôi má cùng lồng ngực đánh tới, chờ đắc ý, trầm tường xong trưởng vung lên nhẹ nhàng phát tại chu vinh trên nắm tay cách cách một tiếng sấm sét từng cơn bàn tay của hắn cùng chu vinh hai đấm va chạm thời điểm bùng lên ra một hồi chói mắt màu tím tia chớp mà chu vinh cũng bị hắn cỗ lực lượng này đẩy lui chu vinh trong nội tâm khiếp sợ trầm tường vừa rồi cái kia hai cái lực lượng đã vượt qua hắn đối với trầm tường lực lượng đoán chừng ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm tiến công lại phát hiện trầm tường không tại hắn thực hiện trong ở chỗ này trầm tường tiếng cười truyền đến chu vinh vội vàng nhìn về phía bên trái một trưởng đồng thời đánh đi ra trưởng ảnh nương theo lấy cuồng bạo màu xanh cương phong bao phủ đi qua nhưng là trầm tường cũng không có ở cái hướng kia mà là đang phía sau của hắn trầm tường một trưởng vỗ vào chu vinh phía sau lưng một trưởng này thoạt nhìn không đến nơi đến trốn đấy khiến cho tất cả mọi người cảm thấy trầm tường bỏ lỡ một cái cơ hội tốt mà Chu Vinh bị nhẹ. Nhàng vỗ một trưởng về sau, lại cảm giác được nửa người trên của mình có chút cứng ngác. Giống như cốt cách bị băng phong bắt đầu đồng dạng. Hàn ý từ bên trong vọt tới bên ngoài, Chu Vinh trong nội tâm thầm mắng lấy. Hắn vẫn cho là trầm tường luyện đan đấy. Đối với băng hàn lực lượng vận dụng khẳng định rất yếu không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy trầm tường hiện tại thế nhưng mà vận dụng cốt cách kỹ pháp là nguyệt nhi dạy hắn hàn nguyệt thần lực chu vinh hiện tại đã tinh tường biết rõ trầm tường mặc dù có bốn thần cách nhưng bày ra lực lượng lại thập phần đáng sợ thậm chí nếu so với hắn cường đại hơn nhiều hắn đã bắt đầu hoảng hốt rồi vội vàng xoay người lại muốn muốn tiến hành cuồng mãnh phản kích nhưng hắn vẫn phát hiện mình chậm chạp rất nhiều hắn vội vàng vận thần huyền lực lượng đi hóa giải chính mình đóng băng hắn cốt cách hàn nguyệt. Thần lực Chu Vinh trong nội tâm khổ thán lấy, động tác của hắn đã trở nên trì hoãn rất nhiều. Đối với hắn mà nói là chí mạng đấy, mọi người cũng đều không rõ ràng lắm. Vì cái gì Linh Mẫn Chu Vinh đột nhiên sẽ chậm lại, lão chư, người liền chút năng lực ấy sao? Trầm tường đang khi nói chuyện, một đấm đã đánh hướng Chu Vinh cái kia mập mạp trên mặt Chu. Vinh tại đây một sát na cái kia, trong nội tâm âm thầm kêu, xong đời. Trầm tường nắm đấm chỉ là vừa vừa qua khỏi ra. Hắn liền cảm nhận được vẻ này đáng sợ nóng rực lực lượng. Vừa rồi trầm tường vẫn còn dùng băng hàn lực lượng. Chỉ là qua trong giây lát lại dùng hỏa diễm nhiệt lực. Cái này hoán đổi được cũng quá nhanh đi, đây là trầm tường học tập đến lưu tinh thần kính. Hắn vận chuyển lục đạo thần lực tựa như lưu tinh tại hắn cốt cách nội bộ kịch liệt xông tới kích phát ra một cỗ nóng rực mà tràn ngập bạo tạc nổ tung lực sức lực nói nắm đấm rơi vào chu vinh trên mặt oanh một tiếng nổ mạnh chu vinh trên mặt cũng tránh tuôn ra một hồi ánh lửa sau đó cả người cách mặt đất trong chớp mắt liền bay ra thi đấu đài đâm vào quảng trường bên cạnh một mặt tiên bố tin tức trên tường đá đem hắn đụng ra một cái động lớn mà vừa rồi cái kia quyền bạo phát đi ra nổ mạnh còn quanh quẩn ở phía xa chân trời, trầm tường nắm đấm trở nên đỏ bừng. Còn mạo hiểm một tia nhiệt khí, cái này, đây là ta nhận thức lão chư ư. Vân tiểu đau xa xa cái kia tường đá đại động, hắn đã bị sợ ngây người. Trầm tường ba đến hai lần xuống tử thoạt nhìn thập phần nhẹ nhõm. Cứ như vậy đem bọn họ tiểu trong đội tương đối mạnh Chu Vinh đánh ngã đi, Chu Vinh theo đống đá. Vụn trong đứng lên, hắn một bên mặt vừa sưng vừa đỏ, như là nửa cái đầu heo chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy hắn cảm nhận được trầm tường cái kia quyền đáng sợ về sau sau đó đầu óc liền trống rỗng rồi đương nhiên hắn hay vẫn là cảm giác được đau đớn đấy vũ khai minh hít sâu một hơi hỏi thăm bên người chu ma thiên thần trầm tường vừa rồi cái kia quyền là chuyện gì xảy ra cái loại này lực lượng là bốn thần cách có được đấy sao chu ma thiên thần cũng trả lời không được hắn cũng rất khiếp sợ không biết bất quá đó có thể thấy được chính là hắn vừa rồi cái kia quyền dùng chính là tay trái nếu như không có đoán sai lời mà nói vậy hẳn là là hắn có được cốt cách bộ vị trầm tường cánh tay trái thế nhưng mà có được xong cốt cách cùng một đạo phi thường đáng sợ thần thú thần hồn hơn nữa cái kia một biển lục đạo thần lực đánh đi ra lực lượng cũng không phải đùa giỡn đấy trầm tường chiến thắng trầm tường theo thi đấu đài đi xuống cười hì hì đi vào bên trái bên cạnh Chu Vinh vẫn còn ngơ ngác ngồi trên mặt đất. Chương 2082, Hàn Băng kiếm trận. Dấu lớn Chu Vinh nhìn nhìn trầm tường cái kia vẫn còn bốc lên khí tay trái. Trong nội tâm đột nhiên run lên, gấp vội vàng đứng lên lui về phía sau mấy bước ta thua. Vừa rồi cái kia chính là cốt cách lực lượng sao? Chu Vinh đã biết rõ chính mình trước khi là cỡ nào ngu xuẩn. Vậy mà đối với trầm tường cốt cách như thế xem thường, hắn hiện tại phát hiện cái kia cốt cách thế nhưng mà so thần cách cường đại rất nhiều thứ, Chu Vinh cười khổ nói. May mà ta không có cùng ngươi đánh bạc nếu không liền thua thảm rồi. Hắn xuất ra một ít thuốc mỡ, tại trên mặt bôi hơi có chút. Cái kia sưng mặt liền thời gian dần trôi qua hồi phục xong. Xem ra hắn còn rất xem trọng hình tượng của mình, Vân Tiểu Đao trông thấy trầm tường cùng Chu. Vinh đi tới, liền cười nói, lão chư hiện tại biết rõ trầm đại ca có bao nhiêu lợi hại đi à nha cho ngươi về sau còn phải sắt chu vinh chỉ là hừ một tiếng bại bởi trầm tường là chuyện rất bình thường cho dù ngươi cùng hắn đánh cũng đồng dạng thất bại đây có thể trước ngươi lại đắc ý như vậy đã cảm thấy trầm tường không chịu nổi một kích như vậy hiện tại không chịu nổi một kích thế nhưng mà ngươi vân tiểu đao đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội Thỏa thích của trách Chu Vinh, trầm tường bị lãnh U Lan túm qua một bên. Lãnh U Lan vừa rồi đã trông thấy trầm tường bày ra sức mạnh. So nàng trong tưởng tượng cường không ít, lão. Ca, không nghĩ tới ngươi còn có không sai trụ cột mà. Như vậy đánh nhau mới thú vị. Lãnh U Lan khanh khách mà cười nói, nàng mặc dù không có đem Chu Vinh coi như là vết xe đổ. Nhìn bộ dáng của nàng, y nguyên cảm giác mình sẽ thắng, Vương Cẩn Thi nói ra, U Lan. Ngươi vừa rồi đã nhìn thấy ca của ngươi hắn cũng không yếu a hát hắn còn có rất nhiều chiêu số không có dùng đến đấy ngươi có thể chớ xem thường hắn cơ mỹ tiên cùng tuyết oánh đều tại đợt thứ hai tuyết oánh đã thua bởi một gã cao gầy nam tử nam tử này là đến từ chu ma thần thành đấy thực lực có chút cường đại hơn nữa có khắc chế loại thú lực lượng cho nên tuyết oánh cái này phượng hoàng công chúa căn bản không phải đối thủ cơ mỹ tiên đối thủ cũng không được nàng rất nhẹ nhàng có thể chiến thắng rất nhanh đợt thứ hai đã xong đã ít đi một nửa kế tiếp lại tiến hành rút thăm tiến hành vòng thứ ba thi đấu không ít người ở phía trước hai đợt đều bị thương sở dĩ phải có hai canh giờ chữa thương thời gian sau khi rút số xong trầm tường không có đối với bên trên chính mình người quen ngược lại là vân tiểu đao cùng cơ mỹ tiên chống lại rồi Lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương đều là cùng người khác, hai đợt sau cuộc tranh tài. Lại sàng chọn tiếp theo nửa người, trầm tường nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Cờ Mỹ Tiên đã thua bởi Vân Tiểu Đao, mà Vân Tiểu Đao cũng thắng được không thoải mái. Toàn thân tổn thương, may mắn Vũ Khai Minh bọn hắn cung cấp đẳng cấp cao chữa thương đan dược. Có thể khôi phục được rất nhanh, hiện tại cũng chỉ còn lại có 16 người rồi. Kế tiếp chính là tám tổ trận đấu, vòng thứ ba rút thăm về sau. Lại để cho lãnh U Lan mừng rỡ như điên. Bởi vì nàng rốt cục trở thành trầm tường đối thủ mà Mục Thiến Hương cũng rất không xảo. Sẽ cùng Vân Tiểu Đao đánh. Không thể không nói, 16 người bên trong. Cũng chỉ có lãnh U Lan cùng Mục Thiến Hương là nữ tử. Tuy nhiên trước khi có không ít đến từ thế lực khác nữ tử, nhưng đều bị đánh bại không thể không lối ra ba canh giờ đầy đủ các ngươi khôi phục a à. lúc này đây cho nhiều thời gian hơn bởi vì ở trên một vòng trong chiến đấu không ít người gặp được đối thủ đều là rất mạnh có bộ phận bị thương không nhẹ tại đẳng cấp cao đan dược dưới sự trợ giúp khôi phục tốc độ cũng có thể rất nhanh ba canh giờ có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái cái này ba canh giờ lãnh u lan vậy mà nhắm mắt nghỉ ngơi lấy điều chỉnh lấy chính mình trạng thái nàng cũng biết trầm tường rất cường mà nàng vì thống thống khoái khoái đánh một hồi muốn đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất đồng thời cũng muốn điều chỉnh tốt tâm tình của mình nàng khuyên bảo chính mình ngàn vạn không nên xem thường trầm tường nghỉ ngơi tốt về sau trầm tường đi đến thi đấu đài lãnh u lan cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc theo sát tại phía sau hắn nàng đột nhiên hơi khẩn trương lên mục thiến hương cũng muốn xem trầm tường cùng lãnh u lan chiến đấu nhưng nàng cùng với vân tiểu đao đánh vân tiểu đao thực lực cũng không yếu nàng cũng cần rất nghiêm túc chiến đấu trầm tường nếu có lục thần cách thì tốt rồi đến lúc đó đối thủ của hắn đều bị hắn đập phát chết luôn đấy chu vinh nói ra ân hắn cốt cách rất lợi hại chúng ta cũng ăn hết không ít cốt cách thần đan có thể nhưng không cách nào ngưng ra cốt cách ra chẳng lẽ ngưng cốt cách cần một cái rất mạnh thân thể hay sao đoạn tam thường nói ra trầm tường thế nhưng mà một cái tu luyện thân thể cuồng nhân xem ra chúng ta nếu muốn ở thái thần phía dưới tu luyện ra cốt cách ra nhất định phải trước cường đại nhục thể của mình từ vĩ long cũng có ý nghĩ như vậy trầm tường trước kia cũng cùng lãnh u lan chiến đấu qua nhưng lúc đó thực lực của bọn hắn kém rất lớn mà hiện tại bọn hắn thập phần tương cận lãnh u lan đột nhiên cười nói lão ca ta cảm thấy được ta có thể đánh thắng ngươi. Ta đây không phải tự đại, đây là chiến đấu lúc phải có tin tưởng. Nếu như ngay cả loại này tin tưởng đều không có, như vậy ta cũng không cần đánh rồi, trầm. Tường gật đầu nói, đúng vậy, tuyệt không có thể khiếp đảm, đây là chuyện tốt. Chờ một chút ta sẽ không lưu thủ đấy, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu, dưới. Đài lão giả đã hô đã bắt đầu, trầm tường cùng lãnh U Lan đều đứng ở nơi đó không có xuất kích. Hô bắt đầu về sau, bọn hắn đối mặt lấy, sau đó cùng một chỗ khởi hành. Đều dùng tốc độ cực nhanh công hướng đối phương, Lãnh U Lan tại bước ra một bước thời điểm, một đôi ngọc quyền liền ngưng lấy màu tím băng xương. Cái kia phát ra hàn khí làm cho toàn bộ thi đấu trên đài đều ngưng lấy hàn băng, hai người tốc độ đều rất nhanh, Lãnh U Lan còn không có có tới gần Trầm Tường thời điểm, liền một quyền đánh ra, lại để cho Trầm Tường có chút kinh ngạc chính là vậy mà sẽ có một thanh màu trắng cự kiếm hướng hắn bổ tới, lãnh U Lan vừa rồi lực lượng truyền. Hóa phi thường cực nhanh, trong chớp mắt liền dùng cực kỳ đáng sợ băng hàn lực lượng ngưng ra. Một bả hàn băng cự kiếm, thi đấu trong là không thể sử dụng binh khí đây. Nhưng loại này dùng bản thân thần huyền lực lượng ngưng tụ mà thành huyền lực thần binh nhưng có thể sử dụng, lãnh U Lan am hiểu sử dụng kiếm. Chỉ có sử dụng kiếm mới có thể phát huy ra nàng lực lượng mạnh nhất ra. Cho nên nàng ngay từ đầu sẽ đem bộ phận thần huyền lực lượng phóng xuất ra. Ngưng tụ thành một bả binh khí như thế đến sử dụng, cái này cũng ý nghĩa. Nàng ngay từ đầu liền tiêu hao bộ phận thần huyền lực lượng. Nàng cũng không có ý định đánh lâu dài, mà là tốc chiến tốc thắng, đúng. Vậy, chiến đấu lúc lại để cho ưu thế của mình phát huy, điều này có thể có lợi cho chính mình. Trầm Tường cười nói, hắn lúc nói chuyện, Lãnh U Lan đã đâm ra vài kiếm tuy nhiên đều không có đâm trúng hắn. Nhưng cái kia từng đạo băng hàn kiếm khí lại hình thành một cỗ luồng khí xoáy. Quanh quẩn tại thi đấu trên đài, trầm tường bị cỗ này băng hàn lực lượng bao phủ. Cũng cảm giác được thập phần rét lạnh, hắn vội vàng vận lực chống cự. Lãnh U Lan băng hàn lực lượng dùng được rất không tồi. Vậy mà có thể xâm nhập bên trong thân thể của hắn, lãnh U Lan đột nhiên dơ lên cao hàn băng cự kiếm khẽ nói một tiếng chỉ thấy thượng diện lập tức ngưng ra một cái trận pháp trông thấy những cái kia trận vân trầm tường trong nội tâm cả kinh lãnh u lan vậy mà ngay từ đầu ngay tại bầy trận hắn hiện tại phát hiện về sau đã đã chậm bởi vì lãnh u lan đã mở ra cái này sát trận vô số đem hàn băng cự kiếm theo đại trận phi châm xuống như là rơi xuống mưa rào trầm tường đã bị khóa chặt Thật giống như thân thể của hắn có hấp lực đồng dạng. Đại trận hạ băng hàn cự kiếm không ngừng hướng hắn phi châm đi qua. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né, sẽ luôn đập nện tại trên người hắn. Chương 2083, không gian sát. Dấu lớn trầm tường không có tại tránh né, bởi vì cái này vẽ vời cho thêm sự tình. Hắn cũng không biết Lãnh U Lan sử dụng cái gì lợi hại trận pháp thậm chí có loại này thần kỳ lực lượng ra của hắn dưới đáy lúc này liệt diễm đằng đằng. Hắn sử dụng thiên tượng thần thông bên trong liệt dương thiên tượng. Lại để cho thân thể của mình có liệt dương mặt ngoài cực nóng, những cái. Kia băng hàn cự kiếm đập nện tại thân thể của hắn mặt ngoài thời điểm. Lập tức liền hóa thành khí vụ, chỉ là mười mấy thời gian hô hấp. Trầm tường cũng cảm giác được chính mình bị hơn một ngàn thanh băng hàn cự kiếm như vậy phi đâm tới liên tiếp không ngừng công kích khiến cho hắn căn bản không có chú ý tới lãnh u lan lãnh u lan sử dụng cái này sát trận thật không đơn giản nếu không phải tập trung chú ý lực đối phó lời mà nói nhất định sẽ trồng ở chỗ này trầm tường đối với loại này sát trận hiểu rõ nhất rồi sát trận đình chỉ công kích lơ lửng trên không trung trận vân cũng dần dần ảm đạm tại đây khắp nơi tràn ngập lãnh u lan phóng xuất ra băng hàn lực lượng vừa rồi chính là ở trên không rất nhanh hình thành trận vân lãnh u lan có thể lập tức ngưng tụ thành trận vân đây nhất định là làm quá nhiều lần đích luyện tập trầm tường không nghĩ tới gần đây chán ghét bực bội linh vân lãnh u lan vậy mà có thể luyện tập đến loại trình độ này lãnh u lan y nguyên ở phía xa nàng biết rõ tới gần trầm tường phi thường nguy hiểm đặc biệt là trầm tường công kích chu vinh cái kia quyền thế nhưng mà bị nàng âm thầm ghi ở trong lòng một khi bị trầm tường cận thân nếu như không thể đem hắn đánh lui cái kia chính là chuyện vô cùng nguy hiểm cái kia băng kiếm sát trận vừa mới chấm dứt trầm tường cũng cảm giác được dưới chân băng xương có cái gì không đúng hắn lập tức liền nghĩ tới điều gì mãnh liệt nhảy lên mà bắt đầu nhưng hai chân lại bị một mực mút ở hắn vậy mà không cách nào nâng lên hai chân nguyên lai vừa rồi đều là cố ý phân tán của ta chú ý lực chân này ở dưới trận pháp mới là trầm tường vừa mới kịp phản ứng lãnh u lan đã liền từ sau lưng của hắn vọt tới nàng dùng cái kia rộng thùng thình thân kiếm theo bên cạnh hung hăng mà chụp về phía trầm tường mặt muốn đem trầm tường trực tiếp đánh bay xuống đài như vậy trầm tường liền thua nhưng là nàng cái kia hàn băng cự kiếm tại va chạm vào trầm tường đôi má lập tức trầm tường đôi má lại đột nhiên trở nên như là nung đỏ khối sắt như vậy. Nàng băng kiếm va chạm vào trầm tường cái này phi thường nóng rực đôi má về sau. Trực tiếp liền hòa tan thành xương mù tới. Trầm tường xong kiếm vận lực, hắn dưới chân dày băng vậy mà xoay tròn. Biến thành một cái vòng xoáy, một mực ở phía xa lãnh U Lan cũng không biết như thế nào đấy. Trong chớp mắt liền đi tới trầm tường trước mặt chính cô ta lại bị trầm tường làm cho đi qua, không gian lực lượng. Lãnh U Lan hết sức kinh ngạc, nàng còn chưa thấy qua loại trình độ này không gian lực lượng. Không có được đồng ý của nàng, vậy mà trực tiếp liền lại để cho nàng tiến hành di động. Dưới bình thường tình huống, đều cần nàng tại buông lỏng trạng thái mới có thể chuyển rời, hiện. Tại nàng thế nhưng mà tại chiến đấu, một chút cũng không có buông lỏng. Nhưng trầm tường lại đem nàng thần không biết quỷ không hay làm cho đi qua, hát. Trầm tường nở nụ cười một tiếng. Lưu tinh thần kính trùng kích nắm đấm đã đánh hướng lãnh U Lan mặt ngọc. Kinh ngạc lãnh U Lan lập tức muốn lui về phía sau. Nhưng lại phát hiện mình dậm chân tại chỗ lấy. Nắm đấm rất chuẩn xác rơi vào trên gương mặt của nàng, a hát, lãnh. U Lan kiều hô một tiếng, trên mặt nàng cũng tuôn ra một hồi vụn băng. Tại trầm tường nắm đấm đánh tới lập tức, nàng chỉ có thể ngưng băng tại trên mặt chống cự đương nhiên y nguyên rất đau, lãnh U Lan nguyên bản muốn bị đánh bay ra ngoài rồi. Nhưng nàng bay đến thi đấu đài biên giới lúc nhưng lại không biết như thế nào đây. Vậy mà vòng vo cái phương hướng, bay về phía tại thi đấu đài chính giữa trầm tường. Nàng còn rất rõ ràng trông thấy trầm tường cái kia đánh tới nắm đấm. Hiện tại mặt của nàng chính là hướng trầm tường nắm đấm bay qua đấy, oanh, trầm tường một quyền này đem vừa rồi cái kia quyền càng thêm đáng sợ, lực lượng bạo phát đi ra khí sóng. Chấn được thi đấu trên đài băng xương hóa thành băng tinh. Lãnh U Lan tuy nhiên cũng ngưng ra giày băng tại trên mặt ngăn cản. Nhưng lưu tinh thần kính lực lượng không chỉ có rất nóng rực. Nhưng lại có rất mạnh sỏ xuyên qua lực lãnh U Lan bị trầm tường cái này quyền đánh cho choáng. Váng, thần hài có chút rung động lắc lư lấy, quanh quẩn vò gốm minh nổ vang sau đó trực tiếp bay ra thi đấu đài, ai nha, lãnh. U Lan ngã tại mặt đất, sau đó ngồi xuống loạn trọng đầu. Nàng đau đầu giảm bớt rất nhiều về sau. Liền vẻ mặt u oán mà nhìn xem thi đấu trên đài lặng lẽ cười lấy trầm tường, ta. Ta còn có thể lại đánh. Lãnh U Lan rất không phục, lão ca. Người dùng không gian lực lượng rồi, cái này không công bình, chu. Vinh trông thấy lãnh U Lan bị đánh hai quyền, trong nội tâm âm thầm may mắn lấy nếu như trầm tường vừa rồi cũng dùng cái kia không gian lực lượng đem hắn đùa bỡn đang vỗ tay tùy tiện đánh mà nói hắn liền thật sự thành đầu heo rồi hắn âm thầm trách tự trách mình không có trí nhớ quên trầm tường cái kia quỷ dị không gian lực lượng đã nhiều năm như vậy rồi trầm tường đối với không gian lực lượng khống chế cũng có rất lớn tăng lên trầm tường cười nói lại chưa nói không để cho sử dụng đây cũng là thực lực của ta một bộ phận u lan người sau khi trở về hảo hảo học tập như thế nào giam cầm không gian trận pháp a trầm tường vuốt u lan đầu lặng lẽ cười lấy ngươi đã rất tốt rồi ngươi vừa rồi liên tiếp tiến công liền lại để cho ta thật bất ngờ đương nhiên ta cho dù không cần không gian lực lượng cũng có thể đánh bại ngươi đấy chỉ có điều cần nhiều một chút thời gian ta cũng muốn nhanh lên chấm dứt trông thấy trầm tường nhẹ nhõm đánh bại lãnh u lan mọi người đối với trầm tường thực lực bây giờ lại có một cái mới nhận thức lại để cho bọn hắn cảm thấy đáng sợ chính là trầm tường còn cất giấu rất lực lượng đáng sợ xa xa không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy được rồi ta nhận thua lãnh u lan bĩu môi nói ra vừa rồi nàng tự mình cảm nhận được trầm tường lưu tinh thần kính cái kia xác thực đáng sợ vì ngăn cản cái này hai quyền nàng đã dùng tới đại bộ phận thần huyền lực lượng nếu như lại ngăn cản mấy quyền nàng thần hải chỉ sợ cũng bị lấy hết lúc này. Mục Thiến Hương cùng Vân Tiểu Đao vẫn còn trên đài kịch liệt thi đấu lấy. Mục Thiến Hương lại bị Vân Tiểu Đao ngăn chặn, trầm tường không khỏi nhíu mày. Vân Tiểu Đao che giấu lực lượng cũng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc cái. Này Vân Tiểu Quỷ, vậy mà không có xuất ra chính thức lực lượng đến cùng Vương Kinh. Ngược lại dùng âm mưu quỷ kế, người nhìn xem Vương Kinh, mặt đều nhanh lục rồi. Chu Vinh ha ha cười cười, xem ra thằng này đối phó người nào. Liền dùng cái dạng gì người chiến thuật trầm. Tường nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy đối với Vương Kinh sử dụng cái loại này chiến thuật có thể ổn. Thắng, hơn nữa tiêu hao còn thiếu, lại không bạo lộ thực lực của mình, cho nên hắn mới như vậy. Đồng thời hắn cũng đem chiến trường trở thành lịch lãm rèn luyện tiểu. Hương tuyệt sát đại chiêu đến rồi. Lãnh U Lan đột nhiên hô, chỉ thấy toàn bộ thi đấu đài run rẩy lên mục thiến hương bên người vây quanh sáu chuôi hình thái khác nhau trường kiếm đó cũng không phải chính thức kiếm trầm tường kinh ngạc nói đây là cái gì mục thiến hương lâm vào cảnh khổ về sau lập tức sẽ bị vân tiểu đao đánh bại nàng phóng xuất ra cái này sáu chuôi thần kiếm vây quanh thân thể của nàng về sau vân tiểu đao lập tức không dám tới gần đi mục thiến hương khống chế cái này sáu thanh trường kiếm bay về phía vân tiểu đao vân tiểu đao lui về phía sau vài bước chứa đầy lực lượng đang muốn đánh trả nhưng sáu chuôi kiếm lại đột nhiên hóa thành một hồi chiếu sáng bắn lấy vân tiểu đao lại để cho vân tiểu đao không tưởng được chính là cái này trận quang thậm chí có rất mạnh trùng kích lực khiến cho hắn cảm thấy thân thể của mình tại thời điểm này như là bị rất nhanh bay tới cự thạch đánh tới đồng dạng hỗn đãn vân tiểu đao chửi nhỏ một câu đã bị đánh bay đến dưới đài chương 2084, thần bí huynh đệ. Dấu lớn mục thiến hương trông thấy vân tiểu đao rơi xuống dưới đài, thở dài một hơi. Nguy hiểm thật, vốn không muốn dùng chiêu này đấy. Không nghĩ tới ở chỗ này đã bị bước đi ra rồi, phóng. Xuất ra sáu chuôi như thế cổ quái kiếm ra, quả thực làm cho người kinh ngạc. Bất quá nàng đó cũng không phải chính thức binh khí, cùng lãnh u lan đồng dạng. Đều chỉ dùng thần lực của mình ngưng tụ mà thành có một ít tu giả chuyên môn tu luyện loại này pháp môn có thể ở nguy cấp thời khắc đem mình một bộ phận thần lực hóa thành ngưng tụ thành thần binh có thể có được lực lượng càng mạnh cái này một vòng trận đấu đã xong chỉ còn lại có bốn người có thể đi vào trận tiếp theo kế tiếp lại sẽ tiến hành rút thăm chỉ cần đạt được kế tiếp cái này một vòng thắng lợi như vậy sẽ có hai cái danh ngạch xác định sau đó chính là bị thua hai người tái chiến một hồi chiến thắng lấy có thể được đạt được cuối cùng một cái danh ngạch trầm tường cùng mục thiến hương đều tiến vào rơi xuống một vòng bọn hắn hiện tại cùng hai cái thoạt nhìn thập phần tương tự nam tử cùng một chỗ rút thăm các người là hai huynh đệ trầm tường tò mò hỏi cái này hai gã nam tử tướng mạo thanh tú ăn mặc màu trắng quần áo bọn hắn đều gật đầu cười sau khi rút số xong trầm tường vậy mà không có cùng mục thiến hương đối chiến, mà là cùng ở trong đó một gã nam tử. Cái này hai huynh đệ thái độ khiêm hòa lễ phép, đại ca tên là Chu Cường, đệ đệ gọi Chu Thịnh. Bọn hắn đến từ một tòa thần thành. Là cái kia thành chủ hai đứa con trai, trầm tường hiểu rõ đến này tòa thần thành thực lực cũng. Thập phần không tệ, thành chủ cũng là một cái khó gặp kỳ tai. Đây đều là hắn theo vương cẩn thi cùng nhan tử lan trong miệng biết được đấy cụ thể các nàng cũng không phải hiểu rất rõ. Nhan tử lan so sánh nghi hoặc chính là, nàng tuy nhiên nghe nói qua này tòa đại chu thần thành. Nhưng cũng rất ít có cùng cái này tòa thần thành tương quan tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trầm. Tường cùng mục thiến hương có hai canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Lúc này nhan tử lan các nàng đã ở thu thập đối thủ các loại tư liệu. Nhưng không có cái gì thu hoạch vừa. Rồi chúng ta đều có chú ý bọn hắn chiến đấu, hai người này đều rất cường đều là dễ dàng liền chiến thắng rồi cũng có thể là đối thủ của bọn hắn quá yếu không cách nào buộc hắn nhóm đám bọn họ sử dụng ra lực lượng mạnh nhất ra tóm lại bọn hắn chiến đấu đều là rất nhanh liền đã xong đối thủ của bọn hắn đều sống không qua ba chiêu đoạn tam thường nói ra cái này hai huynh đệ cũng là hôm nay trận này bên trên điểm sáng mục thiến hương nói ra lão ca chỉ cần chúng ta đều đánh thắng trận này Chúng ta có thể quyết đấu, Lãnh U Lan cười nói, Tiểu Hương, ngay từ đầu cũng đừng cất giấu. Mau chóng xuất ra cường nhất lực lượng, miễn cho giống ta đồng dạng. Thực lực chân chính đều không có phát huy liền bị đánh bại một. Thiến Hương nhẹ gật đầu, mà trầm tường thì là trong lòng có chút bất an. Vậy đối với Chu thị huynh đệ tuy nhiên thoạt nhìn rất không tồi. Hơn nữa bọn hắn còn rất hay nói. Hiện tại cũng ở đây bên cạnh chỉ điểm vừa rồi thua ở người của bọn hắn lại để cho những người kia đều đối với bọn họ phi thường cung kính, đại. Chu thần thành ta đi qua một lần, cái này tòa thần thành rất sớm liền tồn tại. Mỗi lần có phong ba thời điểm, cái này tòa thần thành sẽ thần bí biến mất. Đợi đại tai đại nạn đi qua về sau, cái này thần thành sẽ lại xuất hiện. Hình phạt thiên thần nói ra, thành chủ này làm người rất không tồi, ta tiếp xúc qua hai lần. Đều là vì có ta truy nã người chạy đến hắn thần thành đi ta chỉ là đối với hắn lên tiếng kêu gọi hắn rất nhanh sẽ đem ta muốn bắt người đưa tới cái này hai huynh đệ thật không đơn giản đối thủ của bọn hắn cũng có mấy cái là không sai đấy nhưng đều sống không qua ba chiêu hơn nữa từ đầu tới đuôi bọn hắn đều không sử dụng bất luận cái gì pháp môn đều là vô cùng đơn giản quyền cước cổ đông thần nói ra tương đối kỳ quái chính là bọn hắn thì triển đi ra lực lượng không phải là cái loại này cương mãnh thân thể lực lượng cũng không phải có chứa thuộc tính thần lực cái kia rốt cuộc là cái gì sức mạnh chu mà thiên thần lắc đầu ta cũng nhìn không ra có thể là cha của bọn hắn khai sáng cái gì lợi hại thần công hoặc là là từ đâu lấy được tu luyện về sau có thể đạt được cái loại này lực lượng có cơ hội ta cũng muốn lĩnh giáo thoáng một phát trầm tường dùng đạo tâm nhãn nhìn thoáng qua chu thị huynh đệ vậy mà không có ở trên người bọn họ phát hiện rõ ràng lực lượng lưu động chỉ có hơi mờ khí lưu tại trong cơ thể của bọn họ vận chuyển nguyệt nhi người đối với cái kia hai huynh đệ có ý kiến gì không vừa rồi ngươi ở đây bên cạnh có hay không chú ý tới trầm tường cho nguyệt nhi truyền âm trầm tường hắn dùng đạo tâm nhãn đảo qua ở đây tất cả mọi người ít nhiều đều có thể tại những người này trong cơ thể chứng kiến rõ ràng lực lượng vận hành quỹ tích nhưng duy chỉ có cái kia hai huynh đệ không có. Trầm tường cảm thấy hắn có lẽ đã nhìn thấy. Chỉ có điều cái loại này lực lượng là trong suốt đấy. Cho nên hắn có thể trông thấy hơi mờ khí vụ trạng thái lực lượng bất chi bất giác. Thời gian nghỉ ngơi là đến, hai trận thi đấu đem cùng lúc tiến hành, Nguyệt Nhi nói ra. Ta không có phát hiện cái gì, trừ phi bọn hắn có thể sử dụng thêm nữa cái loại này lực lượng, lực lượng của bọn hắn khí tức cũng không phải rất rõ ràng, trầm. Tường là cùng đại ca Chu Cường tỉ thí, đi đến đài về sau, đi cường lại cười nói, trầm huynh. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay có thể cùng ngươi một trận chiến. Coi như là thua vậy cũng là vinh hạnh của ta, Chu. Huynh ngươi cũng đừng khiêm nhường, có thể đi đến một bước này. Khẳng định có hơn người thực lực mới được. Trầm tường cười đáp lại nói, bắt đầu, trầm tường biết rõ cái này chu cường bình thường đều là tại ba chiêu nội đem người đánh bại đấy cho nên hắn ngay từ đầu liền phi thường cảnh giác mới dùng phi thường bảo thủ cách làm chính là làm cho đối phương trước xuất kích mạnh nhất quả nhiên trước hết nhất xuất kích thoạt nhìn hắn chỉ là nhẹ nhàng bước vài bước nhưng ở trầm tường trong mắt thân pháp của hắn lại phi thường quỷ dị vậy mà lại để cho hắn chứng kiến hoa mắt đây là cái gì thân pháp trầm tường phóng xuất ra không gian cảm ứng lĩnh vực có thể tinh chuẩn cảm ứng được bốn phía hết thảy động thái mà lúc này hắn lại cảm ứng được có bảy tám cái chu cường tại trên đài đang từ bốn phương tám hướng cho tới bây giờ nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái chu cường thượng diện còn có một trầm tường trong nội tâm cả kinh tại nguy cấp lập tức tìm được vừa ra khe hở tránh tới tránh đi nhiều chu cường đồng thời tiến công trầm tường trong nội tâm hoảng hốt vô luận hắn chỉ dùng con mắt hay vẫn là dùng lơ lửng trên không trung thần hồn chứng kiến cũng chỉ là một vòng cường nhưng vừa rồi lại bỗng nhiên toát ra bảy tám cái ra từng cái dùng rất tốc độ nhanh tới gần hắn hơn nữa chứa đầy cái loại này quỷ dị lực lượng trầm tường tránh được nhưng là một cái khác thi đấu đài mục thiến hương không có trầm tường chỉ nghe thấy hai tiếng khẽ kêu mục thiến hương đã bị đánh xuống đài rồi nhưng lại vẻ mặt mê mang, rất hiển nhiên nàng gặp cùng trầm tường đồng dạng tình huống, không? Hổ là trầm tường, hắn vậy mà tránh thoát chiêu thứ nhất. Dưới đáy những cái kia đã từng cùng Chu Cường đối chiến qua người kinh hô từng cơn. Bọn hắn đều trải qua cái loại này phi thường quỷ dị công kích, bọn hắn rõ ràng trốn đi qua. Nhưng vẫn là lọt vào không hiểu công kích, sau đó nhanh tận lực bồi tiếp chiêu thứ hai kế tiếp đã bị oanh xuống đài rồi mục thiến hương bên kia đã chấm dứt chiến đấu bị chu thịnh hai chiêu đánh bại mục thiến hương rất là không cam lòng nhưng nàng cũng không thể nói cái gì bởi vì đối phương là bằng vào thực lực của mình đem nàng đánh bại đấy lúc này nàng nghe thấy những người khác tiếng nghị luận đã biết rõ cái này hai huynh đệ đều nắm giữ loại này quỷ dị công kích thân pháp tiểu hương mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra Lãnh U Lan vội vàng hỏi, Vương Cẩn Thi. Bạch U U cùng Bạch Tử Thiến cái này ba cái lão sư cũng thập phần muốn biết. Mục Thiến Hương thực lực các nàng đều tinh tường, nhưng lại như cụ bất quá ba chiêu tại. Vừa rồi chỉ ít có bốn cái ra hỏa theo bốn phương tám hướng công kích ta. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, ta chỉ tránh đi hai cái, liền bị đánh trúng. Sau đó ngay sau đó chiêu thứ hai cũng là như thế, ta không có tránh đi, đã bị đánh ra rồi. Mục Thiến Hương cau mày, nhìn xem trầm tường thi đấu đài, không hổ là lão ca. Vậy mà bình yên vô sự né tránh cái loại này tiến công. Chương 2085, thời gian phát tác. Dấu lớn Chu Cường trông thấy trầm tường có thể né tránh chính mình chiêu thứ nhất. Trên mặt cũng lộ ra một tia kinh dị, trầm huynh thật sự là lợi hại, cùng ta giao thủ qua đấy. Chưa từng có có thể tránh thoát ta cái này chiêu thứ nhất đấy, người người đầu tiên, quá, khen, người rất lợi hại, ta lần thứ nhất gặp được loại công pháp này. Trầm tường cười cười, trong lòng của hắn cũng âm thầm hiếu kỳ cái này chu cường đến cùng vận. Dụng cái gì pháp môn, chẳng những thân pháp như thế quái dị cường đại. Hơn nữa hắn sử dụng lực lượng cũng rất thần bí, xem chiêu. Chu Cường cười nhạt một tiếng, hô một tiếng, lần nữa hướng trầm tường tiến lên, 16 cái. Gia tăng lên gấp đôi. Trầm Tường lần nữa kinh hãi, 16 cái đồng dạng lực lượng Chu Cường. Theo 16 cái phương hướng tiến công, hắn rất khó tìm đến góc chết tránh đi, Trầm Tường nhìn về phía trước cái kia vọt tới Chu Cường. Mình cũng phi tiến lên, vung lên nắm đấm, vận chuyển lưu tinh thần kính trực tiếp đánh qua, hắn phi thường khẳng định nắm đấm của mình. Đánh vào Chu Cường trên gương mặt bởi vì hắn có thể cảm giác được làn da độ ấm nhưng lại tại hắn vừa mới cảm giác được nắm đấm của mình đụng phải chu cường đến lúc đó chu cường lại đột nhiên không thấy rồi không có đánh không hắn tránh được nhưng đây tuyệt không khả năng bởi vì ta cũng đã đụng phải mặt của hắn rồi tuyệt không khả năng trong khoảnh khắc đó tránh đi đấy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trầm tường tại gia quyền thời điểm cũng đã vận chuyển thiên tượng thần thông sử dụng vân vụ thiên tượng lại để cho thân thể của mình lập tức hóa thành mây mù bình thường. Trạng thái cùng hắn suy đoán đồng dạng tại hắn ra quyền lập tức. Đến từ bốn phương tám hướng lực công kích lượng đều đánh vào trên người hắn. Như là bị 10 cái chu cường đồng thời công kích tới, nhưng những cái kia nắm đấm đều giống như đánh vào trong mây mù. Không cách nào làm bị thương trầm tường thân thể, trầm tường khó có thể lý giải hắn vừa mới đánh tới chu cường tại sao phải biến mất hơn nữa hôm nay ngay tại phía sau của hắn hắn chú ý thoáng một phát cái này chu cường trên mặt cũng không có bị hắn nắm đấm đánh qua dấu vết chu cường lần thứ hai công kích trầm tường cũng không có thương tổn đến trầm tường hắn thối lui đến thi đấu đài bên cạnh ngưng lông mày mà nhìn xem trầm tường bởi vì hắn biết rõ chính mình gặp cường địch trầm tường chỉ có bốn thần cách so với hắn còn thiếu hai quả theo lý thuyết có lẽ bị hắn dễ dàng đánh bại mới đúng nhưng nhưng bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này thằng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mặt đều bị lão ca nắm đấm đánh tới rồi nhưng lại dùng lại có thể rất nhanh tránh ra từ phía sau công kích lão ca lãnh u lan nhíu mày nói ra vừa rồi xác thực rất quỷ dị rất nhiều người đều thấy rõ ràng rồi thật giống như một bà đao đột nhiên chém vào một con yêu thú trên người. Giao chặt tốc độ là rất nhanh đấy, lưỡi đao đều đã cắt vào yêu thú làn da rồi. Nhưng yêu thú lại đột nhiên tránh ra, hơn nữa từ phía sau vào tới cuồng mãnh công kích. Hơn nữa vừa rồi cái kia bị lưỡi đao làm bị thương làn da lại khỏi hẳn rồi, ta hiểu được. Trầm tường cho Nguyệt Nhi truyền âm, Nguyệt Nhi, nếu như hiểu được nắm giữ thời gian pháp tác lợi dụng một ít kỹ pháp là không phải có thể làm được vừa rồi những cái kia đúng vậy thằng này sử dụng đúng là thời gian phát tắc lực lượng nguyệt nhi nói ra đây chính là phi thường hiếm thấy phát tắc lực lượng tuy nhiên không chỗ nào không có nhưng nắm giữ người lại ít càng thêm ít trầm tường trước kia sử dụng thí thần kiếm pháp cùng chu ma thất thức tốc độ biến thành thời điểm cũng có qua loại trạng thái này có thể tại cùng một cái không gian lại để cho chính mình cùng người khác sinh ra hai loại không cùng lúc sau đó sinh ra một loại hiệu quả chính là người khác mọi cử động trở nên rất chậm rất chậm mà chính mình lại trở nên rất nhanh bởi như vậy trong mắt người ngoài xem ra sẽ xuất hiện rất không thể tưởng tượng nổi tốc độ mà chu cường đối với thời gian lực lượng vận dụng được càng thêm huyền diệu có thể phân ra mấy cái thời gian đoạn hắn ra sau đó vận dụng cái này mấy cái hắn đến tiến hành rất nhanh công kích mà bị đả thương chính là cái kia có thể lập tức hồi phục đến không có đả thương trước đó trầm tường đối với loại này vận dụng thời gian đến công kích pháp môn cũng chỉ là có một cái phi thường mơ hồ khái niệm cụ thể hắn cũng không rõ ràng lắm mà chu cường cái này hai huynh đệ không chỉ có riêng là có thể khống chế thời gian pháp tác lực lượng còn phối hợp một ít pháp môn đến vận dụng cho nên thoạt nhìn mới có thể quỷ dị như vậy, gặp được đối thủ cường đại rồi. Trầm tường không biết vì cái gì, trong nội tâm ngược lại có loại âm thầm kích động. Hắn biết rõ đấy, cũng chỉ có thanh long là khống chế thời gian pháp tắc đấy. Chỉ có điều bởi vì quá nhiều nguyên nhân, khiến cho hắn cũng không thể cùng thanh long gặp mặt một lần. Hảo hảo hỏi thăm hắn thời gian lực lượng sự tình, hiện tại gặp được một cái. Nhưng lại có thể làm làm đối thủ, nếu như đánh qua một hồi khẳng định như vậy có thể ở thời gian pháp tác trên lực lượng mặt càng bỏ thêm dày xem ra trước mắt chỉ có một phương pháp có thể chiến thắng hắn rồi trầm tường có chút hít một hơi chu cường cũng cảm giác mình gặp mạnh mẽ đối thủ hắn còn là lần đầu tiên gặp được có thể ở hắn hai chiêu ở trong lông tóc không tổn hao gì hơn nữa còn đả thương hắn một cái thời gian phân thân người là thời gian lực lượng chu ma thiên thần nói ra hắn sau đó đem chính mình chứng kiến nói ra cùng trầm tường vừa rồi chính mình suy nghĩ không sai biệt lắm trong đám người cũng có kiến thức rộng rãi đệ tử bởi vì trầm tường là đầu một cái thăm dò ra chu cường loại lực lượng này người căn cứ vừa rồi cái loại này quỷ dị tình huống có người suy đoán ra là thời gian pháp tắc lực lượng rất nhiều người đều là không rõ cảm giác minh bạch người lại cảm thấy cái này rất khó phá giải bởi vì đối phương khống chế lấy thời gian nếu như không ngừng lại để cho thân thể của mình trở lại không có tiêu hao không có bị thương. Thời điểm, đây chẳng phải là vô địch tồn tại. Vĩnh viễn không cần thiết hao tổn, trước khi trầm tường cũng dùng qua cùng loại phương pháp đến. Chữa thương, xác thực dùng rất tốt, chỉ có điều hắn đối với thời gian khống chế lực không được. Cho nên cũng rất ít làm tiếp qua nếm thử cái. Chỗ này quả nhiên ngọa hồ tàng long, không nghĩ tới thoáng cái liền bị nhìn xuyên rồi chu cường mỉm cười trầm huynh chỉ mong ngươi đừng làm cho ta thất vọng cho ta xem xem ngươi có bao nhiêu bổn sự tốt trầm tường nói xong cái chữ này lập tức phóng thích càng mạnh hơn nữa không gian pháp tắc lực lượng hình thành một cái không gian lĩnh vực điều này có thể lại để cho hắn càng thêm tinh tường nắm giữ bốn phía hướng đi không gian lĩnh vực sao không tệ không tệ chu cường nhìn chung quanh tuy nhiên không gian lĩnh vực là vô hình đấy nhưng hắn vẫn có thể cảm thụ đạt được trầm tường vừa mới phóng xuất ra không gian lĩnh vực. Không bao lâu, đã cảm thấy không đúng. Bởi vì không gian của hắn lĩnh vực vậy mà giống như không ở chỗ này. Lại cảm giác này rất quái dị, bởi vì hắn rõ ràng phóng thích ra không gian lĩnh vực. Có thể lĩnh vực của hắn lại không xuất hiện, cũng không có bị phá giải cái gì đấy, thời. Gian lĩnh vực, người lại để cho thi đấu đài thời gian ở vào ta không gian lĩnh vực trước khi bởi như vậy của ta không gian lĩnh vực liền không có hiệu quả rồi trầm tường cao mày nói không gian của hắn pháp tác lực lượng lại bị khắc chế rồi không sai của ngươi không gian lĩnh vực vẫn còn chỉ có điều không tại nơi này thi đấu đài bị ngươi không gian lĩnh vực nơi bao bọc thi đấu đài y nguyên ở chỗ này chỉ có điều ngươi nhìn không thấy bởi vì đã bị đi qua thi đấu đài bao trùm chu cường cười khổ nói khả năng cái này có chút phức tạp bất quá đơn giản mà nói đi qua tương lai hiện tại cái này ba cái thời gian cũng có thể điệp cùng một chỗ mà lúc này cái này thi đấu đài chính là quá khứ đấy mà ngươi không gian lĩnh vực bao trùm thì còn lại là hiện tại đấy bị ta che giấu rồi lãnh u lan gãi gãi đầu thật phức tạp nha nguyệt nhi nói ra là dường như khó hiểu chúng ta bây giờ trông thấy thi đấu đài là đã qua mấy canh giờ đấy. Khi đó không có không gian lĩnh vực, mà trầm tường tiếp tục ở đây cái thi đấu trên đài sử dụng không gian lĩnh vực. Như vậy Chu Cường chỉ cần đem thời gian đi phía trước đẩy một điểm. Không gian lĩnh vực lại biến mất rồi. mươi 2086, khó có thể phá giải. Dấu lớn Mục Thiến Hương nói ra, nói như vậy. Bọn hắn há không phải có thể tùy tùy tiện tiện lại để cho người biến lão hoặc là biến thành tuổi trẻ, tại nàng bên cạnh Chu Thịnh lắc đầu cười nói. Đương nhiên không phải như thế. Chúng ta sử dụng thời gian pháp tác lực lượng duy nhất có thể dùng dùng sinh mạng thể chính là trên người mình, hoặc là đối với không có tánh mạng đồ vật sử dụng. Ví dụ như thạch đầu khối sắt các loại đồ đạc. Chúng ta đối với thời gian pháp tác khống chế cũng chỉ là da lông mà thôi, chỉ là da lông liền đáng sợ như vậy, cơ hồ bách chiến bách thắng rồi hiện tại liền không có người nghĩ đến phá giải phương pháp xử lý trầm tường đã bỏ đi sử dụng không gian lực lượng rồi bởi vì đối với phương có thể thông qua khống chế thời gian đến khống chế cái không gian này biến hóa đem hắn khắc chế đến xít sao đấy là thiên long pháp ấn lãnh u lan đột nhiên hô trầm tường tuy nhiên thật lâu không có sử dụng nhưng hắn phóng thích tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều cơ hồ có thể lập tức liền phóng thích tại thi đấu trên đài không mấy trăm đầu long như là từng đạo cuồng lôi phát ra cuồng mãnh gào thét không ngừng bổ đánh xuống ngay tại điều thứ nhất vừa mới đánh vào chu cường đỉnh đầu lúc lại đột nhiên biến mất cái gì trầm tường nhìn lên trời không cái kia ngưng tụ ra đến luồng khí xoáy vậy mà đột nhiên không thấy rồi ta chỉ là đưa đến thời gian khác đoạn rồi hắc hắc Chu Cường cười cười, sau đó người đã không thấy tâm hơi. Hắn lần nữa khống chế chính mình cùng người khác thời gian tốc độ sinh ra sai biệt. Lại để cho chính mình đạt được tốc độ cực nhanh. Đồng thời phóng thích nhiều cái thời gian đoạn hắn xuất hiện. Theo bốn phương tám hướng công kích trầm tường, trầm tường thân thể hóa thành liệt dương bình. Thường nóng rực như là cuồn cuộn nham thạch nóng chảy giống như. Đồng thời còn đem thứ tư thần cách hỏa diễm lực lượng toàn bộ dũng mãnh tiến ra ra sinh ra phi thường nóng rực cái lồng khí cùng mình tương liên lên, chu cường theo bốn phương tám. Hướng công kích hắn, đánh vào cái kia liệt dương thiên tượng cùng nóng rực cái lồng khí thượng. Diện đều lập tức thối lui, bởi vì cái loại này nóng rực hắn chịu không được rất. Lợi hại hỏa diễm lực lượng. Chu Cường không cách nào trực tiếp khống chế cùng trầm tường chặt. Trẻ tương liên lực lượng tiến hành thời gian biến hóa. Vừa rồi hắn đánh tới trầm tường phần bụng tay, lúc này cũng đã bị tổn thương một mảnh đỏ bừng nhưng là hắn rất nhanh liền hồi phục xong hiển nhiên là vận dụng thời gian biến hóa lại để cho hắn bị bị phỏng địa phương sinh ra thời gian biến hóa biến thành không có bị thương lúc thời gian đoạn trầm tường đột nhiên phát hiện cái này chu cường bản thân lực lượng cũng không phải rất cường nếu không tiệt sẽ không bị hắn lại này phòng ngự bị phỏng đấy mà chu cường so sánh chỗ lợi hại chính là lợi dụng thời gian biến hóa lại để cho tốc độ của mình biến nhanh đồng thời để cho người khác công kích không có hiệu quả còn có thể sinh ra nhiều cái thời gian phân thân đến tiến công nhưng hắn chính thức lực lượng cũng không phải rất cường căn bản khó giải nha như vậy xuống dưới trầm tường sớm muộn sẽ bị hao hết sạch lực lượng đấy hơn nữa thằng này công kích càng ngày càng quỷ dị rồi nói không chừng còn có cái gì hậu chiêu chu vinh nói ra thời gian có thể tiến hành cái dạng gì công kích tuy nhiên không biết nhưng nhưng bây giờ biết rõ có thể hóa giải lực lượng rất mạnh loại thiên phú này thật là đáng sợ đoạn tam thường nói ra chu cường cũng cảm thấy đau đầu bởi vì trầm tường hiện tại liền như là gai nhím đồng dạng hắn căn bản không có đường nào hắn cũng biết nhược điểm của mình chính là lực công kích quá yếu làm cho không cách nào phá vỡ trầm tường phòng ngự trầm tường trước khi cùng với liễu mộng nhi các nàng đã từng nói qua cho dù không có huyền vũ y hắn dựa vào thiên tượng thần thông cũng có thể có được cực kỳ đáng sợ phòng ngự chu cường lần nữa công kích trầm tường vẫn không có động mà là dùng thủ vi công chu cường nắm đấm đánh vào trên người hắn thời điểm thân thể của hắn cũng không có thay đổi thành liệt dương bình thường nóng rực ngược lại sinh ra băng hàn lực lượng đây là băng tiết thiên tượng lại để cho chu cường kinh hãi chính là một quyền này của hắn vậy mà chặt chẽ dính tại trầm tường trên người bởi vì đã bị rất mạnh hàn băng đông cứng làm cho hắn đánh vào trầm tường lồng ngực nắm đấm không cách nào rút về đến làm hắn càng thêm hoảng sợ kế tiếp trầm tường trên người sinh ra cái kia cổ rất mạnh hấp lực khiến cho hắn càng thêm khó có thể dẫy ruộn trầm tường mặt mỉm cười chuẩn bị đã lâu lưu tinh thần kính mãnh liệt bành trướng mà tại hắn cánh tay trái tuôn ra mà bắt đầu nắm đấm như là nung đỏ thiết quyền mãnh liệt mà đánh tới hướng chu cường đôi má oanh một tiếng trầm tường lưu tinh thần kính đánh đi ra thần quyền oanh kích tại chu cường đôi má bạo khởi một hồi sáng lạn hỏa hoa phi tinh chu cường cũng đau nhức hô một tiếng đôi má cốt cách cũng đã dạn nớt trầm tường cái này quyền thật sự rất cuồng bạo, Chu Vinh sau khi nhìn thấy, không khỏi run sợ. Sờ lên trước khi bị trầm tường đánh qua địa phương, lại để cho hắn không khỏi đánh một cái run dày. Hắn rất sợ hãi lại lần lượt một quyền, oanh, trầm tường vừa nhanh nhanh chóng một quyền. Chu Cường cái kia sưng đỏ hơi nước đôi má lần nữa phẩy ra khởi tinh hòa. Nửa bên mặt cũng đã vô cùng thê thảm, mà quả đấm của hắn y nguyên chặt chẽ dính tại trầm tường trên người không cách nào rút ra ly khai tại cùng một cái thời gian đoạn là không thể đồng thời xuất hiện mấy cái ngươi đấy mà ngươi bây giờ lại cùng đừng sinh mạng thể có tiếp xúc cho nên thời gian của ngươi phân thân cũng không thể cùng ngươi tiến hành thay thế trầm tường nói xong đệ tam quyền đã đánh đi ra ngoài vận dụng lưu tinh thần kính tiến hành liên tục cuồng bạo ba quyền lại để cho chu cường có chút đầu óc choáng váng được rồi a à hát chu cường đột nhiên đau nhức hồ một tiếng chỉ thấy cánh tay của hắn huyết hoa vẩy ra hắn vậy mà cường hành đứt rời chính mình một đầu cánh tay như vậy có thể cùng trầm tường chia lìa rồi nếu không lại lần lượt mấy quyền hắn muốn thất bại chu cường thoát ly trầm tường về sau lập tức khống chế thời gian lại để cho hắn mặt của mình trở lại không có bị đánh cho tàn phế trước khi cánh tay cũng hồi trở lại tới lúc đó hậu cho nên hắn hiện tại lại không có việc gì rồi chỉ có điều cái loại này đau đớn đã thật sâu in dấu trong ký ức của hắn, lại để cho hắn hồi tưởng lại đều cảm giác được sợ hãi, trầm tường nhìn nhìn dính tại hắn trên lồng ngực đứt tay vậy mà đã biến mất, hẳn là bị Chu Cường sử dụng thời gian pháp tác lực lượng cho làm cho không có cái này, căn bản không cần đánh nha. Vân Tiểu Đao nói ra, lập tức chiếm được Thượng Phong, Chu Cường còn bị đánh mấy quyền nhưng trong nháy mắt hắn lại biến trở về không có việc gì người đồng dạng, chu. Thịnh nói ra, trầm tường thật sự thật là đáng sợ. Loại này đối thủ chúng ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Ta đại ca muốn thắng hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Trận chiến đấu này cũng không biết muốn đánh tới khi nào, một. Thiến Hương nũng nịu nhẹ nói, các ngươi cái này hai huynh đệ nói rõ chính là ỷ vào chính mình. Có loại thiên phú này khi dễ người, bất quá nói trở lại các ngươi nếu là cùng địa ngục ma đế những người kia đánh nhau cũng đừng đều thua nếu như chu cường bại bởi trầm tường như vậy sẽ cùng mục thiến hương phân thắng bại mục thiến hương cảm giác mình không thắng được chu cường loại này biến thái trầm tường lực lượng của ngươi thật sự rất đáng sợ ở phương diện này ta không sánh bằng ngươi nhưng ta nhất định phải thắng ngươi chu cường kiên định nói nếu như ngươi lại đem lực lượng của mình luyện đi lên có thể phá vỡ phòng ngự của ta có thể không đã bị thuộc tính thần lực ảnh hưởng ngươi sẽ trở nên càng cường đại hơn trầm tường cười nói trận chiến đấu này ta không phải thắng không thể đa tạ chỉ giáo chu cường nói xong lần nữa phóng tới trầm tường lúc này đây tốc độ của hắn nhanh hơn hơn nữa hắn còn thời gian sử dụng gian áo nghĩa lại để cho cái này thi đấu trên đài thời gian qua lại không ngừng biến hóa lấy bởi như vậy trầm tường phóng xuất ra cảm ứng lực lượng liền sẽ chịu ảnh hưởng liền khó có thể phán đoán hắn đến phương hướng, hắn duy nhất đối mặt nan đề. Chính là phá vỡ trầm tường đáng sợ kia phòng ngự. Nhưng hiện tại hắn đã đã tìm được phương pháp đa trọng thời gian trọng điệp. Trầm tường đã cảm ứng được rồi, cái này tương đương với nhiều chu cường lực lượng trùng hợp. Cùng một chỗ, hắn đoán chừng đại khái là 16 trọng như vậy. Lực lượng như vậy đem sẽ phi thường đáng sợ. mươi 2087, nhược điểm chí mạng dấu lớn chu cường lúc này đây cũng là được ăn cả ngã về không bởi vì hắn biết rõ mang xuống đối với chính hắn bất lợi trầm tường sẽ phát hiện hắn càng nhiều nữa nhược điểm bởi vì là đa trọng lực lượng cho nên trọng điệp thời điểm sinh ra một cỗ lực lượng rất mạnh chấn động trầm tường có thể tinh tường cảm ứng được cỗ lực lượng này nếu như đánh vào trên người hắn hắn chỉ sợ muốn bị thương nặng hắn dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái âm dương đồ trận chu cường những cái kia giấu ở bốn phía thời gian phân thân tại phóng tới trầm tường thời điểm đều đột nhiên chậm đi một tí chuyện gì xảy ra chu cường cả kinh hắn không nghĩ tới chính mình khống chế mấy cái thời gian phân thân vậy mà đột nhiên bị trầm tường kéo chậm hơi có chút làm cho không cách nào trùng hợp cùng một chỗ mà chu cường cũng đã xuất kích bởi vì không có trùng hợp cho nên lực lượng vẫn là cùng trước khi đồng dạng đây là hắn chuẩn bị không kịp đấy hắn cho rằng còn có thể như vừa rồi đồng dạng trầm tường lại phóng xuất ra băng hàn đem cánh tay của hắn dính chặt hắn đã làm tốt kết thúc cánh tay chuẩn bị nhưng là trầm tường biến mất không thấy trong lòng của hắn khẩn trương mà khi biến mất trầm tường xuất hiện lần nữa thời điểm chu cường lại cảm thấy được phần lưng của mình bị một cỗ lực lượng rất mạnh xông tới đến hắn toàn thân một hồi kịch liệt đau nhức đặc biệt là thần hải mãnh liệt chấn động lay động mà bắt đầu trầm tường đối với hắn sử dụng thần hải công kích không tốt chu cường rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái khu trừ thân thể mang đến đau đớn nhưng hắn vẫn phát hiện mình rơi ra thi đấu đài vừa rồi trầm tường quỷ dị biến mất cũng là sử dụng một chút thời gian pháp tác lực lượng đây là hắn theo thí thần kiếm pháp cùng chu ma thất thức bên trong học được đấy chỉ có như vậy mới có thể đánh bại chu cường chu cường sử dụng thời gian pháp tắc lực lượng là thông qua bên trong thần hải lực lượng truyền hóa chỉ cần lại để cho hắn thần hải tại trong thời gian ngắn ngủi không cách nào vận chuyển lực lượng hắn liền không cách nào sử dụng thời gian lực lượng sau đó lại phối hợp rất nhanh cường lực công kích là có thể đem hắn oanh xuống đài chu cường nhìn xem thi đấu trên đài trầm tường nói không ra lời hắn bản cho là mình có thể đánh bại trầm tường đấy nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị trầm tường đánh xuống rồi hắn biết rõ tại vừa rồi cái kia lập tức xảy ra chuyện gì trầm tường vậy mà cũng vận dụng thời gian tốc độ biến hóa mà lại để cho hắn sinh ra tốc độ cực nhanh chu cường vậy mà thua trận rồi bất quá nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ còn có thể tiếp tục đánh chỉ có điều quy tắc là rớt xuống đài cho dù tiếp tục nếu như tiếp tục nữa cuối cùng ai thắng ai thua đều rất khó nói trầm tường cũng rất lợi hại chu cường lâu như vậy đều không có đánh bại hắn ngược lại chính mình bị đánh bại hiện tại đã xác định hai cái danh ngạch chính là chu thịnh cùng trầm tường kế tiếp chu cường cùng với mục thiến hương quyết ra đệ tam cái danh ngạch nhất định là chu cường đấy mục thiến hương vừa rồi hai chiêu liền bại bởi chu thịnh liền đệ đệ đều đánh không lại đối mặt ca ca khẳng định thua càng nhanh hơn chu cường mặc dù thua nhưng lại thua tâm phục khẩu phục hắn biết rõ trầm tường cũng cất giấu rất mạnh thực lực. Vừa rồi nhiễu loạn hắn đa trọng phân thân lực lượng lực lượng liền lại để cho hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể làm nhiễu đến thời gian của hắn, tuy nhiên bại bởi trầm huynh, nhưng ta cuối cùng nhất định có thể cùng trầm tường xuất chiến địa. Ngục ma đế bọn hắn đấy, chu cường ha ha cười cười, bởi vì hắn kế tiếp chính là cùng mục thiến hương đánh hắn cảm thấy cái này không hề lo lắng rồi lão ca ta bỏ quyền được rồi ta cũng không có ngươi lợi hại như vậy mục thiến hương vẻ mặt u oán nói lực lượng của nàng cũng không yếu chỉ có điều đụng phải hiểu được sử dụng quỷ dị thời gian lực lượng người chu cường ha ha cười nói nếu là như thế tốt lắm bất quá đương nhiên ta cảm thấy được mục cô nương có lẽ cũng muốn liều mạng Nói không chừng ta trạng thái không tốt, liền thua ở ngươi rồi đâu này, trầm. Tường cười nhạt một tiếng, đối với mục thiến hương nói ra, thiến hương. Ta dạy cho ngươi một chiêu, nói không chừng ngươi thật sự đả bại hắn. Bất quá ta hiện tại trước muốn hỏi ngươi. Ngươi vừa mới nhìn ra nhược điểm của hắn, không vậy, cái. Này lại để cho Chu Cường cùng Chu Thịnh đều hơi kinh hãi. Chính bọn hắn thật sự nghĩ không ra ngoại trừ trầm tường bên ngoài còn có người nào có thể đánh bại bọn hắn. Mục Thiến Hương đã cùng Chu Thịnh so qua, hai chiêu liền thất bại, bọn. Hắn thần huyền lực lượng cũng không được. Có thể là bởi vì là chủ yếu vì khống chế thời gian pháp tác. Cho nên thần huyền lực lượng ngưng tụ không có bao nhiêu cường độ. Vừa rồi hắn phá không được phòng ngự của ngươi cũng có thể thấy được đến. Mục Thiến Hương nói ra, điểm này người ở chỗ này trên cơ bản đều có thể nhìn ra, đúng. Vậy, còn gì nữa không? trầm tường lại hỏi vậy mà còn có mọi người lúc này đều vảnh tai muốn nghe xem chu cường chu thịnh còn có cái gì nhược điểm như vậy bọn hắn về sau lại cùng cái này hai huynh đệ đánh nói không chừng có thể chiến thắng mục thiến hương nhíu mày nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu đã không có ta nhìn không thấy hắn nhược điểm của hắn lão ca ngươi cùng chu cường đối chiến lâu như vậy phải hay là không còn có cái gì khác phát hiện chu cường lông mày nhíu lại nói ra trầm tường nếu là ngươi còn phát hiện ta cái gì nhược điểm kính xin cáo chi ngươi có thể trước mặt mọi người nói ra ta cũng không sợ bị mọi người biết rõ ta chỉ sợ ta chính mình cũng không biết như vậy ta về sau cũng tốt đền bù tới con một điều chính là ngươi sử dụng thời gian lực lượng thời điểm chỉ cần hơi chút đã bị một điểm ngoại giới đối với thời gian của ngươi quấy nhiễu như vậy liền sẽ khiến ngươi ra sai lầm lớn trầm tường nói ra, trước ngươi định dùng 16 cái không ngừng thời gian đoạn thời gian phân thân. Lực lượng hợp lại công kích ta, nhưng bị ta quấy nhiễu về sau, xác nhập đã thất bại. Nhưng lại cho ngươi hao tổn rất nhiều lực lượng, chu Cường nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhưng không phải ai cũng có thể làm nhiễu đến thời gian của ta. Đấy, ta hiện tại y nguyên rất ngạc nhiên, trầm tường là làm sao làm được theo lý thuyết điều này cần ngươi cũng sử dụng thời gian lực lượng mới được trầm tường sử dụng thiên luyện thuật bên trong vô cực chi luyện có thể luyện hấp thu các loại lực lượng đến luyện chế hắn phóng xuất ra về sau liền cực hạn vận chuyển vô cực chi luyện hấp thu từng chút một chu cường phóng xuất ra thời gian lực lượng nhưng cái này lại đối với chu cường sinh ra rất lớn quấy nhiễu mục thiến hương bĩu môi nói ra ca, vậy ngươi có thể muốn nói cho ta như thế nào quấy nhiễu thời gian của hắn? Khả năng liền soát ngươi nói cho ta biết ta đều làm không được, trầm. Tường nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói, hắn còn có một trí mạng nhược điểm. Ta lặng lẽ nói cho ngươi biết, Chu Cường cùng Chu Thịnh sắc mặt biến đổi. Bọn hắn đều thập phần tin tưởng trầm tường lời nói. Trầm tường theo như lời nhược điểm trí mạng, cái kia khẳng định chính là trí chí mạng đấy, trầm. Huynh, có thể nói nói xem sao? chu cường liền vội vàng hỏi chờ một chút ngươi cùng thiến hương tỉ thí sẽ biết vô luận ngươi thua hay vẫn là thắng đều có thể biết trầm tường mỉm cười vốn ta ý định tại vừa rồi sử dụng đấy nhưng ta bao nhiêu có một điểm tư tâm ta muốn cho thiến hương thắng ngươi trầm tường nghĩa muội thực lực xác thực rất không tồi nếu là ta không sử dụng thời gian lực lượng chỉ sợ ngăn cản bất quá nàng mười chiêu chu cường lúc này vẻ mặt thành thật xem ra hắn trận tiếp theo thi đấu lúc ngay từ đầu muốn dùng đem hết toàn lực rồi nghỉ ngơi qua đi mục thiến hương cùng chu cường đi đến thi đấu đài trận chiến đấu này cũng là mọi người phi thường chờ mong đấy bởi vì bọn hắn vừa rồi đã biết được trầm tường sẽ chỉ điểm mục thiến hương lại để cho mục thiến hương đánh bại chu cường tại vừa rồi trầm tường liền cho mục thiến hương truyền âm rồi, nói cho Mục Thiến Hương chiến thắng Chu Cường phương pháp. Chương 2088, tranh thủ thời gian. Dấu lớn ngay từ đầu, Mục Thiến Hương liền vung vẩy hai tay. Đánh ra mấy trăm tiểu kiếm bay về phía bát phương. Đây đều là hắn sử dụng thần huyền lực lượng lập tức ngưng tụ thành tiểu kiếm. Lực lượng cũng thập phần đáng sợ, có thể đơn giản kích mặc chút loại thú ra tiến vào nội bộ còn có thể bạo tạc nổ tung chu cường cũng là ngay từ đầu liền khiến cho dùng thuần thục thời gian phân thân theo nhiều phương hướng công hướng mục thiến hương nhưng là vì mục thiến hương không ngừng phóng xuất ra những cái kia tiểu phi kiếm khiến cho của hắn thời gian phân thân nhận lấy nhất định được chờ ngại ngươi chậm mục thiến hương có thể cảm ứng được cái kia giấu ở thời gian khác giai đoạn tới gần lực lượng tại ở gần nàng lập tức nàng lập tức lách mình tránh đi chu cường sẽ chậm cũng là bởi vì những cái kia tiểu phi kiếm nguyên nhân bởi vì hắn muốn sử dụng thời gian lực lượng đem những cái kia bay vụt đến bốn phía tiểu phi kiếm biến không có chu cường chiêu thứ nhất không có đánh chúng mục thiến hương hắn lần thứ hai tiến công cũng lập tức bắt đầu mà mục thiến hương tránh đi về sau liền lập tức dùng thần huyền lực lượng ngưng ra một căn xiềng xích đem chu cường cuốn lấy vô dụng đấy chu cường vừa mới nói xong hắn đem thời gian biến đổi mục thiến hương trong tay xiềng xích lại đột nhiên biến mất không thấy vì vậy không gian thời gian trên cơ bản đều là chu cường khống chế lấy chu cường chỉ cần lại để cho tại đây thời gian trở lại xiềng xích ngưng tụ trước khi xiềng xích sẽ biến mất quả là thế mục thiến hương trông thấy chu cường lần nữa xuất kích nàng khóa chặt chu cường bản tôn lần nữa chém ra một đầu xiềng xích đánh hướng chu cường chu cường không nghĩ tới mục thiến hương vừa rồi thất bại về sau vậy mà còn hắn cảm giác được xiềng xích bay tới thời điểm liền lập tức lại để cho cái không gian này thời gian trở lại trước khi lúc này thời điểm hắn cũng thả ra nhiều cái thời gian phân thân theo bốn phương tám hướng công hướng mục thiến hương nhưng là lúc này đây hắn cũng không thể đem mục thiến hương xiềng xích biến mất ha ha vây khốn rồi mục thiến hương nhõng nhẽo cười nói lại để cho xiềng xích trở nên càng dài sau đó nàng rất nhanh vòng quanh chu cường chạy trong chớp mắt sẽ đem chu cường trói thành một cái bánh trưng chuyện gì xảy ra chu cường bị mục thiến hương xiềng xích trói quá chặt chẽ đấy không thể nhúc nhích hắn điên cuồng vận chuyển thời gian lực lượng muốn đem trên người chết tiệt xiềng xích biến chưa nhưng lại không có một chút hiệu quả hắn xác định cái này không gian thời gian trở lại xiềng xích phóng xuất trước khi khi đó xiềng xích là không tồn tại đấy theo lý thuyết mục thiến hương vây khốn hắn xiềng xích cũng sẽ biến mất mới đúng cùng với trước khi đồng dạng nhưng không có chu cường đã đã thất bại hai lần cái này lại để cho trong lòng của hắn hoảng hốt trầm tường quả nhiên phát hiện trên người hắn một cái trí mạng nhược điểm mục thiến hương lập tức sông đi lên vận đủ thần huyền lực lượng một trưởng đánh vào xiềng xích thượng diện vẻ này mạnh mẽ sung lượng đem chu cường đánh bay đi ra ngoài chu cường lúc này đây thua nhanh hơn hơn nữa còn là bị mục thiến hương đả bại tại dưới đài đang xem cuộc chiến chu thịnh sợ ngây người mới vừa rồi bị hắn hai chiêu đánh bại mục thiến hương bây giờ lại cũng dùng rất thời gian ngắn ngủi đem hắn ca ca đả bại ta thắng mục thiến hương hết sức kích động cổ đông thần cau mày nói nhà đầu kia đến cùng làm cái gì theo lý thuyết chu cường có lẽ sẽ đem nàng xiềng xích biến không có đấy nhưng không có thành công chu ma thiên thần cũng hiểu được khó có thể lý giải chu cường nếm thử hai lần đều thất bại hiển nhiên hắn không cách nào khống chế cái kia xiềng xích thời gian biến hóa đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chu cường mặc dù thua nhưng lại để cho hắn để ý nhất chính là Mục Thiến Hương rốt cuộc là như thế nào làm được đấy. Bởi vì đây là một cái chí mạng nhược điểm, Chu Thịnh cũng rất muốn biết, Trầm Huynh. Kính xin cáo chi, người có thể phát hiện chúng ta cái này chí mạng nhược điểm. Đem là của chúng ta đại ân nhân, Chu. Cường nói ra, phụ thân của chúng ta nói qua với chúng ta. Chúng ta có một cái nhược điểm lớn nhất, nhưng hắn vẫn không chịu nói cho chúng ta biết. Muốn lại để cho tự chúng ta lĩnh hội, Trầm tường cười nói phụ thân của các ngươi có lẽ nên sớm chút nói cho các ngươi biết đấy như vậy các ngươi liền cũng không quá mức ỉ nại thời gian lực lượng vừa rồi thiến hương phóng xuất ra xiềng xích cũng không phải rất cường có được lục thần cách ngươi muốn tránh thoát cũng không là rất khó nhưng bởi vì vô cùng ỉ nại thời gian lực lượng cho nên các ngươi thần huyền lực lượng rất yếu đây là các ngươi cái thứ nhất đại nhược điểm thứ hai trước ngươi đã từng nói qua của ngươi thời gian pháp tắc lực lượng thì không cách nào khống chế trừ mình ra bên ngoài sinh. Mạng thể, vừa rồi thiến hương xiềng xích bên trong liền quấn quyết lấy nàng nhiều cọng tóc. Tuy nhiên những cái kia tóc đã thoát ly thân thể của nàng. Nhưng đối với ngươi mà nói nhưng lại người khác huyết nhục. Của ngươi thời gian lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến tóc của nàng tiến hành biến hóa. Cho nên ngươi không có thành công. Trầm tường nói ra, đương nhiên, nếu như cực đoan một điểm có thể trực tiếp dùng huyết lực lượng đến đánh bại ngươi, ngươi. Là nghĩ như thế nào đến dùng tóc hay sao? Chu Cường sâu hít sâu một hơi, chỉ cần tại lực lượng dung nhập sinh mạng thể. Như vậy của hắn thời gian lực lượng liền không cách nào đem chúng cải biến, trầm tường cười nói. Thi đấu đài bởi vì của ngươi thời gian lực lượng đã từng trở về mấy lần. Kể cả trên đài một ít tiểu sa hạt đều tùy theo biến mất nhưng duy chỉ có tóc không có tóc còn lưu tại nguyên chỗ, ba cái danh ngạch đã xác định, trầm tướng. Mục Thiến Hương cùng Chu Thịnh, Chu Thịnh. Địa ngục ma đế bọn hắn sử dụng ma công thật không đơn giản, cho nên cái này 20 ngày. Người được tận lực nghĩ biện pháp lại để cho chính mình thần huyền lực lượng trở nên bắt đầu. Cuồng bạo, nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm. Trầm tường nói ra, hai người bọn họ huynh đệ tuy nhiên khống chế lấy thời gian lực lượng nhưng bọn hắn bản thân lực lượng lại rất yếu khó có thể hình thành lực công kích mà đi tà ma chi đạo đấy thân thể phòng ngự bình thường đều rất cường đa tạ rồi chu cường cùng chu thịnh vội vàng nói cảm ơn hiện tại bọn hắn có thể biết như vậy cùng địa ngục ma đế tỷ thí lúc có thể đề phòng dù sao đến lúc đó thi đấu lúc cũng không phải là đánh rớt xuống đài đơn giản như vậy nghiêm trọng cũng sẽ bị chém giết chu thị huynh đệ bị chu ma thiên thần mấy người bọn hắn mang đi, sẽ ở cái này 20 ngày huấn luyện bọn hắn, vốn chỉ là huấn luyện chu thịnh đấy. Nhưng bởi vì là huynh đệ, hơn nữa cũng là khó được tốt hạt giống. Cho nên liền cùng một chỗ huấn luyện rồi, mà Mục Thiến Hương thì là giao cho Lữ Kỳ Liên các nàng. Đến phụ trách về phần trầm tường, không có ai có thể cho hắn cái gì chỉ điểm, hai. mươi ngày thời gian, điều này thật sự là quá ít. Trầm tường cảm thấy thời gian không đủ dùng hắn ẩn ẩn cảm thấy địa ngục ma đế bên kia phái ra khẳng định rất cường thậm chí là tới từ ở những cái kia thần quốc tuyệt không thể để cho bọn hắn chiến thắng trầm tường là cùng mục thiến hương các nàng cùng một chỗ phản hồi bách hoa thôn đấy mục thiến hương chạy đi tìm lữ kỳ liên các nàng rồi mà trầm tường thì là đi tìm tiết tiên tiên tiết tiên tiên các nàng chúng nữ đang bề bộn lấy giúp trầm tường chữa trị cái kia huyền vũ y các nàng trông thấy trầm tường trở về đã biết rõ tỉ thí đã ra kết quả ta còn tưởng rằng trước hết nhất tới nơi này U Lan đây này. Không nghĩ tới là ngươi tiểu tử này bại hoại, phải hay là không ngươi bị đánh bại. Tới nơi này tố khổ hay sao? Tiết tiên tiên cười khanh khách nói. Nàng lúc này đang tại trong sảnh dùng một cái lò lửa nhỏ dung luyện lấy cái gì, nàng. Thua đã cho ta, bất quá nàng thua rất phục. Hiện tại nàng cùng Mỹ tiên còn có thiến hương mấy cái cùng đi tu hành rồi trầm tường cười nói, thiến hương đạt được một cái trong đó danh ngạch chúng. Nữ lúc này đều ở đây ở bên trong, từng người đều có chuyện của mình làm, có dung luyện đồ đạc. Có phân tích bản vẽ, có khắc vẽ linh vân, trầm. Tường đem thi đấu trải qua nói cho các nàng nghe. Nói cho tới khi nào xong thôi đã là ban đêm, mộng. Nhi tỷ ta nhớ được trước kia các ngươi giống như có một cái thời gian trận pháp. Đi vào bên trong có thể đạt được nhiều thời gian hơn, chỉ có 20 ngày rồi ta hy vọng có thể có được càng nhiều thời gian đến lại để cho ta tăng lên. Trầm tường nói ra, năm đó lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên liền thường xuyên tiến vào cái kia. Loại địa phương tu hành. chương 2089, chỗ cũ. Dấu lớn đông phương hinh nguyệt thả tay xuống bên cạnh sống, đi đến trầm tường bên này. Cầm lấy trầm tường chuẩn bị cho tốt đồ uống, uống một hớp nhỏ, nói ra. Người bây giờ không phải là rất mạnh sao? tuyển bà thi đấu chính ngươi mạnh nhất rồi, nhưng, là địa ngục ma đế bên kia phái ra có thể là đến từ thần quốc đấy. Trầm tường nói ra, nếu quả thật chính là thần quốc đấy. Đến lúc đó theo chúng ta chút thực lực ấy, nhất định sẽ bại đấy, liễu. Mộng Nhi nói ra, nghịch chuyển thời gian trận pháp đương nhiên là có. Chỉ bất quá bây giờ cửu thiên thế giới, không gian cùng trước kia bất đồng. Trước kia cửu thiên thế giới còn rất yếu thời điểm sử dụng thời gian trận pháp chính là phi thường đẳng cấp cao đấy cho nên có thể nhẹ nhõm nghịch chuyển thời gian nhưng hiện tại bất đồng thời gian cùng không gian đều là có nhất định liên quan đấy trầm tường đối với cái này cũng so sánh hiểu rõ cần tiêu hao bao nhiêu năng lượng đến lại để cho ta đạt được nhiều thời gian hơn trầm tường hỏi cái này đầu long mạch chẳng lẽ còn chưa đủ sao cái kia đại trận vận chuyển 20 ngày, ít nhất có thể ngươi đạt được 200 thiên thời gian. Chỉ có điều tiêu hao long mạch lực lượng nhiều vô cùng. Nếu như muốn cho ngươi đạt được 20 năm thời gian, đoán chừng 10 ngày có thể lại để cho chỗ long mạch tại rất suy yếu trạng thái. Tiết tiên tiên nói xong, lấy ra một cái trận bàn. Cái này trận bàn là hình vuông đấy, liễu mộng nhi. Đông phương tĩnh cùng đông phương hình nguyệt cũng phân biệt xuất ra một cái hình vuông trận bàn đến đây là chúng ta lúc trước luyện chế có thể trọng điệp bốn lần một mình sử dụng một cái mà nói chính là nguyệt ở bên trong ngốc một ngày chính là một cái nguyệt nếu như điệp ra một cái chính là năm bên ngoài một ngày tương đương bên trong một năm ba cái chính là mười năm bốn cái chính là bách niên tiết tiên tiên đem cái này hình vuông trận bàn đưa cho trầm tường liễu mộng nhi các nàng cũng đưa tới trầm tường vội vàng nhận lấy cái này bốn cái trận bàn nói ra nếu như ta toàn bộ điệp ra cùng một chỗ sử dụng. Như vậy ta ở bên trong 200 năm thời gian, bên ngoài chỉ mới qua 20 năm mà thôi, đúng. Bất quá ngươi phải tìm được một cái năng lượng sung túc địa phương đến sử dụng. Cái này trận bàn là chúng ta căn cứ cửu tiêu thần đế cửu tiêu bảo khí lục luyện chế ra đến. Có thể tự hành hấp thu năng lượng đến duy trì trận pháp vận chuyển. Liễu Mộng Nhi nói ra, tại Long Mạch sử dụng có thể không làm được sẽ đem long mạch năng lượng hao hết đấy, trầm. Tường nghĩ nghĩ, nói ra, xem ra chỉ có thể đi chỗ cũ rồi. Đúng rồi, một lần có thể tiến mấy người, tốt. Nhất một cái, bên trong nhiều sinh mạng thể, cần năng lượng tắc thì gia tăng gấp bội. Liễu Mộng Nhi nhẹ nhàng thở dài. Nếu như là tại lấy trước kia chủng tương đối thấp các loại thế giới. Thời gian trận pháp khắp nơi đều là cần tiêu hao năng lượng cũng không nhiều những khi kia rất nhiều thế lực đều thời gian sử dụng gian trận pháp gieo trồng dược liệu hiện tại xác thực bất đồng không gian một bên cường muốn cải biến thời gian cũng rất khó cần phi thường to lớn năng lượng mới được ngươi mới vừa nói chỗ cũ là địa phương nào nguy hiểm sao tiết tiên tiên hỏi địa tâm chỗ kia với ta mà nói cũng không nguy hiểm trầm tường cười nói không cần lo lắng đấy chỗ đó rất an toàn đông Phương Tĩnh nói ra ca, hiện tại theo cửu thiên thế giới không ngừng lớn mạnh. Địa tâm cũng càng ngày càng lợi hại, cũng không giống như trước kia rồi. Người phải cẩn thận nha, đã biết. Trầm tường sờ lên đông phương tĩnh cái kia thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra. Ta đi tìm vũ khiết, tìm nàng cầm một điểm thần dược nơi. Này có một cái lò đan, ngươi tạm thời cầm. Đông phương hinh nguyệt đưa cho trầm tường một loại nhỏ lò đan nhận chủ sau có thể phóng đại, trầm tường nhận lấy cái này lò đan. Cùng chúng nữ tạm biệt về sau, liền đi tìm phùng vũ khiết, phùng vũ khiết hiện tại cũng không có. Ở luyện đan, trầm tường tại bách hoa thôn bên trong đã tìm được lữ thấm liên. Lại để cho nàng cho phùng vũ khiết đưa tin. Nói có chuyện khẩn cấp, phùng vũ khiết biết được trầm tường có chuyện trọng yếu tìm nàng. Liền vội vàng đuổi đến trở về, ta đang định đi cửu tiêu thần điện nhìn xem đây này có sự tình gì trọng yếu sao phùng vũ khiết trông thấy trầm tường vẻ mặt cười hì hì đấy kiều hừ một tiếng ta thật sự có việc gấp cho ta một ít cốt cách thần đan dược liệu muốn một trăm phần như vậy đi trầm tường nói ra hắn muốn tại thời gian này trong trận pháp mặt ngốc một thời gian ngắn đến lúc đó hắn muốn nếm thử ngưng cốt cách ta tại đây vừa vặn có vốn là muốn cho đại thần vương bọn hắn luyện chế đấy bất quá ngươi cần liền cho ngươi đi phùng vũ khiết đưa cho trầm tường một cái túi đựng đồ ngươi chuẩn bị dùng tới làm cái gì ta muốn bế quan một thời gian ngắn đến lúc đó ta ý định lại ngưng một quả cốt cách thử xem trầm tường nói ra đương nhiên ta càng cần nữa chính là ăn có thể ngưng ra thần cách đan đến không có loại này đan phương ngươi ngược lại là có thể nghĩ đến khai sáng một cái như vậy đan phương đến lúc đó khẳng định sẽ tốt vô cùng bán đấy Phùng Vũ Khiết cười nói, như vậy ta cũng không cần cả ngày vất vả cô động thần cách rồi, trầm. Tường Ha Ha cười cười, sớm muộn sẽ có đấy, cùng Kỳ Liên nói một tiếng. 19 ngày sau ta sẽ trở về. Hắn thừa dịp Phùng Vũ Khiết không chú ý, hôn một cái môi của nàng. Sau đó liền chạy như bay ra cái này tiểu sảnh, không biết U Minh Thâm Uyên còn ở đó hay không. Trầm Tường đi vào Cửu Thiên Thành thành chủ phủ, Vũ Khai Minh cũng ở nơi đây hắn lại để cho Vũ Khai Minh nói cho hắn biết như thế nào đi U Minh thâm uyên, Vũ Khai Minh xuất. Ra một ngón tay lộ bàn cho hắn, bên trong dấu hiệu lấy nhiều tòa thành thị cùng với nhiều hiểm. Địa vị trí, cái kia U Minh thâm uyên hiện tại cũng phi thường đáng sợ. Cái chỗ kia rất nguy hiểm đấy, người muốn cẩn thận một chút. Vũ Khai Minh nói ra, trầm tường nhẹ gật đầu. Sau đó truyền tống đến khoảng cách U Minh thâm uyên thành thị gần nhất, hắn đi ra thành thị liền khiến cho dùng không gian phong, rất nhanh đi vào u minh thâm uyên bên cạnh quả. Nhiên trở nên rất đáng sợ. Trầm tường không nghĩ tới cái này u minh thâm uyên vậy mà biến. Thành một đầu nóng hôi hổi thâm uyên. Nhưng lại có thể trông thấy phía dưới một mảnh đỏ bừng, chỗ cũ ta đến rồi. Trầm tường nhảy xuống, lập tức cảm ứng được phía dưới nóng rực tới gần cuối cùng thời điểm. Hắn đã có chút không chịu nổi, không thể không sử dụng băng tiết thiên tượng chống cự nhiệt lượng xâm nhập đến đến phần đáy, lại để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là. Phía dưới này thạch đầu vậy mà cũng tiến hóa rất nhiều. Có thể thừa nhận cao như vậy đích độ ấm, địa. Tâm nhiệt lượng tiết lộ ra ngoài rồi, hẳn là theo cái kia cái lối đi tiết lộ đấy. Trầm tường xuất ra hỏa long kiếm về sau, tại đây nhiệt lượng liền toàn bộ thối lui. Cái này lại để cho hắn âm thầm kinh hỉ, tuy nhiên hỏa long kiếm không phải thần khí cấp bậc nhưng nhưng lại có loại này công dụng, có thể làm cho hắn nhẹ nhõm tại địa tâm hành tẩu thông. Đạo ngay ở chỗ này rồi. Trầm tường trông thấy cắm vào thanh long đồ ma đao lỗ. Thanh long đồ ma đao đã bị phá hủy, không cách nào nữa mở ra cánh cửa này. Bất quá cái này không sao, bởi vì hắn có thể sử dụng xuyên qua không gian. Lướt qua cánh cửa này, hắn thuấn di đi qua, đi vào bên trong thông đạo trong lúc này bị màu đỏ rực khí vụ bao trùm, đều là cực kỳ nồng đậm kỳ dị hỏa diễm lực lượng. Vậy mà có thể ngưng ra thật nhỏ viên bi, lơ lửng tại đây trong thông đạo. Khiến cho thông đạo một mảnh đỏ bừng, đĩa. Tâm loại địa phương này, nhất định có thể thai ngén ra sinh linh đấy. Thậm chí là cường đại loại thú. Trầm tường đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Không khỏi có chút hoảng sợ mà bắt đầu. Hắn đã tới địa tâm mấy lần, biết rõ địa tâm năng lượng đáng sợ đến cỡ nào đây chính là duy trì toàn bộ cửu thiên thế giới vận chuyển năng lượng chi nguyên. chương 2090, Tân Địa Tâm Dấu lớn nghĩ đến địa tâm hội dựng dục sinh ra mệnh, trầm tường lập tức nghĩ đến thái cổ hỏa thú. Hắn nhìn nhìn này thông đạo, nhất thời an tâm không ít này thông đạo thực nhỏ hẹp. Thái cổ hỏa thú cái loại này to con căn bản vào không được cửu. Thiên thế giới tuy rằng cắn nuốt thần minh chi giới cùng vô tận thiên vực nhưng địa tâm lại vẫn là nhỏ như vậy không có đổi lỗi nặng bất quá năng lượng lại trở nên càng thêm cường trầm tường nắm hỏa long kiếm đi phía trước đi ở hỏa long kiếm dưới sự bảo vệ hắn cũng không có cảm ứng được nhiệt lượng nhưng hắn lại rõ ràng nếu không có hỏa long kiếm hắn hiện tại căn bản không thể tái tiếp tục đi xuống không thể tái tiếp tục nơi này đã muốn là cực hạn trầm tường nhìn tiền phương hồng quang thông đạo còn rất dài nhưng ở hỏa long kiếm phát ra thần kỳ lực lượng bảo hộ dưới hắn ở trong này vẫn như cụ có thể cảm ứng được nóng rực nếu tái tiếp tục đi mà nói hỏa long kiếm chỉ sợ đều ngăn cản không được trầm tường xuất ra thanh long đao ở trên vách động mặt mãnh liệt mấy kiếm phát ra liên tiếp đương đương làm thanh thúy thanh mà động vách tường lại chính là có vài đạo hoa ngân mà thôi sao lại thế này trầm tường vừa rồi nhưng là dùng tay trái cầm kiếm huy phách hắn cánh tay trái có song cốt cách vừa rồi hắn cũng dùng không nhỏ lực lượng. Nhưng không có thể thương đến thạch bích trầm tường nhìn huyền phù ở trong động hồng sắc. Khỏa viên, đột nhiên hiểu được nơi này thạch bích nhiều năm qua đều ở hoàn cảnh này bên trong. Hấp thu nhiều như vậy cường đại lực lượng, tái trải qua cường đại áp khí rèn luyện. Lâu ngày dần già, cũng trở nên phi thường chắc chắn. Nếu không căn bản không chịu nổi địa tâm kia đáng sợ năng lượng, xem gia địa tâm phi thường chắc chắn, khó có thể bị hủy phá hư. Trầm tường thu hảo thanh long đao, vận đủ lục đạo lực cánh tay trái gân xanh bạo khởi. Theo hắn hét lớn một tiếng, kia chứa đầy cường đại lực lượng quyền đầu đánh vào trên thạch bích. Mặt oanh, lưu tinh thần kính tuôn ra, sinh ra to lớn tiếng gầm rú. Hồi đãng tại đây điều trong thông đạo. Chỉnh điều thông đạo vừa rồi cũng run nhẹ nhẹ một chút, nhưng trừ lần đó ra vốn không có này hắn cái gì phản ứng, quả nhiên thực chắc chắn. Trầm tường hít sâu một hơi, nếu là trên mặt đất. Hắn vừa rồi kia quyền có thể oanh điệu một tòa cự sơn, hắn tiến hành loại này thí nghiệm. Vì làm cho hắn tiến vào cái kia thời gian trận pháp bên trong có thể an tâm một chút. Bởi vì này không thể đã bị quấy nhiễu, nơi. Này năng lượng như vậy sung túc, hẳn là cũng đủ này bốn trận bàn vận chuyển trầm tường làm cho này bốn trận bàn thành lớn bởi vì thông đạo quá nhỏ. Cho nên trận bàn không thể trở nên nhiều, chỉ có thể đủ tọa một người đi lên, hiện. Tại có thể mở ra, trầm tường có chút kích động nếu có thể thành công mà nói. Hắn có thể tranh thủ đến 20 năm thời gian, hắn mở ra trận bàn. Trận bàn mặt trên lòe ra từng đợt bạch quang. Này trong thông đạo hồng sắc khí vụ bay nhanh dùng lại đây, dũng hướng trận bàn cái đáy bị trận bàn rất nhanh hấp thu không bao lâu trận bàn mặt trên liền huyền phù một đoàn bạch sắc quang hà trầm tường cảm thấy như vậy có chút không thoải mái bởi vì trận bàn quá nhỏ bất quá này cũng không có biện pháp hắn chỉ có thể bước trên đi khi hắn bước trên đi thời điểm trước mắt lòe ra một trận hào quang hắn thế nhưng đi tới một cái bốn phía đều là bạch sắc trong không gian mặt này không gian có một cái phòng lớn như vậy tiên tiên các nàng thật lợi hại thôi này đó trận bàn bên trong thế nhưng còn tập hợp không gian trận pháp trầm tường nhìn nhìn bạch sắc trên vách tường mặt lóe ra quang môn thì phải là rời đi lúc này trận pháp môn hắn xuất ra một cái đan lô sau đó lại xuất ra cốt cách thần đan dược tài hắn tính trước thử xem xem có thể hay không ngưng ra cốt cách đến trên cánh tay trái mặt ngưng ra xong cốt cách khiến cho hắn thể nghiệm đến cốt cách chỗ tốt nếu thân thể này hắn bộ vị cũng có cốt cách mà nói, kia có thể làm cho hắn càng mạnh ta. Hiện tại liền đem cửu cốt cách toàn bộ tu luyện đi ra, thái thần cũng không gì hơn cái này. Trầm tường nghĩ đến còn có chút kích động, mà cốt cách hội theo hắn thần cách tăng nhiều mà trở nên càng mạnh. Tái dung nhập cường đại thần hôn, lực lượng lại khó có thể tưởng tượng, chính là nửa ngày thời gian. Trầm tường liền luyện chế ra 18 viên cốt cách thần đan cốt cách thần đan cũng không phải cái gì gian nan luyện chế đan phía trước hắn ở trận đấu thời điểm dùng thời gian rất ngắn có thể luyện chế ra một lò nhưng lại là lục viên hiện tại hắn chính là luyện chế tam lô mà thôi hắn ăn một viên dược lực tản ra sau hắn mà bắt đầu khống chế dược lực ở toàn thân vận chuyển đứng lên sau đó chờ đợi cái kia ngưng đan cơ hội xuất hiện nửa canh giờ trôi qua dược lực liền hoàn toàn tán đi không thành công hơn nữa dược lực tán thật sự mau đây là có chuyện gì trầm tường phía trước nếm qua hai lần mỗi lần đều là yếu luyện hóa nửa ngày mới đem dược lực tiêu hao hoan nhưng hiện tại lại chỉ dùng nửa canh giờ mà thôi nhớ rõ u lan các nàng nhắc tới quá các nàng ăn cốt cách thần đan cần ba ngày mới có thể luyện hóa dược lực chẳng lẽ thân thể càng mạnh cần luyện hóa thời gian càng ngắn sao Trầm tường căn cứ này phỏng đoán đi ra, hiện tại hắn cũng không phải thực khẳng định. Hắn lại ăn một viên, lúc này đây so với lần trước luyện hóa được nhanh hơn. Chính là dùng lần trước một nửa thời gian, sao lại thế này? Trầm tường luyện hóa dược lực khi cũng không có cảm ứng được thân thể có cái gì dấu hiệu. Thuyết minh hắn ngưng tụ cốt cách không có thành công. Hắn chỉ có thể tiếp tục ăn, hắn liên tục ăn 18 viên, luyện hóa tốc độ đều rất nhanh. Một cái canh giờ có thể luyện hóa tứ viên, hiện tại cũng chỉ là nửa ngày không đến. 18 viên cốt cách thần đan cứ như vậy bị hắn luyện hóa, một chút dùng đều không có, xem. Da dược lực không thể chống đỡ rất thời gian dài không phải chuyện tốt. Mà ở trong cơ thể tồn tại lâu lắm cũng không được. Trầm Tường hồi tưởng phía trước phía trước ăn cốt cách thần đan. Lượng viên đều là luyện hóa nửa ngày thời gian, cũng chính là 6 cái canh giờ như vậy cái này có thể làm cho hắn ngưng ra cốt cách đến là cốt cách thần đan phẩm giai không đủ còn là của ta thân thể không đủ cường trầm tường không thể biết bởi vì liền ngay cả dương thiên nghị đều không rõ ràng lắm dương thiên nghị là dựa vào ăn rất nhiều dược tài mới ngưng đi ra trầm tường tự hỏi vấn đề này đột nhiên cảm giác được này không gian đang ở dần dần biến yếu không bao lâu bốn phía bạch quang liền biến mất không thấy hắn hiện tại liền ngồi xếp bằng tại kia bốn điệp lên trận bàn mặt trên, này. Trầm tường nhìn nhìn thông đạo hai đầu. Nguyên bản nơi này nổi lơ lửng rất nhiều hồng sắc hỏa viên, hiện tại toàn bộ không thấy. Thông đạo hai đầu đều là tối như mực một mảnh, mà nơi này cũng không có nóng rực độ ấm ta. Chỉ là ở bên trong ngây người một ngày mà thôi. Trầm tường vội vàng theo trận bàn mặt trên nhảy xuống. Lúc này gian trận pháp quả nhiên thực tiêu hao năng lượng lập tức liền đem bên ngoài năng lượng toàn bộ hấp hết trầm tường nhìn thông đạo sâu trong này trận bàn cần nhờ gần năng lượng nguyên tài năng hấp thu đi xem tới nơi này khoảng cách địa tâm còn có một khoảng cách cho nên trận bàn không thể hấp thu đến địa tâm năng lượng chính là đem này thông đạo năng lượng toàn bộ hút đi thừa dịp hiện tại đi đem nguyệt nhi mang lại đây mới được lần này ta phải phi thường tới gần địa tâm mới được Trầm Tường quyết định làm cho Nguyệt Nhi cùng hắn tiến vào cái kia thời gian trận pháp. Dù sao Nguyệt Nhi có phi thường phong phú kinh nghiệm, hơn nữa nàng vẫn là tương đương với quý tộc giống nhau tồn tại. Khẳng định nếm qua cao giai cốt cách thần đan tu ngưng ra quá cốt cách. Chương 2091 Địa Tâm Thần Thú. Dấu lớn trầm tường theo địa tâm phản hồi đến mặt đất. Trở lại Bách Hoa thôn đem Nguyệt Nhi dẫn theo lại đây, này cũng không tốn bao nhiêu thời gian hiện tại hắn thời gian thực gấp gáp hắn không thể lãng phí đặc biệt tại đây bên ngoài thời gian nếu là ở thời gian trận pháp bên trong hắn sẽ không tất như thế khẩn trương nguyệt nhi cùng trầm tường tiến nhập cái kia trong thông đạo mặt trầm tường hỏi nguyệt nhi ngươi có sợ nhiệt không hắn đã muốn xuất ra hỏa long kiếm này hỏa long kiếm ngăn cản địa tâm nhiệt lượng có hạn đến càng sâu trầm tường khẳng định muốn thừa nhận nhất định nóng bức không sợ của ta không gian hộ cháo có vẻ cường này địa tâm nhiệt lượng hẳn là có thể ngăn cản được ngươi dùng không gian hộ cháo không phải được sao nguyệt nhi nói trầm tường lắc lắc đầu của ta không gian hộ cháo cũng có hạn thật sự nguyệt nhi cười duyên đạo như vậy ta đến cháo ngươi bất quá nói lại người như thế đi địa tâm sẽ không sợ sao Tuy nói trước mắt cửu thiên thế giới địa tâm còn không có tới hoàn mỹ trạng thái nhưng cũng sẽ không yếu đại khái cũng là phía sau dựng dục ra địa tâm thần thú đến địa tâm thần thú trầm tường kinh ngạc đạo có thể hay không rất lợi hại có công kích tính sao ta cũng không rõ ràng lắm các ngươi cửu thiên thế giới địa tâm thần thú là sao vậy dạng này có thể là lúc trước cửu thần vương sáng tạo thế giới này khi cũng đã đặt ra tốt có hay không có công kích tính cũng rất khó nói tóm lại trước đi xem đi bằng chúng ta hai cái chạy chối chết bản sự không có cái gì phải sợ nguyệt nhi nhưng thật ra một chút còn không sợ vũ động cánh ở trong thông đạo chậm rãi phi hành nàng cả người tản ra bạch quang giống như một ngọn đèn chiếu sáng lên đi tới lộ lạp 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 nguyệt nhi ngâm nga thập phần vui tiểu khúc thật giống như là tản bộ rất là nhàn nhã nguyệt nhi các ngươi tinh pháp thần vực cũng có địa tâm sao trầm tường hỏi phía trước nguyệt nhi nói cái gì địa tâm thần thú chỉ biết nàng đối địa tâm hiểu biết không ít chúng ta tinh pháp thần vực là một đám tinh cầu từng cái tinh cầu đều có địa tâm nhưng chỉ có lớn nhất chủ tinh cầu mới có địa tâm thần thú ta đi quá hai lần sớm nhất là cùng ông nội của ta cùng đi bất quá không có gặp qua địa tâm thần thú ta đi thời điểm còn rất nhỏ chịu không nổi bên trong nhiệt trở về sau khi thân tâm đều đã bị một loại rất kỳ quái nhiệt thương. Nghỉ ngơi một tháng mới tốt, Nguyệt Nhi nói, lần thứ hai chính là ta tiến hành chấp pháp giả khảo hạch khi đi. Khi đó với ta mà nói thực nhẹ nhàng, bất quá địa tâm trung tâm ta nhưng thật ra không dám đi, trầm. Tường lúc này cũng có chút trở mong này cửu thiên thế giới địa tâm. Tuy rằng hắn đã tới vài lần, nhưng mỗi lần đến đều không có cùng trình độ tăng cường mà lần này là tăng phúc lớn nhất, không bao lâu. Trầm tường liền thấy cái loại này lửa đỏ sắc khỏa viên từ tiền phương chậm rãi bay tới. Phía trước này thông đạo nơi nơi đều là loại này khỏa viên, nhưng đều bị kia bốn trận bàn hấp thu hoàn. Theo này đó lửa đỏ sắc khỏa viên bay tới còn có kia cổ đáng sợ nóng rực lực đến đây. Nguyệt Nhi lập tức bay đến Trầm tường trên vai mặt phóng xuất ra một cái không gian hộ cháo trầm tường chính là vừa mới cảm giác được một cỗ vi nhiệt tùy hậu liền không có tái cảm ứng được lúc này hắn đã muốn thân ở ở lửa đỏ sắc khỏa viên bên trong thông đạo lại bị lửa đỏ sắc phù quang tràn ngập ở loại địa phương này trầm tường cùng nguyệt nhi cũng không dám sử dụng không gian phong bởi vì tiền phương có không biết nguy hiểm sử dụng không gian phong mà nói lập tức liền tiến vào nguy hiểm địa phương đến lúc đó liền khó có thể thoát thân trầm tường đuổi thời gian cho nên hắn nhanh hơn cước bộ ở trong thông đạo chạy như điên thông đạo là vẫn tả xuống phía dưới dần dần tiến vào sâu trong hắn chạy như điên hai cái canh giờ sau khi rốt cục đi vào thông đạo quấy hắn đứng ở cuối nhìn phía dưới kia một mảnh lửa đỏ sắc quang hà kia phía dưới mới là địa tâm sâu trong trận bàn cũng có thể hấp thu đến địa tâm năng lượng bởi vì địa tâm không ngừng phun dũng nhiệt lượng đi lên. Cơ hồ là vô cùng, trầm tường xuất ra trận bàn, trận bàn thực thuận lợi mở ra. Hắn mang theo Nguyệt Nhi tiến nhập trận bàn bên trong này. Trận bàn càng nhiều sinh mệnh thể, hấp thu năng lượng liền cần nhiều vài lần. Nguyệt Nhi giống như có thể cảm ứng được đến trận bàn đang ở hấp thu năng lượng. Nếu lại tăng đến một cái nhân, chỉ sợ cũng siêu việt trận bàn cực hạn trầm tường nói nguyệt nhi khi trước ngươi ngưng ra cốt cách có phải hay không đều là dựa vào ăn cốt cách thần đan nguyệt nhi gật đầu nói đương nhiên tuy rằng không ăn cốt cách thần đan cũng có thể ngưng đi ra nhưng này không phải ai đều có thể chỉ có này có được cực cao thiên phú tài năng người làm được trầm tường lại hỏi ngươi có nhớ hay không ngươi ngưng ra cốt cách khi ăn cốt cách thần đan đại khái đều luyện hóa bao lâu đại hái nửa ngày thời gian, cốt cách thần đan luyện hóa được quá nhanh. Hoặc là quá chậm đều không được, yếu nửa ngày tả hữu luyện hóa hoàn mới là tốt nhất thời gian. Nguyệt Nhi nói, này luyện hóa là chỉ tự nhiên luyện hóa dưới tình huống. Ta nhanh nhất luyện hóa tốc độ là trong nháy mắt, chậm nhất dùng một tháng. Nhưng này cũng không có thể dụ phát ngưng cốt cách thần đan cơ hội, Nguyệt. Nhi hiện tại như thế vừa nói, liền xác minh trầm tường phía trước đoán, hắn hỏi như vậy yếu sao vậy tài năng làm được nửa ngày tả hữu tự nhiên luyện hóa trạng thái đây là ăn cốt cách thần đan vì cái gì khó có thể ngưng ra cốt cách chỗ khó luyện hóa quá nhanh nguyên nhân bình thường chính là thân thể cùng tu vi quá mức cường đại cần tăng lên cốt cách thần đan phẩm chất đến cân đối quá chậm còn lại là thân thể không đủ cường cho nên không thể lập tức hấp thu như vậy nhiều dược lực đều cần rất dài một đoạn thời gian đến luyện hóa, thì ra là thế, ta hiểu được. Trầm tường lập tức xuất ra một phần cốt cách thần đan dược liệu, này. Đó đều là hạ phẩm dược liệu nha, người hiện tại bao lâu thời gian luyện hóa một? Nguyệt Nhi hỏi, một cái canh giờ có thể luyện hóa tứ viên? Trầm tường nói, hắn đã muốn có một cái giải quyết phương pháp, ngươi. Hiện tại cần trung phẩm cốt cách thần đan hơn nữa đồng thời còn muốn tăng cường thân thể tài năng khống chế ở nửa ngày tả hữu. Nguyệt Nhi thấy Trầm Tường đã muốn đem dược liệu phao nhập đan lô bên trong, tò mò hỏi. Trầm Tường, ngươi có phải hay không lại có cái gì kỳ quái ý tưởng, Trầm? Tường luyện đan thuật như thế nào, Nguyệt Nhi đã muốn kiến thức qua. Cho dù kiến thức rộng rãi nàng cũng bị Trầm Tường chấn kinh rồi vài thứ, đây. Là thiên luyện thuật một loại luyện pháp. Ta một lò cực hạn có thể luyện chế lục viên cốt cách thần đan. Nhưng ta muốn áp xúc thành tam viên, cho nên ta sẽ đem dư thừa dược lực áp xúc cùng một chỗ. Này có thể tăng lên cốt cách thần đan phẩm chất. Trầm Tường nói, nếu áp thành tam viên không được, như vậy liền lượng viên, hoặc là một hắn. Hiện tại loại tình huống này, yếu làm ra trung phẩm cấp bậc cốt cách thần đan dược tài cũng cần. Thời gian, đầu tiên hắn phải ngưng ra linh dịch, rồi mới một chút ra tăng nam. Dược liệu niên kỷ phân vừa lên đi. Có thể tăng lên phẩm chất mà hiện tại hắn không có như vậy nhiều thời gian. Cho nên hắn chỉ có thể thông qua áp xúc dược lực đến tăng cường phẩm chất. Đây là thiên luyện thuật bên trong một loại pháp môn. Hắn phía trước hay dùng quá loại này pháp môn đến áp xúc phẩm chất rất cao đan đến, hy. Hi. Vọng hữu hiệu quả, nếu không được. Người vẫn là thành thành thật thật dùng bình thường phương pháp đi. Nguyệt Nhi nằm úp sấp trên mặt đất kiên nhẫn nhìn đan lô, bình. Thường phương pháp không thích hợp ta. Trầm tường cười cười, bắt đầu luyện đan. chương 2092, đặc thù bộ vị. Dấu lớn trầm tường hiện tại luyện chế cốt cách thần đan cùng phía trước bất đồng. Hắn cần tiến hành áp chế đến tăng cường cốt cách thần đan phẩm chất. Cho nên so với phía trước dùng hơn một ít thời gian, nhưng là ở Nguyệt Nhi trong mắt lại mau được phi thường nghịch thiên người ta bình thường luyện chế cốt cách thần đan, ra một hai viên đều phi thường tốt. Mà hiện tại trầm tường ra đan ít là vì gia tăng phẩm chất. Nguyệt Nhi chưa từng có nghe nói qua như vậy luyện pháp, hoàn thành. Trầm tường xuất ra tam viên màu trắng cốt cách thần đan, Nguyệt Nhi dựa vào lại đây. chừng lớn cặp kia đáng yêu mắt mèo, thoạt. Nhìn phẩm chất là cao không ít, thật lợi hại nha, nếu áp thành một viên mà nói. Phẩm chất hội rất cao nguyệt nhi có chút kinh ngạc địa nói ta trước thử xem xem trầm tường ăn một viên bắt đầu luyện hóa hai canh giờ sau hắn liền luyện hóa xong còn kém một ít xem ra cần tiến thêm một bước áp luyện mới được trầm tường cầm trong tay hai viên cốt cách thần đan thu lại sau đó lại xuất ra một phần dược liệu nói trực tiếp áp xúc thành một viên trầm tường hiện tại không có nhanh chóng ngưng xuất thần cách phương pháp nhưng phải nhanh chóng ngưng ra cốt cách đã có một cái phương hướng cho nên hắn mới có thể ở phương diện này tiến hành nếm thử đương nhiên hắn hiện tại chỉ có bốn mai cốt cách cũng làm cho hắn cảm thấy thực không đủ khả hiện tại không có cách nào hắn tính trước rất nhanh ngưng ra cốt cách đến như vậy ít nhất có thể làm cho hắn tăng cường thực lực đồng thời cũng có thể làm cho thân thể trở nên càng thêm cường nếu còn có thời gian hắn liền cực lực đi ngưng thần cách ngưng đến sai mai, hơn nữa hắn mấy mai cốt cách. Hắn cảm thấy đều là thực lực hẳn là có thể sánh vai thái thần, trầm tường rất nhanh chóng thành. Công luyện chế tốt lắm, lúc này đây là hắn đem 6 viên cốt cách thần đan áp xúc thành một. Tại hạ phẩm thần đan bên trong, phẩm chất đã muốn phi thường cao. Cho nên hắn mở ra đan lô thời điểm, trực tiếp tuôn ra đan quang đến, lúc. Này đây hẳn là không sai biệt lắm đi trầm tường lấy ra nữa sau cấp nguyệt nhi nhìn nhìn làm cho nàng kiến thức kiến thức tối cao phẩm chất hạ phẩm cốt cách thần đan thực không sai nếu tinh pháp thần vực có thể bán mà nói này viên cốt cách thần đan hẳn là có thể bán thật sự cao bởi vì này thực dễ dàng đạt tới cân đối nếu trực tiếp thượng trung phẩm cốt cách thần đan này cần thực nhiều thời gian cùng tinh lực đi rèn luyện thân thể làm cho thân thể cùng cốt cách thần đan dược lực xứng đôi nguyệt nhi cảm thấy trầm tường có thể đem một cái phẩm giai thần đan tiến hành nhiều cấp phẩm chất khống chế này là phi thường khó được đặc biệt cốt cách thần đan loại này đối phẩm chất yêu cầu cực cao thần đan trầm tường ăn sau bắt đầu luyện hóa sáu cái nửa canh giờ đã muốn thích hợp trầm tường luyện hóa dược lực sau mở mắt này một cũng không có làm cho hắn ngưng ra cốt cách nhưng chỉ có đem cốt cách thần đan tự nhiên luyện hóa thời gian khống chế được tài năng ủng có nhiều hơn cơ hội làm cho chính mình ngưng ra cốt cách đến, Nguyệt Nhi cười nói. Người loại này luyện đan sư thực đáng sợ, có thể căn cứ tự thân tình huống đến điều chỉnh đan dược phẩm chất. Ở tinh pháp thần vực bên trong cũng có luyện đan sư làm như vậy, nhưng cũng không thế nào thành công nếu vận khí tốt đại khái 10 viên tả hữu hẳn là có thể ngưng ra cốt cách. Nguyệt Nhi nói, nhưng là ngươi lần này ngưng ra cốt cách sau tiếp theo cũng không như vậy thoải mái lại cần làm lại điều chỉnh cốt cách thần đan phẩm chất nhưng lại được tăng lên ngươi thân thể cường độ trầm tường gật gật đầu lại bắt đầu luyện đan luyện chế hảo sau liền trực tiếp ăn luyện hóa thứ hai viên vẫn như cũ thất bại sau đó hắn lại tiếp tục hắn phía trước đi tiếp nguyệt nhi thời điểm liền dặn quá phùng vũ khiết làm cho nàng tận lực phục chế nhiều một ít cốt cách thần đan dược liệu lữ kỳ liên đã muốn đem sinh sát thuật truyền thụ cấp rất nhiều cùng trầm tường phi thường quen thuộc nữ tử hơn nữa đều là tin được cho nên hắn nhóm có thể ngưng ra rất nhiều linh dịch ngưng ra cốt cách đến khả không dễ dàng trầm tường cũng rõ ràng điểm này kia dương thiên nghị hay dùng hơn rất nhiều thời gian uống dược tài ăn đến phun ra mới ngưng ra ba mai đến cho nên trầm tường cũng có chuẩn bị tâm lý đệ tam viên vẫn như cũ không có thành công thứ bốn viên, thứ năm viên, thứ sáu viên, mãi cho đến thứ bảy viên thời điểm. trầm tường đột nhiên cảm thấy được mắt bộ có một chút đau đớn. sao? lại thế này, dĩ nhiên là mắt bộ đau đớn. đây là dụ phát cơ hội dấu hiệu. nhưng như thế nào sẽ ở mắt bộ? trầm tường cánh tay trái ngưng cốt cách thời điểm. chính là có một chút hơi hơi đau đớn, thì phải là một cái cơ hội. sau lại vì ngưng ra cốt cách. cánh tay trái đau đến hắn đến nay khó quên. nếu là ánh mắt mà nói khó tránh khỏi muốn thừa nhận một phen đau khổ hơn nữa đến lúc đó đau khổ khẳng định so sánh tệ càng thêm nguyệt nhi thấy trầm tường nhíu mày thấp giọng hỏi đạo có phải hay không tới rồi ta không xác định bởi vì ta cảm giác được ánh mắt có điểm đau trầm tường nói cốt cách có khả năng sinh trưởng ở ánh mắt sao đương nhiên có thể ánh mắt cũng là thân thể bộ phận thôi tóm lại có cơ hội xuất hiện sẽ không muốn buông tha một khi buông tha lần sau liền càng khó xuất hiện nguyệt nhi cũng là phi thường kinh ngạc thế nhưng sẽ xuất hiện ở ánh mắt nàng chính là nghe nói qua cũng không có chính mắt gặp qua ánh mắt ngưng cốt cách đem người thân thể lực lượng toàn bộ tụ tập ở mắt bộ đi này tuy rằng thống khổ nhưng nhẫn đi qua thì tốt rồi trước ngươi ngưng quá một lần hẳn là rất quen thuộc đi nguyệt nhi nói trầm tường cắn chặt răng bắt đầu vận chuyển thân thể lực lượng toàn bộ tập trung ở mắt bộ bắt đầu ngưng tụ cốt cách hắn lúc này cũng thập phần tò mò mắt bộ ngưng ra cốt cách hội thế nào nếu ngưng nơi tay chân mà nói công kích khi quyền đấm cước đá có thể trực tiếp sinh ra rất cường đại lực lượng nếu ở mắt bộ kia yếu như thế nào công kích nguyệt nhi cũng nghĩ đến vấn đề này nàng trước kia chính là nghe lão bối nói qua ai ai cốt cách liền ngưng ở mắt bộ cụ thể như thế nào sử dụng mắt bộ cốt cách lực lượng nàng cũng không biết. Này lão bối cũng không như thế nào nhắc tới, t r u i e n c u a t u i n e t đau đớn đến từ hai. Mắt lan tràn đến này đầu, trầm tường đau đến sắc mặt trắng bệch cả người là hãn. Nhưng hắn lại vẫn như cũ cắn chặt nha. Không có hô lên một tiếng đến, chỉ cần nhẫn đi qua thì tốt rồi, nhiều năm như vậy đến. Hắn nhiều lần tu hành đều là như vậy nhẫn tới được mỗi một lần đều là như vậy dài lâu mà thống khổ nhưng hắn lại chưa từng có lùi bước quá a à, trầm tường rốt cục đau đến điên cuồng hét lên lên trôi qua hai ngày trầm tường toàn bộ đầu thống khổ đã muốn dần dần biến mất mà lúc này hắn hai mắt lại mạo hiểm một trận bạch sắc quang mang phía trước còn không đình đổ máu nhưng hiện tại đã muốn đình chỉ thật sự là dày vò nha trầm tường mắt bộ bạch quang tiêu thất hắn ánh mắt khôi phục bình thường bộ dáng. Hắn xoa xoa trên gương mặt huyết lệ, rốt cuộc thế nào? Nguyệt Nhi hỏi, mắt bộ có cốt cách có thể cho ngươi đạt được cái dạng gì lực lượng, Nguyệt? Nhi, ta lần này cũng là xong cốt cách, lượng con mắt đều có một quả cốt cách ở bên trong. Thật sự là kỳ quái nha, cốt cách hẳn là ở xương cốt bên trong mới đúng. Lần này như thế nào sẽ ở trong ánh mắt mặt? Trầm tường cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, kỳ. Thật này coi như là đầu lâu bên trong chẳng qua hốc mắt này hai cái vị trí thuộc loại nhân thể có vẻ hữu dụng bộ vị. Cho nên ngưng ra cốt cách ngay tại trong ánh mắt mặt này thuộc loại đặc thù bộ vị. Nhưng chỉ có số ít nhân tài có loại tình huống này mà ngươi càng thêm đặc thù. Thế nhưng hai lần xong cốt cách hiện tại chẳng phải là nói ngươi có được tư cốt cách. Nguyệt Nhi có vẻ kinh ngạc là trầm tường mỗi lần đều có thể ngưng ra hai quả cốt cách đến. Mà kia Dương Thiên Nghị dùng nhiều như vậy năm còn bị ném vào tinh nguyệt địa ngục cũng chỉ là ngưng ra ba mai, nếu là hắn biết trầm tường nhai như vậy liền bốn cốt cách. Khẳng định hội khóc ngất xỉu đi. chương 2093, Địa Tâm Thần Linh. Dấu lớn trầm tường tuy rằng lại ngưng ra xong cốt cách đến. Nhưng hắn đã có chút buồn bực. Bởi vì cốt cách là ngưng ở ánh mắt bên trong. Cũng không biết uy lực như thế nào. Là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Nhưng có thể khẳng định là. Này cốt cách sinh trưởng ở ánh mắt bên trong tạm thời không thể hình thành cường đại lực lượng. Cốt cách nếu ở đi đứng mặt trên, chiến đấu khi có thể trực tiếp công kích, mà ở mắt bộ, chiến đấu khi tổng không thể dùng mặt đi đụng đi, trầm tướng. Người không cần uể oải. Cốt cách ngưng ở mắt bộ là chuyện tốt. Đây chính là một cái phi thường đặc thù bộ vị. Không phải ai cốt cách đều có thể sinh trưởng ở này địa phương. Về phần bây giờ còn có thể phát hiện trong đó uy lực. Đó là bởi vì ngươi còn không có dung nhập thần hôn. Nguyệt Nhi nói, ngươi này vừa mới ngưng đi ra xong cốt cách chỗ bộ vị tuy rằng không thể làm. Cho trực tiếp tiến hành công kích. Nhưng có còn có khác cách dùng. Ngươi thường thử một chút. Nhìn xem trên cánh tay trái mặt xong cốt cách có thể hay không cùng mắt bộ sinh ra liên. Hệ, trầm tường nhắm mắt lại nếm thử. Phát hiện mắt bộ cốt cách cùng cánh tay trái cốt cách là có liên hệ. Hắn lập tức gật gật đầu. Càng nhiều nhanh hơn trương và tiết thỉnh đến. Hắn lúc này cũng biết yếu làm như thế nào. Hắn nếm thử làm cho này hai cái bộ vị cốt cách sinh ra càng mạnh liên hệ. Nhìn xem có thể hay không lẫn nhau ảnh hưởng. Sử cốt cách thần hồn lực lượng có thể xài chung, ánh mắt đau quá. trầm tường nếm thử hấp thu trên cánh tay trái mặt cốt cách lực lượng. Nhưng này thần hồn lực lượng lại đây sau, lại làm cho hắn mắt bộ phỏng đứng lên khiến cho hắn không thể không buông tha, rốt cuộc như thế nào sử dụng. Trầm tường buồn bực tới cực điểm, phí lớn như vậy kính mới tu luyện đi ra cốt cách. Trước tiên đổi mới thế nhưng không có gì tác dụng, hai mắt là sinh linh tâm linh chi cửa sổ. Rất nhiều dưới tình huống đều có thể xuyên thấu qua ánh mắt nhìn ra sinh linh trong lòng suy nghĩ, mà cũng là xuyên thấu qua ánh mắt đến đạt được trực tiếp nhất tin tức nguyệt nhi đột nhiên nói cốt cách bình thường có thể làm cho thân thể sinh ra rất mạnh lực lượng nhưng nếu xuất hiện ở đặc thù bộ vị sẽ có đặc thù cách dùng không thể đem lẽ thường bộ đi lên nguyệt nhi thấy trầm tường ở trầm tư tiếp tục nói ta cảm thấy cốt cách ngưng ở mắt bộ có thể làm cho ánh mắt của ngươi sinh ra đặc thù lực lượng loại này lực lượng không thấu đáo có thể sợ hãi hủy diệt đặc tính chỉ cần tồn tại chính là hợp lý người đã mắt bộ đã muốn có được cốt cách như vậy khẳng định sẽ không không đúng tí nào trầm tường nghe thế lời nói đến lẳng lặng tự hỏi đứng lên hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một tia linh quang nói cốt cách bản chất chính là kích phát ra thân thể lực lượng càng mạnh đến như vậy cốt cách xuất hiện ở của ta ánh mắt như vậy theo lý thuyết hẳn là có thể kích phát ra ta ánh mắt lực lượng càng mạnh ánh mắt bình thường có thể có loại này lực lượng cái thứ nhất khẳng định là xem người có cốt cách, khẳng định có thể nhìn xem xa hơn. Thậm chí có thể nhìn đến càng nhiều này nọ. Đây là khẳng định, người thử xem xem. Nguyệt Nhi nói, người nếm thử thời điểm. Nhưng đừng nghĩ yếu ngưng tụ một cỗ thực cuồng bạo lực lượng. Nếu không của ngươi hai mắt hội đau, chỉ có đến nơi khác thử nghiệm thì mới biết được. Trước tiên đổi mới ở trong này có thể thấy cái gì? Trầm tường mang theo Nguyệt Nhi đi ra lúc này gian trận pháp đứng ở thông đạo bên cạnh hắn nhìn địa tâm sâu trong kia bị một mảnh nồng đậm hồng sắc khí vụ bao phủ hắn ngưng thần vương giả phía dưới nhìn đến cái gì nguyệt nhi cũng đang nhìn nhưng nàng cái gì đều nhìn không thấy địa tâm phóng xuất ra đến này cổ lửa đỏ sắc xương khói thật sự là quá nồng nhưng lại có được đốt cháy tinh thần lực lực lượng thần thức căn bản không thể xuyên thấu đi xuống quả nhiên thấy được phía trước nhìn không thấy gì đó. Kia rốt cuộc là cái gì đâu? Trầm tường ngưng mi nói, ta xem gặp phía dưới có một cái ao rất lớn. Chẳng qua bên trong đều là hòa tương. Có cái gì vậy ở hòa tương trung bốc lên? Nên sẽ không là ngươi nói địa tâm thần thú đi, là bộ dáng gì nữa? Nguyệt Nhi vội vàng hỏi, thấy không rõ lắm. Tên kia tại kia đáng sợ hòa tương bên trong tựa như con cá ở trong nước giống nhau tự nhiên. Thân thể là lửa đỏ sắc này hắn ta nhìn không thấy hắn động tác quá nhanh trầm tường nói lúc này hắn cũng đã muốn cảm nhận được mắt ngưng cốt cách một chút yêu việt nếu ở phía trước hắn căn bản nhìn không thấy cái đáy hỏa tương ân kia là cái gì vậy trầm tường thấy sâu trong trên thạch bích mặt có một cái lóe ra hồng quang điểm trước tiên đổi mới hắn khống chế mắt bộ cốt cách tăng cường hắn thị giác rất nhanh liền thấy rõ kia này nọ dĩ nhiên là một cái trái cây ở lóe ra, là một cái trái cây. Thoạt nhìn như là cà chua giống nhau, lóe ra hồng quang, nhưng lại hội rung động. Trầm tường nói, này trái cây bốn phía còn có cái gì này nọ sao? Là như thế nào dài đi ra? Nguyệt Nhi vội vàng truy vấn đạo. Hơn nữa thanh âm còn mang theo một chút kinh ngạc. Nàng hảo muốn biết đây là cái gì quả thật giống như theo nham vách tường dài đi ra giống nhau. Ta nhìn nhìn lại, trầm tường xoa xoa ánh mắt lần đầu tiên sử dụng mắt bộ cốt cách lực lượng tăng cường thị lực làm cho hắn cảm giác được ánh mắt có chút mệt hắn tái cẩn thận địa nhìn một chút nói kỳ quái nhằm vách tường dài ra một cây sợi tóc lớn nhỏ gì đó kia trái cây liền dính tại đây sợi tóc mặt trên quả thế này địa tâm bên trong đặc hữu địa tâm thần thú quả nguyệt nhi rất là kích động nhất định phải đem này trái cây lấy đến thủ Người nói này trái cây đang run động đúng không? Hẳn là đã muốn thành thục. Sẽ chờ ngã xuống đầu địa tâm thần thú kia ăn, này. Này không phải tương đương với cùng địa tâm thần thú cấp thực sao? Ta hiện tại nhưng là ở hắn địa bàn. Này có thể hay không có nguy hiểm. Trầm tường cũng tưởng yếu kia địa tâm thần thú quả kia địa tâm thần thú bây giờ còn nhược. Nếu không hắn khẳng định rời đi địa tâm hòa tương. Trực tiếp khiêu đi lên ăn cho nên ngươi không cần lo lắng hắn hội chạy đi lên. Huống chi kia trái cây bị ngắt sau khi đi, rất nhanh lại hội sinh trưởng đi ra. Đây là địa tâm chuyên môn dựng dục ra cấp đến, cấp địa tâm thần thú ăn. Nguyệt Nhi nói, trước kia ông nội của ta cũng thường xuyên làm loại này không muốn sống chuyện tình. Không cần sợ, trầm tường hút hấp khí. Nói, được rồi, đi xuống thời điểm khẳng định hội rất nóng của ngươi không gian vòng bảo hộ có thể cháo được sao, hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi nhanh lên đi xuống đi." Nguyệt Nhi nói, kia trái cây rất nhanh sẽ rơi xuống đi xuống. Đến lúc đó vốn không có cơ hội, tuyệt không có thể bỏ qua lần này cơ hội." Trầm. Tường lập tức nhảy xuống đi, thật cẩn thận địa huyền phù đi xuống. Trước mắt nơi này nguy hiểm cũng chỉ là rất nhập nóng bức. Xuống mặt kia hỏa tương bên trong địa tâm thần thú không thể rời đi hỏa tương cho nên trầm tường cũng dám ở trong này loạn phi kỳ quái địa tâm thần thú bình thường đều có mấy đầu trầm tường hỏi ta nhìn thấy hẳn là không chỉ một đầu này đó địa tâm thần thú hẳn là đều là không có thành hình bị vây trưởng thành chém giết giai đoạn cho nên có bao nhiêu đầu cũng thực bình thường địa tâm thần thú quả ngã xuống mà nói khẳng định hội dẫn phát tranh đoạt được đến địa tâm thần thú quả tắc hội trở nên càng mạnh Nguyệt Nhi nói, địa tâm khả là phi thường huyền diệu tồn tại. Ông nội của ta nói qua, ở tâm đáng sợ nhất chính là địa tâm thần linh, kia trưởng quản địa tâm đáng sợ nhất tên. Nếu tức giận mà nói, hắn có thể nháy mắt hủy diệt toàn bộ thế giới, trầm. Tường trong lòng cả kinh, còn có loại chuyện này, có phải hay không thật sự? Người già già gặp qua sao? mươi 2094, cướp thần của dấu lớn trầm tường ở thật lâu trước kia liền cho rằng. Cửu thần vương hẳn là có thể trưởng khống này cửu thiên thế giới, nhưng sau lại mới biết được. Cửu thiên thế giới cường đại đến cửu thần vương đều không thể phỏng đoán. Về sau thôn phệ thái thần chi cảnh, chư thần quốc khẳng định có thể đều chiếm lĩnh khống chế một khu vực. Cửu thần vương tuy rằng là thế giới sáng tạo giả, nhưng không có thực lực nên cũng đành chịu mà cửu thiên thế giới cũng thành vừa được bọn họ không thể trưởng khống bộ hiện tại nguyệt nhi lại nói này địa tâm có một cái gì đáng sợ địa tâm thần linh nếu là như thế hắn trên mặt đất khẳng định sẽ không ngốc được an tâm không cần sợ địa tâm thần linh ở tinh pháp thần vực cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi đều không có người gặp qua nhưng địa tâm khẳng định có được nhất định linh tính nếu không cũng sẽ không dựng dục thần quả đến bồi dưỡng địa tâm thủ hộ thần thú Nguyệt Nhi nói, cường đại địa tâm đều đã có một đầu đáng sợ địa tâm thần thú. Để tránh có những người khác đối địa tâm có mục đích xấu, khống chế địa tâm hoặc là lợi dụng địa tâm tạo thành hủy diệt trầm. Tường đã muốn đi vào thần quả bên cạnh kia địa tâm thần thú, tay hắn đủ đến sau. Lập tức hái xuống, thế nhưng phi thường lạnh lẽo, hơn nữa thực cứng ngắc trầm trọng. Này một bàn tay có thể bắt lấy trái cây, thế nhưng có đến trăm cân trọng, bên kia còn có một trầm tường vừa mới này trái cây thu hồi đến, lại thấy đối diện lóe ra hồng quang. Phía trước hắn đứng ở chỗ cao, không thể trực tiếp thấy hắn bên này phía dưới nham bích có trái. Cây, này đi vào đối diện hắn mới có khả năng thấy, hơn nữa này trái cây vẫn là ở trên vách động. Mặt lóe ra hồng quang cũng không phải như vậy sáng ngời, hẳn là đã muốn thành thục. Trầm tường lập tức bay qua đi, nếu bị hắn thấy hắn khẳng định hái xuống phía dưới này ở hòa tương bên trong bơi lội nhảy lên thần thú đều vồn dậy chu lên bởi vì trầm tường đem một cái trái cây khác cũng cầm đi gặp lại dù sao nơi này rất nhanh lại hội sinh trưởng đi ra các ngươi lần sau lại ăn đi trầm tường cười hắc hắc rất nhanh bay lên không bao lâu hắn liền về tới cái kia sơn động phía dưới tiếng gầm thế nhưng càng lớn hơn nữa như là ở tập thể phẫn nộ giống nhau này đó địa tâm thần thú đều rất yếu, nếu không vừa rồi đã sớm xông lên." Nguyệt Nhi cười hì hì nói, kỳ thật cho dù xông lên cũng không cần sợ bọn họ. Bọn họ bây giờ còn không thể hóa thành hình người, hình thể lại đại. Người tránh ở này trong động mặt, bọn họ khẳng định vào không được này. Thông đạo có vẻ nhỏ hẹp hơn nữa thạch đầu đều phi thường cứng ngắc. Không phải dễ dàng có thể lộng phá hư, này hai cái trái cây có chỗ lợi gì? trầm tường đại lực nhéo một chút, rất là chắc chắn, trừ bỏ tản mát ra lạnh lạnh hơi thở. Chút không cảm giác bên trong năng lượng, đây là thần cách cùng thần hồn nha. Địa tâm thần thú chỉ cần ăn, có thể gia tăng một quả tốt nhất thần cách. Chỉ cần hắn không có tới trăm mai, ăn sau đều có thể gia tăng một quả. Nguyệt Nhi nói, nhưng chỉ có địa tâm thần thú có thể. Nhân loại cùng này hắn thú loại lại không được, công hiệu yếu đại suy giảm, trầm. Tường nhất thời mừng như điên, này chẳng phải là cùng kia đại thần cách giống nhau. Những người khác không được, ta có thể, hắn đang lo không thể tu luyện đến lục thần cách đâu, mà hiện tại vừa lúc hắn. Hắn lập tức tiến vào thời gian trận pháp bên trong, thật sự có thể chứ? Ta nghe ông nội của ta nói, trừ bỏ địa tâm thần thú, những người khác cùng thú ăn đều chỉ có thể đạt được một thành thậm chí càng ít hơn năng. Lượng, Nguyệt Nhi nói, có thể trầm tường lúc trước dung hợp đại thần cách thời điểm. Chính là dùng luyện đan phương pháp luyện nhập chính mình thần hải bên trong. Không chỉ có không có tổn thất một chút năng lượng. Ngược lại còn có thể làm cho thần cách tăng cường, này. Thần cách ít nhất thu nhỏ lại ba bốn lần, đến lúc đó hội càng thêm đáng sợ. Làm cho ta cảm thấy có chút tiếc nuối, đây đều là hỏa thuộc tính thần cách cùng thần hồn. Xem ra chỉ có thể ngưng tụ thành sáng tạo chi hỏa thần cách. Trầm tường cười hắc hắc, ta thần hải đã muốn có hai quả sáng tạo hỏa thần cách. Hơn nữa đây là hai quả, đến lúc đó của ta hỏa diễm không biết sẽ có rất mạnh nếu không phải điều kiện không cho phép. Hắn khẳng định hội phân biệt ngưng một quả không gian thần cách cùng thiên chi thể thần cách. Một quả có thể làm cho hắn không gian lực lượng càng thêm. Một quả tắc có thể tăng cường hắn thiên chi thể thần thông. Làm cho hắn đạt được càng mạnh phòng ngự về sau hiểu được là cơ hội, ngươi hiện tại cần lực công kích. Dung hợp này hai quả hỏa thuộc tính thần cách không còn gì tốt hơn. Nguyệt Nhi nói, hơn nữa ngươi còn phải hảo hảo đào móc ngươi mắt bộ thần cách lực lượng. Ta cảm thấy không chỉ có chỉ có tăng cường thị lực đơn giản như vậy. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ của con người. Ta cảm thấy ngươi có thể trực tiếp dùng ánh mắt công kích người khác tâm linh. Tương đương với cường hữu lực tinh thần công kích này rất khó phòng ngự, trầm. Tường cảm thấy này phi thường có thể làm, chẳng qua hắn trước mắt có vẻ chuyện trọng yếu. Chính là trước ngưng ra hai quả thần cách nói sau, nhỏ. Như vậy, có thể trực tiếp ở trong thần hải bộ luyện. Trầm tường đem một cái trái cây để vào thần hải bên trong. Sau đó ở thần hải mặt phóng thích huyễn pháp bảo lô, phía trước hắn luyện chế đại thần cách khi. Bởi vì đại thần cách muốn vào đi rất lớn trình độ áp xúc Cho nên hắn được trước ở bên ngoài dùng đan lô luyện chế. Áp nhỏ một vòng sau lại để vào thần hải, mà hiện tại địa tâm thần quả có vẻ nhỏ. Có thể trực tiếp ở trên thần hải tiến hành, rất khó luyện nha. Địa tâm dựng dục đi ra gì đó chính là bất đồng, vốn liền phi thường chịu nhiệt. Trầm tường thúc dục hắn nguyên bản hai quả hỏa thuộc tính thần cách. Phóng xuất ra tối cường hỏa diễm. Nếu không không thể đem này địa tâm thần quả luyện hóa, này địa tâm thần quả phi thường khó có thể luyện chế, cho nên hắn so với lần trước dùng càng nhiều thời gian. Ước chừng 5 ngày mới có bị hòa tan dấu hiệu. Hơn nữa hắn còn sử dụng các loại thiên luyện thuật luyện pháp suốt 10 ngày thời gian. Hắn mới đem này địa tâm thần quả luyện thành khí vụ trạng thái. Lúc này phải ngâm ở thần hải bên trong một đoạn thời gian. Làm cho hắn trên thần hải thần cách cùng này đoàn khí vụ sinh ra cộng minh như vậy hắn có thể đem khí vụ áp xúc thành thần cách này thần cách bên trong là có thần hồn. Trầm tường luyện chế khi liền chú ý tới, cho nên hắn đã muốn đem thần hồn hút ra đi ra. Làm cho hắn chủ thần hồn đối này đồng hóa, thần cách luyện thành. Này thần hồn cũng có thể lập tức dung nhập thần cách bên trong, Nguyệt Nhi phe phẩy cái đuôi. Ăn các loại ăn ngon gì đó, bởi vì nàng bộ dạng thực đáng yêu, khi nói chuyện lại thực ngọt. Ở Bách Hoa trong thôn được các nữ tử yêu thích bởi vậy nàng cũng có đầy đủ không ít loại thức ăn gì đó, thứ năm mai thần cách đại thành. Trầm tường mở to mắt, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, Nguyệt Nhi. Ta dùng bao lâu thời gian, thật sự thành công sao? Người chỉ dùng đi 15 ngày. Nguyệt Nhi rất là kinh ngạc, vội vàng bay qua đi, nằm úp sấp ở trầm tường trên đầu. Lại cảm ứng trầm tường thần trong thần hải thần cách quả nhiên có ngũ may, hảo. Cuồng bạo thần cách thực nóng nguyệt nhi kinh ngạc đạo không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy đem này địa tâm thần quả biến thành thần hôn cho dù là địa tâm thần thú ăn cũng không thể như vậy đem chuyển hóa vì thần cách trầm tường cười nói ta nhưng là luyện đan sư này thần quả bị ta giống luyện đan giống nhau luyện nhập của ta thần hải bên trong này rất đơn giản hắn lại đem còn lại một địa tâm thần quả đem nhập thần hải tiếp tục luyện hóa có phía trước kinh nghiệm Hắn lần này có thể đi vào triển được càng thêm thuận lợi, thật tốt ta năm đó hẳn là học luyện đan. Nguyệt Nhi khẽ thở dài, làm tinh pháp thần vực chấp pháp giả thật sự là một cái không có đường. Về nha. Chương 2095, thứ hai thần hải. Dấu lớn Nguyệt Nhi là vì thấy trầm tường luyện đan cho nên mới hâm mộ. Chính nàng cũng rõ ràng trầm tường này hiếm thấy luyện đan sư cùng mặt khác luyện đan sư có rất lớn bất đồng mặt khác luyện đan sư đều là cả ngày ở trạch phòng luyện đan bên trong. Trạch được hôn thiên ám địa, sông cạn đá mòn cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện tình. Nàng liền nghe nói qua có cái luyện đan sư luyện một lò đan đi ra. Kia môn phái trưởng giáo đều thay đổi vài cái, ngươi. Không cần như vậy gấp, ngươi lại dùng hơn 10 ngày còn có 6 mai thần cách. Nhưng nơi này còn có không sai biệt lắm 20 năm thời gian nguyệt nhi nói trầm tường tiến tới nơi này vì tranh thủ thời gian biến cường như vậy đi xuống chính là hơn một tháng liền tu luyện đến sáu thần cách có thể nói đã muốn đạt tới trầm tường mục tiêu trầm tường một bên ở thần hải luyện chế kia đĩa tâm thần quả vừa cười vừa nói thời gian còn lại ta muốn dùng để đánh sâu vào cốt cách phía trước tu luyện đi ra cốt cách chạy trong ánh mắt đi làm cho ta có vẻ tiếc nuối ta muốn ngưng ra nơi tay chân bộ vị cốt cách đến trầm Tường có được tứ thần cách hơn nữa trên cánh tay trái là song cốt cách hiện nay cũng rất cường. Nếu sáu thần cách hơn nữa càng nhiều cốt cách, đây chính là hoàn toàn có thể nghiền áp thái thần tồn tại ai. Ai cho ngươi là luyện đan sư đâu? Ngưng cốt cách thật giống như dài răng nanh giống nhau đơn giản. Nguyệt Nhi nhỏ giọng kiều hừ, nàng lúc trước ngưng cốt cách thời điểm. Nói ra đều là huyết cùng lệ, mà trầm tường cũng rất dễ dàng, 10 ngày qua thời gian Trầm tường đột nhiên cười ha hả bởi vì hắn thành công ngưng ra lục thần cách. Hắn hiện tại hỏa diễm lực lượng càng thêm đáng sợ. Tứ mai hỏa thuộc tính thần cách thông qua lục đạo lực chuyển hóa đi ra hỏa diễm thần lực. Lại phối hợp cánh tay trái song cốt cách đánh ra lưu tinh thần kính. Nguyệt Nhi ngẫm lại đều không khỏi kích động đứng lên, kia nhất định rất mạnh, Nguyệt. Nhi, nhìn ta, trầm tường đột nhiên đem Nguyệt Nhi bắt lại. Cẩn thận nhìn nàng cặp kia mắt mèo, như thế nào? người dùng ngươi trong ánh mắt cốt cách đối với ta làm thí nghiệm nguyệt nhi trong mắt mang theo ý cười thần hồn của ta nhưng là rất cường đại người căn bản không thể đối ta tạo thành tinh thần công kích thần hồn của ta nguyệt nhi còn chưa nói hoàn trầm tường liền cười nói ta nhìn thấy của ngươi thần hải ha ha không có khả năng ta căn bản không có cảm ứng gì một chút lực lượng tiến vào của ta thần hải ngươi căn bản nhìn không thấy Nguyệt Nhi tuy rằng nói như vậy, nhưng của nàng thanh âm cũng mang theo một tia sợ hãi. Thật giống như chính mình không thể cho ai biết bí mật bị nhân phát hiện giống nhau, trầm tương. Cười nói, ngươi không phải đã nói ánh mắt là tâm linh cửa sổ sao? Cốt cách ngưng ở ta mắt bộ này là đặc thù bộ vị, cho nên sinh ra đặc thù lực lượng. Ta vừa rồi liền tinh tường thấy của ngươi thần hải. Còn có của ngươi lưỡng đạo thần hồn, một đạo thần hồn là tiểu nha đầu hình thái mặt khác một đạo thần hồn chính là con mèo nhỏ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có lưỡng đạo chủ thần hồn, Nguyệt. Nhi ngây dại, nàng lắc lắc đầu, ngươi nhiều lắm chính là có thể cảm ứng được thần hồn của ta. Tuyệt không thể nhìn thấy của ta thần hải, cho dù rất cường đại trăm thần cách cường giả. Đều không thể như vậy nhìn thấu người khác thần hải, muốn. Hay không ta nói nói ngươi thần hải là bộ dáng gì? Trầm tường cười hì hì nói, Nguyệt Nhi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi nàng giống như thực sợ hãi người khác thấy của nàng thần hải cho nên hắn thủy chung không thể nhận trầm tường thấy nàng thần hải chuyện thực nói nói xem nguyệt nhi tăng lên dũng khí làm cho trầm tường nói ra như quả thật là như vậy nàng cũng chỉ có thể nhận thức trầm tường khóe miệng hơi hơi thượng kiều sau đó cười to đạo miêu nữ hoàng ha ha của ngươi thần hải có một thực xa hoa cung điện mà ngươi thần hồn an vị ở cung điện bên trong ghế trên không nghĩ tới Nguyệt Nhi ngươi trong lòng vẫn muốn xưng bá tinh pháp thần vực nha. Này lý tưởng thật sự rất lớn. Trầm tường cười nói, Nguyệt Nhi, meo meo, hét dầm lên. Dãy trầm tường hai tay, sau đó bay đến trầm tường đỉnh đầu. Loạn cầm lấy đầu của hắn cào, không cho cười. Nguyệt Nhi thực nghiêm túc hô, sau đó đem trầm tường tóc túm được loạn loạn cao. Mèo mèo, trầm tường cùng Nguyệt Nhi đùa giỡn một trận sau đó một người một miêu đều nằm ngửa trên mặt đất thở hổn hển nguyệt nhi ta tuy rằng cảm thấy buồn cười nhưng ta cũng không phải khinh thường ngươi ngươi ở tinh pháp thần vực nhưng là rất mạnh có ba cái thần tộc huyết mạch hơn nữa lại gặp được ta này thiên tài luyện đan sư ngươi về sau không nghĩ biến cường đều không có biện pháp trầm tường cười nói ta không nói khoác cùng ta có quá tiếp xúc người chỉ cần cùng ta quan hệ không sai Đa đa thiểu thiểu đều là vì của ta nguyên nhân mà biến cường Càng đừng nói ta này âu yếm nữ nhân Cho nên, có ta ở đây, ngươi muốn thành vì tinh pháp thần vực miêu nữ hoàng, sắp tịch, nguyệt nhi Kiều Hư nói, ngươi so với ta còn tự kỷ, bất quá rất kỳ quái Của ngươi thần hải vì cái gì có thể như vậy bình thường Chẳng lẽ của ngươi theo đuổi liền thật sự đơn giản như vậy Thầm nghĩ quá bình thường cuộc sống như quả thật là như vậy, ngươi này một thân thiên phú thật sự là uổng phí, trầm. Tường vuốt cầm, mỉm cười nói, ngươi, phùng tỷ, kỳ liên. Tiên tiên cùng mộng nhi các nàng vài cái thần hải của ta gặp qua. Đều có một rất lớn điểm giống nhau, thí. Nói, ai thần hải cũng không là khoa trương không biên giới sao. Liền của ngươi thần hải không bình thường nhất. Nguyệt Nhi thập phần khó chịu, nàng cảm thấy trầm tường này luyện đan sư thần hải như vậy bình thường hẳn là có rất rộng lớn lý tưởng mới đúng. Thần hải thế giới phản ứng sinh linh nội tâm lý tưởng, tuy rằng thực vớ vẩn. Nhưng rất nhiều người đều đã đem thần hải cấu tạo thành như vậy. Này có thể làm cho thần hồn của bọn họ kích phát ra tối cường lực lượng đến, ta cũng không có nói các ngươi điểm giống nhau là khoa trương không biên giới, mà là các ngươi đều chỉ có một thần hải trầm tường mỉm cười nguyệt nhi mạnh mẽ bính đứng lên ngươi chẳng lẽ có hai cái thần hải sao thế được ta chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy hơn nữa cũng không có khả năng tồn tại ta liền từng hỏi qua ông nội của ta ta thật sự có hai cái thần hải chẳng qua một cái che giấu thật sự thâm trầm tường cười nói không tin trừ phi ngươi cho ta xem nguyệt nhi hừ một tiếng ngươi nhất định phải cho ta xem của ta thần hải đã muốn bị ngươi thấy được mà ta nhìn thấy của ngươi thần hải chính là một cái giả thần hải. Ta muốn nhìn ngươi chân chính thần hải, Nguyệt. Nhi đã muốn có điểm tin, trầm tường ở cửu thiên thế giới sáng tạo ra nhiều như vậy truyền kỳ. Thần hải không có khả năng đơn giản như vậy, không cho. Trầm tường đối nàng thè lưỡi, Nguyệt Nhi, meo, hét lên một tiếng, lập tức túm. Đi qua cầm lấy đầu của hắn phát lại cùng hắn triển nháo cùng một chỗ, Nguyệt Nhi kiều hô mau cho ta xem ta muốn xem trầm tường thật vất vả làm cho nàng bình tĩnh trở lại hắn không nghĩ tới này con mèo nhỏ nháo đứng lên thế nhưng cũng như vậy đáng sợ đầu của hắn phát đã bắt được phi thường khó coi ta là có thứ hai thần hải chẳng qua kia bị vây một loại rất kỳ quái trạng thái ta có thể cảm ứng được đến nhưng ta chính mình nhưng không cách nào nhìn đến tóm lại ta có thể phi thường khẳng định của ta thứ hai thần hải là tồn tại hơn nữa, rất sớm liền tồn tại, chính là không biết cái gì nguyên nhân. Ta vẫn không thể mở ra đi thông thứ hai thần hải đại môn. Trầm tường nhíu mày đạo, ta cảm giác ta bị lạc cái gì? Vốn ta trước hết mở ra thần hải hẳn là chính là thứ hai thần hải, bởi vì kia đã sớm tồn tại. Nhưng sau lại không biết vì cái gì, ta liền đem thần hải biến thành như vậy. Chương 2096, chiến địa tâm thần thú dấu lớn Nguyệt Nhi đối trầm tường thứ hai thần hải phi thường hiếu kỳ. Nàng thực muốn biết trầm tường người như thế chân chính thần hải bộ dáng. Thần hải phản ứng một người nội tâm sâu nhất chỗ tốt đẹp ảo tưởng Chính là hiện tại trầm tường nói chính hắn cũng không biết. Cho nên Nguyệt Nhi cũng không thể theo trầm tường nơi đó biết được chân chính tình huống, trầm. Tường hiện tại lại biết ánh mắt cốt cách một cái diệu dụng, có thể thấy người khác thần hải. Này không thể nói rất hữu dụng, nhưng có thể thấy một người nội tâm ý tưởng ta. Cảm thấy ánh mắt cốt cách cũng có thể dùng để công kích. Trầm Tường nói xong, hai mắt phóng xuất ra một trận hồng quang. Tuy rằng chính là lóe ra một chút, nhưng quả thật trăm ngàn vạn căn màu đỏ quang hội tụ mà thành. Đây là hắn cùng Bạch U U học tập thấu tâm ma nhãn, chiêu này là hắn ít nhất sử dụng. Một khi sử dụng mà nói, kia có người sẽ không hay ho, rất lợi hại chẳng qua xuyên thấu lực vẫn là không đủ cường đối phó bình thường thiên thần cũng đủ nhưng là đối phó người có tự thân lực phòng ngự cùng có được siêu cường hộ giáp cũng không đủ dùng rất nhiều thú loại trên người lân giáp cũng rất chắc chắn người vừa rồi chiêu kia chiêu rất khó xuyên thấu nguyệt nhi cũng thấy kia trận hồng quang đáng sợ có thể tản mát ra giống như sợi tóc màu đỏ ánh sáng có cực vì quỷ dị xuyên thấu lực nháy mắt xuyên thấu thân thể người, có thể tạo thành thực chí mạng thương tổn, nhưng là này ánh sáng vẫn là quá yếu. Đối phó so với trầm tường tu vi thấp liền không có gì vấn đề, nhưng là tu vi cao hơn hắn, hoặc là có rất mạnh lực phòng ngự nhân, vốn không có nhiều hiệu quả cho. Nên ta tính đem phương diện này phát triển, không chỉ có làm cho ta ánh mắt nhìn xem xa hơn càng nhiều này nọ, còn có thể có được công kích lực lượng, trước mắt không thể chuyển hóa nhiều lắm lục đạo lực chủ yếu là không có cốt cách bên trong không có thần hồn. Ta này ánh mắt bên trong song cốt cách nhưng là khiếm khuyết tốt thần hồn. Trầm tường hai tròng mắt lại tỏa ra hồng quang, hắn lúc này đây đem tơ hồng ngưng tụ lên. Xuyên thấu lực tuy rằng tăng cường hơn rất nhiều. Nhưng vẫn là có hạn, trầm tường đi ra thời gian trận pháp, Nguyệt Nhi có chút nghi hoặc. Không biết hắn muốn làm gì, Nguyệt Nhi lượn vòng ở trầm tường trên đỉnh đầu, hỏi người phải đi về sau, trầm tường đem trận bàn thu hồi đến sau. Nhìn kia nhiệt khí không ngừng vọt tới cái động khẩu, cười nói, đương nhiên không phải. Ta muốn hạ đi xem này địa tâm thần thú, bọn chúng hẳn là đều có không sai thần hồn đi, này. Thần hồn của bọn họ khẳng định không sai, nhưng là ngươi hiện tại có thể đối phó được sao? Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc, trầm tường mắt bộ khuyết thiếu thần hồn không nghĩ tới trầm tường thế nhưng đánh này địa tâm thần thú chủ ý, không? Thử thí như thế nào biết? Trầm tường hiện tại phi thường có tin tưởng. Hắn vừa mới ngưng ra hai quả thần cách. Hơn nữa thần cách bên trong đều có rất cường đại thần hồn. Tiết kiệm đi hắn mặt khác ngưng thần hồn chuyện tình, lúc này đây đi xuống. Hắn không chỉ có là nhanh chân đến xem này địa tâm thần thú có bao nhiêu cường lực lượng còn nhanh chân đến xem phía dưới còn có hay không địa tâm thần quạt trầm tường nhảy xuống cái kia đi thông địa tâm hòa tương hố sâu nguyệt nhi còn lại là ôm hắn một cái cánh tay phóng xuất ra không gian lĩnh vực giúp hắn cách trở nhiệt khí chính ngươi còn không có thể chống cự nơi này nhiệt lực đi nguyệt nhi hỏi chờ một chút ngươi động thủ thời điểm ta phải đi theo ngươi ta tạm thời còn không được ngươi đi theo ta đi không có nguy hiểm trầm tường cũng chưa thử qua có thể hay không thoát ly nguyệt nhi chính mình ở trong này tự do. Hành tẩu, hắn cũng không tưởng nếm thử, vạn nhất không được. Cần phải bị cháy sạch rất khó chịu, tới gần cái đáy thời điểm. Trầm tường chợt nghe thấy này địa tâm thần thú ở giết gáo. Chỗ đó địa tâm thần thú cảm ứng được trầm tường hơi thở, đều đều hét giận dữ. Bọn họ đều nhớ rõ, đây là thủ phạm trộm đi bọn họ thần quả nhân loại, thực mang thù nha, trầm tường ha ha cười nói, đầu óc không bệnh đều đã mang thù. Người nhưng là cướp đi bọn họ gia tăng thần cách đại cơ hội tốt. Nguyệt Nhi cười duyên đạo, trầm tường tới gần sau. Có thể càng thêm thấy rõ ràng chỗ đó địa tâm thần thú bộ dáng, bộ dáng đều rất kỳ quái. Có xà hình, hổ hình, mã hình, bọn họ đều có một điểm giống nhau. Chính là thân thể bên ngoài bao vây lấy một tầng hỏa tương. Chỉ có thể nhìn thấy bọn họ bên ngoài cụ thể hình thái mà ánh mắt còn lại là tỏa ra một trận lửa đỏ sắc quang mang, số. Lượng không ít thế nhưng có tận năm con. Trầm tường xuất ra thanh long đao. Chỗ đó địa tâm thần thú tuy rằng còn tại trưởng thành giai đoạn. Nhưng hàng năm tại đây địa tâm bên trong nhưng lại không e ngại hòa tương. Thực lực khẳng định không kém, bọn họ cuối cùng chỉ có thể sống sót một chỉ. Đến lúc đó tài năng xem như trưởng thành, chỉ còn lại có một chỉ địa tâm thần thú sau là có thể một mình hưởng thụ địa tâm thần thú quả. Mỗi cách một đoạn thời gian có thể gia tăng hai quả thần cách về sau. Thực nhẹ nhàng có thể đến viên mãn thần cách đỉnh phong. Nguyệt Nhi nói, đây là địa tâm thần thú đáng sợ chỗ, bơi lên đây. Nguyệt Nhi đột nhiên hét dầm lên, trầm tường luôn luôn tại chú ý phía dưới này địa tâm thần thú. Thấy một đạo hồng quang đột nhiên thiểm đến, hắn bản năng né tránh này phi sông lên dĩ nhiên là một con rắn hình địa tâm thần thú. Phi lên liền giống như một đạo lửa đỏ sắc tia chớp đột nhiên phách đánh lại đây, cư. Nhiên có thể chạy đến, Nguyệt Nhi, nắm chặt ta. Trầm tường lập tức lắc mình đi qua, sử dụng thí thần kiếm pháp bên trong thời gian áo nghĩa. Làm cho kia xà hình địa tâm thần thú di động tốc độ trở nên rất chậm, trầm tường thân thể đột. Nhiên tuôn ra một trận tiếng vang hắn thần hải bên trong bốn mai hỏa diễm thần cách cuồng mạnh mẽ hấp thu thần hải bên trong lục đạo lực đem này lục đạo lực chuyển hóa vì chỉ một hỏa thuộc tính thần lực sau đó vọt tới hắn cánh tay trái và chạm đến hắn cánh tay trái cốt cách sau kích phát ra một cỗ rất mạnh lực lượng khiến cho hắn cánh tay trái nhanh chóng bành trướng chỉnh điều cánh tay tỏa ra hỏa diễm thoạt nhìn giống như thiêu đốt đỏ bừng cánh tay sắt bình thường phi thường làm cho người ta sợ hãi, thanh long kiếm đã phát ra tiếng kêu, long ngâm từng trận. Tiếng vọng tại đây địa tâm bên trong, hấp thu trầm tường cánh tay trái cường đại lực lượng sau. Thanh long kiếm tản mát ra cường đại long khí. Xôi trào bàn theo tập thể hình dũng mãnh tiến ra, chàm. Trầm tường đối với đầu rắn dưới thủy hang kia chém tới. Này xà hình địa tâm thần thu né tránh không kịp toàn bộ đầu đều bị trầm tường chảm xuống dưới, mà thân thể lại cuồng bạo lay động, tiến vào. Trầm tường xuất ra lục đạo thần kính. Đem kia địa tâm thần thú chia lìa đầu cùng thân thể phong nhập thần cảnh nội bộ, đắc thủ sau. Trầm tường trong lòng thập phần vui sướng. Vừa rồi kia một đao ngay cả chính hắn đều cảm thấy đáng sợ, nếu không phải tại đây địa tâm. Phát ra dư ba, khẳng định có thể phá hủy nhất đại phiến núi rừng, ngay tại hắn chuẩn bị phản hồi thời điểm, phía sau truyền đến một trận mỏng manh dao động, trầm tường vội vàng né tránh. Nhưng vẫn là cảm giác được lưng phỏng không thôi, này xúc sinh. Trầm tường biết chính mình lưng vừa rồi bị nắm bị thương, thật đáng sợ xuyên thấu lực. Thế nhưng xuyên thấu của ta liệt dương thiên tượng, hắn. Thiên tượng thần thông đều là nháy mắt là có thể xuất hiện. Mà vừa rồi đánh lén hắn hổ hình thần thú một chảo liền đem hắn chảo bị thương hắn phía sau lưng xuất hiện vài đạo vết chảo, hẳn là sử dụng vân vụ thiên tượng mới đúng. Trầm tường vẫn là lần đầu sử dụng liệt dương thiên tượng khi bị lộng thương. Hắn vừa rồi đã muốn cảm giác được kia đầu ngón tay thật sâu đâm vào hắn lưng thịt. Còn tìm một chút thiếu chút nữa đã bị hắn xé mở. chương 2097, nháy mắt luyện hóa. Dấu lớn hổ hình thần thú hình thể rất lớn, giống như trưởng thành nghiêu cả người bị hòa tương bao vây lấy đỏ bừng ánh mắt bắt đầu tuôn ra mãnh liệt sát ý hắn hé miệng ba rít gào một tiếng lại hướng trầm tường vọt tới thật đáng sợ thần hải trầm tường ở vừa rồi cùng này đầu thần thú đối diện nháy mắt thấy thần thú thần hải kia trên thần hải thiên không tràn đầy cuồng bạo hỏa vân mà thần hải bên trong nước biển còn lại là điên cuồng cuồn cuộn hỏa tương hỏa vân mặt trên không ngừng rớt xuống thiêu đốt vẫn thạch va chạm ở thần hải phía trên khiến cho thần hải càng thêm cuồng bạo, nguyên nhân như thế. Này đầu hổ hình thần thú mới có như thế cuồng bạo lực công kích đừng. Nghĩ lại có thể làm bị thương đến ta. Trầm Tường hai mắt trợn mắt, toát ra một trận bạch quang. Đánh vào kia hổ hình thần thú hai mắt bên trong. Mà này hổ hình thần thú móng vuốt đã muốn cao dơ lên cao khởi. Kia đầu ngón tay đã muốn lộ ra đến, giống như sắc nhọn đoàn đao, mắt thấy sẽ chụp được đến nhưng lại đột nhiên quỷ dị dừng lại liền ngay cả hổ hình thần thú kia cực đại thân hình đều huyền phù ở không trung tử trầm tường chợt lóe đi vào hổ hình thần thú bên cạnh người đối với cổ địa phương một đao vỗ xuống hổ hình thần thú nhất thời thân thủ chia lìa Đường trường chết đi thân thể cũng bị trầm tường phong ấn tại lục đạo thần kính bên trong trận pháp nhanh lên đi nguyệt nhi thúc giục nàng vẫn ôm trầm tường cổ vừa rồi nàng cũng thiếu chút bị nắm đến thấy trầm tường đã muốn bay đến có vẻ cao địa phương nàng mới thở phào một hơi bọn người kia lực công kích thật sự thực đáng sợ hơn nữa đều chính là ấu niên trạng thái xem bọn hắn không có hóa hình sẽ biết đúng rồi ngươi vừa rồi làm cái gì tên kia vì cái gì hội dừng lại vừa rồi quá mức nguy cấp nguyệt nhi lại ở trầm tường phía sau cổ Căn bản không có thấy trầm tường ánh mắt đột nhiên phóng đi ra kia lưỡng đạo bạch quang, "Ta dùng mắt bộ cốt cách tiến hành công kích, ta xem thấy hắn thần hải sau." Ta liền trực tiếp đối với hắn thần hải phóng xuất ra một đạo ta mắt bộ cốt cách ngưng tụ lực. Lượng tuy rằng thực mỏng manh, nhưng tiến vào tên kia thần hải. Thế nhưng làm cho hắn thần hải động lại, ngay tại hắn tạm dừng nháy mắt. Ta liền đem hắn xử lý. Trầm tường nói, không nghĩ tới mắt bộ cốt cách phóng xuất ra đến lực lượng như thế đặc thù đối thần hải có rất cường tính công kích nếu ta lại dung nhập thần hồn mà nói khẳng định hội càng thêm lợi hại nguyệt nhi phía trước đã nói mắt bộ cốt cách khả năng đối người khác tạo thành thần hải thần hồn nghiêm trọng thương tổn hiện tại quả thế trở lại lên trên trầm tường lập tức xuất ra trận bàn tiến vào thời gian trận pháp bên trong sau đó theo lục đạo thần kính bên trong lấy ra kia hai đầu thần thú thần hôn đem dung nhập hai mắt cốt cách bên trong mà thân thể kia cũng đã muốn hóa thành một cỗ hỏa tương bị lục đạo thần kính luyện hóa thành lục đạo lực lục đạo thần kính mỗi tháng đều đã sinh ra một cỗ rất mạnh lục đạo lực trầm tường đem lục đạo lực hút vào chính mình thần hải bên trong tăng cường hắn lục đạo lực dung hợp trầm tường hai mắt chợt lóe tỏa ra hỏa diễm phóng ra hai đạo hồng sắc quang mang một cỗ cực vì đáng sợ nhiệt khí lập tức bao phủ mà đến nóng quá nha đây là ngươi mắt bộ phóng xuất ra đến sao nguyệt nhi kinh hãi đạo ánh mắt thế nhưng có thể phóng thích loại này lực lượng nếu đánh vào trên người một cái lục thần cách hẳn là có thể trực tiếp xuyên qua trầm tường nhắm mắt lại nói còn không được lực lượng còn chưa đủ tập trung nếu không cũng sẽ không là tản mát ra như vậy cường nhiệt lượng ta thử lại, đây là ta căn cứ thấu tâm ma nhãn cùng lưu tinh thần kính pháp môn dung hợp đi. Ra, cái gì? Người làm cho lưu tinh thần kính ở mắt bộ hình thành. Người sẽ không sợ lưu tinh thần kính không khống chế được bạo rồi chứ. Kia nhưng là sẽ làm đầu bạo đi nha. Nguyệt Nhi đánh một cái dùng mình, nàng không nghĩ tới trầm tường sẽ như vậy không muốn sống. Nhưng trầm tường dám mạo loại này phiêu lưu. Cũng có thể làm cho hắn trưởng khống lực lượng càng mạnh, không? Có việc gì, ta trưởng khống rất khá. Trầm tường đối chính mình thập phần có tin tưởng, mát. Bộ ngưng ra cốt cách chỗ tốt cũng không ít đi, thị lực trở nên rất mạnh, nhưng lại có thể xem người khác thần hải. Quấy nhiễu người khác thần hải vận chuyển, này đó đều là có vẻ ôn nhu sử dụng. Mà vừa rồi ngươi kia chiêu liền rất mãnh, hai mắt đột nhiên toát ra như vậy đáng sợ nhiệt quang. Nguyệt Nhi hiện tại cũng là hơi sợ lo lắng trầm tường xem của nàng thời điểm hai mắt đột nhiên toát ra hai đạo quang mang đánh lại đây xuyên thấu nàng kia nho nhỏ thân hình trầm tường lại mở mắt ra lúc này đây hai mắt đánh ra đến quang mang không có như vậy mãnh liệt nhưng là tập trung lực càng thêm đáng sợ nguyệt nhi tuy rằng không có cảm nhận được cùng vừa rồi như vậy đáng sợ nhiệt khí nhưng mắt bộ bắt đến kia hai đạo quang mang bên trong ngưng tụ lực lượng này nếu này hai đạo quang mang có thể đánh vỡ người khác thần hải. Này tuyệt đối là hủy diệt tính công kích. Nguyệt Nhi kinh hãi đạo, về sau ngươi đừng loạn xem ta, ta sợ, sợ cái gì. Ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Trầm tường đem nàng trảo lại đây, xoa của nàng tiểu đầu, ha ha cười, ngươi. Hiện tại hỏa hồn cũng có, hơn nữa nơi này còn có 19 năm thời gian. Ngươi còn muốn làm một ít cái gì? Ngươi mà tu luyện nhiều một ít thần cách liền không thể tham gia cùng địa ngục ma để đối chiến. Nguyệt Nhi nói, không, sai, ta hiện tại đã muốn có lục thần cách. Lại tu luyện nhiều một quả đều không được, nhưng ta lại có thể tu luyện cốt cách. Trầm tường xuất ra hai phân cốt cách thần đan dược liệu, ngươi. Hiện tại đã muốn có bốn mai cốt cách, ngươi nếu muốn tiếp tục tu luyện đi ra. Nói như thế nào cũng phải trung phẩm cốt cách thần đan. Nguyệt Nhi có chút hâm mộ nói, trầm tường mỗi lần ngưng ra cốt cách đều là xong cốt cách. Ngưng hai lần liền bốn mai cốt cách mà này đỉnh phong cường giả. Nhiều nhất cũng chỉ là cửu cốt cách mà thôi, hắn đã muốn mau đạt tới một nửa tuy. Rằng ta là có bốn mai cốt cách nhưng theo này hắn phương diện mà nói ta chỉ xem như hai quả. Bởi vì ta chỉ cần dụ phát hai lần ngưng cốt cách cơ hội. Trầm tường cười nói, hắn phóng xuất ra một cái huyễn pháp bảo lô đem cốt cách thần đan dược liệu ném vào bên trong sau đó hai mắt đánh ra hai đạo ánh lửa trực tiếp đem hai phần cốt cách thần đan dược liệu kia hóa thành dược linh khí cơ hồ là nháy mắt hoàn thành này một màn nhưng làm nguyệt nhi dọa choáng váng phía trước nàng gặp qua trầm tường đốt luyện cốt cách thần đan dược liệu kia cũng cần một đoạn thời gian nhưng hiện tại thông qua hai mắt nháy mắt liền hoàn thành quả nhiên dùng tốt trầm tường hắc hắc cười nói vừa rồi ta nhưng là dùng tới thần hải bốn mai hỏa diễm thần cách hơn nữa mắt bộ hai quả hỏa diễm cốt cách nháy mắt liền hoàn thành so với ta trong tưởng tượng còn muốn mau thôi nguyệt nhi hít sâu một hơi này mấy lão luyện đan sư có thể đi chết trầm tường cũng không nghĩ tới mắt bộ cốt cách thế nhưng có loại năng lực này hắn chính là ở trong đầu hồi tưởng một lần luyện cốt cách thần đan trình tự trước đó còn cần bản nguyên chi luyện, luyện chế các loại thần dược linh chi huyết mạch. Sau đó lại đem linh chi huyết mạch dung hợp cùng một chỗ. Là có thể đem các loại thần dược dung hợp cùng một chỗ. Này quá trình cần một chút thời gian, nhưng hắn theo hai mắt phóng xuất ra kia lưỡng đạo hòa. Diễm sau, thế nhưng trực tiếp đạt tới hắn cuối cùng muốn hiệu quả cơ hồ là tùy tâm sở dục. Hắn rõ ràng này lưỡng đạo ánh lửa là có chứa linh tính ở nháy mắt liền hoàn thành này vài cái quá trình. Chương 2098, mục tiêu hoàn thành. Dấu lớn, hẳn là đối với ta luyện chế qua đan dược đều có như vậy hiệu quả. Chờ ta lần sau có dịp lại thử nghiệm trung phẩm thần đan. Trầm Tường bắt đầu đem này một đại khí đoàn dung hợp. Tiến hành ngưng đan, đây là hai phần cốt cách thần đan dược tài luyện hóa mà thành. Trầm Tường nếu như trước đây, sử dụng cực hạn tốc độ cũng muốn một ít thời gian có thể nháy mắt hoàn thành đã muốn vượt qua hắn đoán trước hai phần thần dược chỉ cần ngưng tụ thành một đan này có thể đề cao thần đan phẩm chất phẩm chất rất cao nhưng không tính là trung phẩm thần đan khí tức còn có một chút khoảng cách nguyệt nhi nói trầm tường gật gật đầu này ở giữa hạ phẩm cùng trung phẩm hắn đem này viên cốt cách thần đan để vào trong miệng ăn sau hắn chính là luyện hóa hai cái canh giờ đã đem chi lực luyện hóa còn không được, xem ra cần 6 phân dược liệu mới có thể. Trầm tường lại xuất ra 6 phân cốt cách thần đan dược liệu, dùng cái kia phương pháp. Theo ánh mắt đánh ra lưỡng đạo ánh lửa. Lúc này đây không có thể nháy mắt đem 6 phân dược liệu luyện hóa. Nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, cũng chỉ là vài cái trong chớp mắt liền hoàn thành, này. Cốt cách thần đan dược liệu quả nhiên tốt lắm luyện, trên cơ bản không có gì khó khăn nha trầm tường rất nhanh là có thể ngưng đan, đó. Là ngươi tới nói, khác luyện đan sư đều như vậy luyện. Còn không biết thất bại bao nhiêu lần mới có khả năng thành công. Nguyệt Nhi đối luyện đan có điều hiểu biết. Mà trầm tường loại này mấy phân dược liệu hợp cùng một chỗ luyện chế. Khó khăn phi thường to lớn, nhưng lúc này trầm tường lại giống nhau. Tùy tùy tiện liền là có thể ngưng đan, trầm tường rất nhanh liền ngưng ra một viên phẩm chất rất cao cốt cách thần đan, hắn ăn sau, luyện hóa 7 cái canh giờ. Bình thường khống chế ở 6 cái canh giờ tả hữu Cho nên lúc này cũng coi như có thể, lần đầu tiên cũng không hội dụ phát ngưng cốt cách cơ hội. Cho nên hắn cũng không cảm thấy cái gì, bắt đầu tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Lần thứ năm, cũng chính là vài ngày thời gian. Hắn cốt cách thần đan dược liệu liền chỉ còn lại có một phần, sao lại thế này? còn không có dụ phát cơ hội, của ta dược liệu đều không còn. Trầm tường có chút phiền táo, hiện tại đi tìm phùng tỉ mà nói, cũng lấy không được bao nhiêu. Bởi vì bên ngoài căn bản không đi qua bao nhiêu ngày, này. Một trăm phân cốt cách thần đan dược liệu đối với phùng vũ khiết các nàng mà nói coi như là có. Vẻ nhiều, các nàng trong khoảng thời gian ngắn khẳng định phục chế không được nhiều như vậy. Trầm tường mặc dù ở lúc này gian trận pháp bên trong ngốc hơn rất nhiều ngày nhưng bên ngoài lại không đi qua bao lâu thời gian chỉ có thể chính mình phục chế trầm tường xuất ra lục đạo thần kính một bên hấp thu bên trong lục đạo lực một bên ngưng tụ linh dịch lần thứ ba dụ phát cơ hội có vẻ khó khăn hơn nữa ngươi thân mình lại có bốn cốt cách cho nên khó càng thêm khó cần nhiều lần nếm thử có điểm kiên nhẫn nguyệt nhi cười nói nếu là như vậy nói nàng trong lòng cũng sẽ cân bằng một chút Nàng lúc trước thành công dụ phát lần thứ ba cơ hội chỉ dùng để vạn năm đến kế, trầm tường rất. Kiên nhẫn, hắn không biết nếm thử bao nhiêu thứ. Chỉ biết là hắn không ngừng ngưng tụ linh dịch, phục chế cốt cách thần đan dược liệu. Luyện chế cốt cách thần đan, ăn luyện hóa sau, không có thể thành công, lặp lại quá trình này. Hắn như vậy vẫn kiên trì 18 năm, Nguyệt Nhi tự nhiên không này kiên nhẫn chờ. Chính nàng ở bên ngoài đi dạo, ngẫu nhiên cũng chạy đến địa tâm cái kia hố sâu nhìn xem. Nàng ở bên ngoài ngây người hơn 10 ngày lại tiến vào cái kia thời gian trận pháp. Thấy trầm tường còn không có thành công, nàng lại chạy đến cùng. Địa ngục ma đế quyết đấu sẽ bắt đầu, là thời điểm làm cho hắn đi trở về. Nguyệt Nhi phụ trách tính toán thời gian, nàng tiến vào thời gian ấn trận pháp sau. Lại thấy trầm tường trên mặt đất quay cuồng kêu to đứng lên, này tiểu quỷ thành công nguyệt nhi có chút không thể tin được trầm tường mười mấy năm thời gian thành công dụ phát ra lần thứ ba ngưng cốt cách cơ hội năm đó nàng nhưng là liên tục tiến hành hơn rất nhiều năm mới thành công nàng ngẫm lại đều có cảm giác muốn phun ra ăn cốt cách thần đan đối nàng mà nói thật là ám ảnh lần này ở chân nguyệt nhi nói trầm tường ống quần đã muốn vỡ ra đùi cơ bắp bành trướng đứng lên đang ở mấp máy có đôi khi lại đột nhiên co rút lại rất là dọa người nguyệt nhi rất rõ ràng này xác thực quả thật thực là muốn ngưng ra cốt cách chỉ cần kiên trì đi qua trầm tường đau đến sống không bằng chết hai ngày tả hữu liền an tĩnh lại thành công sao nguyệt nhi nhìn trầm tường kia trương tuấn mặt lúc này đang dần dần khôi phục huyết sắc trầm tường nhắm mắt lại không nói gì ở đều đều hô hấp, một lát sau, mấy chậm rãi nói, ta ở trong này ngây người 18 năm. Rốt cục đạt tới mục tiêu, Lục Thần cách, Lục Cốt cách Lục. Lục Cốt cách, Nguyệt Nhi có chút không thể tin được, ngươi chân bộ vị cũng là song thần cách ân. Trầm tường gật gật đầu, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta mỗi một lần đều là song cốt cách sao, chẳng? Lẽ cùng ngươi có được cái thứ hai thần hải có liên quan. Nguyệt Nhi đột nhiên nhớ tới này nàng hiện tại càng thêm tin tưởng trầm tường còn có một thần bí thần hải chỉ có như vậy mới có thể giải thích trầm tường mỗi lần đều là xong cốt cách hiện tượng trầm tường nhíu mày nói có khả năng thứ hai thần hải vì cái gì lại ảnh hưởng đến của ta cốt cách ta cũng không biết loại chuyện này ta cũng vậy lần đầu tiên gặp được quá cái gì việc lạ đều phát sinh trên người ngươi có quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra nguyệt nhi có chút đố kỵ đặc biệt trầm tường xong cốt cách trầm tường đã muốn khôi phục khí lực hắn ngồi xuống vỗ vỗ chính mình đùi phải thở dài vì cái gì sẽ không có thể ở cánh tay phải đâu ta tả hữu cánh tay đều có cái này cân bằng không sinh trưởng ở cái gì của quái địa phương sẽ không sai lầm rồi ít nhất có thể làm cho chân của ngươi có rất mạnh lực lượng cùng địa ngục ma đế kia sao sao so đấu khi không phải không thể dùng thần binh sao người có được cốt cách bộ vị chính là thần binh lợi khí đặc biệt nơi tay chân bộ vị công kích càng nhanh và tiện nguyệt nhi nói trầm tường cùng nguyệt nhi đi ra thời gian trận pháp hắn đem này đó trận bàn thu hồi đến nguyệt nhi còn có bao nhiêu thời gian bắt đầu so đấu buổi sáng ngày mai nguyệt nhi nói như thế nào ngươi còn muốn tại đây cái địa phương đi phía dưới còn có ba đầu địa tâm thần thú lại xử lý hai đầu lưu lại một đầu ở trong này là được trầm tường cầm lấy nguyệt nhi đặt nàng nằm úp sấp ở chính mình trên vai chân bộ cốt cách còn không có thần hồn đây là không hoàn mỹ trầm tường cười cười nhảy vào kia hố sâu bên trong địa tâm bên trong dựng dục năm đầu thần thú đã bị trầm tường tiêu diệt hai đầu đều ở hắn mắt bộ cốt cách bên trong hiện tại hắn chân bộ lại ngưng ra hai quả cốt cách đương nhiên là tới tìm này đó địa tâm thần thú không dễ tìm địa tâm thần thú nguyệt nhi khẽ cười nói lúc này đây trầm tường so với lần trước đến thời điểm cường đại hơn vừa mới xuống dưới còn có hai đầu điểu hình địa tâm thần thú phi đi lên bị hắn thuận tiện xử lý còn có một con ngựa hình người này gặp may mắn không cần cùng địa tâm thần thú khác cạnh tranh về sau chính mình ở trong này phát triển cách một đoạn thời gian có thể ăn hai cái địa tâm thần quả Nguyệt Nhi nhìn kia mã hình thần thú, cười duyên nói: Nó hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi mới đúng, lần sau đến đừng công kích ta là được. Trầm Tường ha ha cười, liền bay đi lên, tiến vào thời gian trận pháp bên trong. Đem kia hai đạo thần hồn dung nhập chân bộ cốt cách bên trong. Chương 2099, gian tế. Dấu lớn Trầm Tường ở thời gian trận pháp bên trong rất nhanh thành công đem hai đạo thần hồn dung nhập Chân bộ xong cốt cách bên trong, hoàn thành sau, hắn cảm giác được chân bộ tràn ngập lực lượng. Liền giống như hắn lần trước cánh tay dung nhập thần hồn giống nhau, hắn đi ra thời gian trận. Pháp đối với mặt đất dẫm mạnh một bước, bạo xuất một hồi hỏa lang. Bốn phía cũng hơi hơi lắc lư, không phát tiết một chút vừa mới đạt được lực lượng. Hắn cảm thấy rất khó chịu, đã muốn rất lợi hại. Người hiện tại nhưng là lục thần cách lục cốt cách đối phó sơ giai thái thần hẳn là cũng không là cái gì vấn đề nguyệt nhi sợ hãi than nói vừa rồi trầm tường mạnh mẽ một bước sử dụng lưu tinh thần kính kia cổ lực lượng đối với chỉ cần có được lục thần cách người đến nói là tương đương đáng sợ này giống như ngưng ra mười mai thần cách thái thần hảo hiện tại chúng ta trở về đi còn có bao nhiêu thời gian bắt đầu trầm tường hỏi trở về ngủ một giấc buổi sáng đứng lên là có thể đi tập hợp nguyệt nhi nằm úp sấp ở trầm tường trên người nàng cùng trầm tường liền ly khai này thông đạo đi vào mặt đất sau trầm tường xuất ra trận bàn truyền tống đến bách hoa các sau đó đi trước thành chủ phủ lúc này đã là đêm khuya nhưng là trong phủ thành chủ vẫn như cũ thực náo nhiệt võ khai minh đang ở cùng một ít đại lão nhóm họp ngày mai bọn họ sẽ ra ngoài cùng địa ngục ma đế gặp mặt chu thịnh cùng mục thiến hương cũng đều ở thành chủ phủ, bọn họ cùng trầm tường ngày mai sẽ đi chiến trường cùng địa ngục ma đế phái ra. Ba vị thần bí cường giả giao chiến, biết chúng ta đối thủ là ai chăng? Trầm tường thấy Chu Thịnh cùng Mục Thiến Hương đều ở trong sảnh, hắn đi vào trước. Mắt chỉ biết là một cái, chính là Phó Thiên Cao. Mục Thiến Hương nói, lúc trước thiếu chút nữa bị người này gài bẫy. Hoàn hảo đúng lúc có thể phát hiện bọn họ mục đích phục thiên môn trưởng giáo nhi từ phó thiên cao. Phục thiên môn cũng là tu luyện tà công, này đầu nhập vào địa ngục ma đế cũng thực bình thường. Mà phó thiên cao xuất chiến, chứng minh phó thiên cao được địa ngục ma đế cực kỳ coi trọng. Khẳng định có một thân thực lực, phục, thiên môn coi như là tổn thất thảm trọng, có thể diệt môn. Ai bảo bọn họ muốn đánh chủ ý chúng ta bách hoa thôn. Xứng đáng, ngày mai bị ta gặp được người này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Mục Thiến Hương vẻ mặt tức giận, Phó Thiên Cao cùng phụ thân lần trước từng bị vây công. Nhưng cuối cùng vẫn là đào tẩu, Chu Thịnh nhíu mày nói. Tình huống có khả năng đối với chúng ta có chút bất lợi. Bởi vì bọn họ đã biết chúng ta bên này tình huống, ngày đó tham gia chọn lựa đệ tử bên trong. Khẳng định có gian tế, bọn họ khẳng định sẽ đem chúng ta kể lại tình huống để lộ ra đi, Mục Thiến Hương cũng có loại này lo lắng, lúc trước bọn họ chọn lựa thời điểm đều là ra hết sức lực, hơn nữa Chu Thịnh Nhược Điểm cũng bị Trầm Tường phát hiện. Tuy rằng trải qua 20 ngày đặc huấn, nhưng bù lại không bao nhiêu, muốn đem gian tế bắt được đến xem hắn lộ ra bao nhiêu ra ngoài. Trầm Tường nói, "Không, có dễ dàng như vậy, bọn người kia che giấu rất khá. Mà lúc trước người tham gia tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trà trộn vào đi cũng không phải rất khó, chúng ta khó có thể phòng bị." Chu Thịnh thở dài, bởi vì hắn cũng là vừa mới biết được Phó Thiên Cao chuyện tình. Cho nên mới nghĩ đến địa ngục ma đế xếp vào một ít gian tế, lúc. Trước tham gia chọn lựa chỉ có trăm người tới, cũng không phải rất nhiều. Trầm tường ánh mắt chuyển động, nói, ta đi tìm tiểu chọc đầu. Để cho hắn đi mang ngày đó tham gia đệ tử toàn bộ triệu tập lại đây. Ta có biện pháp xác định có phải hay không có gian tế, biện pháp gì mục thiến hương có chút không tin chu thịnh cũng là như thế giữ bí mật trầm tường lập tức tiến vào phòng họp bên trong ngồi mấy chục người đều là trưởng lão các thế lực lớn hình phạt thiên thần hỏi trầm tường có chuyện gì sao có chuyện trọng yếu trầm tường đem chu thịnh cùng mục thiến hương lo lắng nói ra điểm ấy chúng ta đã sớm nghĩ tới cho nên ngươi không cần lo lắng chọn lựa đệ tử thời điểm chúng ta sàng lọc phi thường nghiêm khắc hình phạt thiên thần nói hơn nữa đây là ta tự mình phụ trách ngươi thực lo lắng mà nói vậy ngươi định làm như thế nào trước đem bọn họ kêu tới nơi này nói lo lắng đến lúc đó khả năng xuất hiện sai lầm làm cho bọn họ tới nơi này làm thay thế bổ sung trầm tường nói lúc trước phó thiên cao trà trộn vào được chu ma thiên thần bọn họ cũng không có phát hiện cho nên trầm tường vẫn là có vẻ lo lắng võ khai minh nói cuộc họp cũng không sai biệt lắm các vị đều đi đem mấy tiểu quỷ gọi tới đi lữ kỳ liên cũng ở trong này nàng lập tức trở về đem bách hoa thôn tiết oánh cờ mỹ tiên còn có lãnh u lan kêu đến vân tiểu đao cùng chu vinh bọn họ cũng đều ở trong phủ thành chủ không cần kêu chính là hơn nửa canh giờ thành chủ phủ một cái đại đường bên trong liền đứng đẩy người này không chỉ có là ngày đó tham gia chọn lựa đệ tử còn có một chút đang xem cuộc chiến người, toàn bộ đều ở trong này, Lữ Kỳ Liên đến thời điểm. Cũng đem sự tình nói cho Bạch U U cùng Bạch Tử Thiến các nàng, các nàng lúc ấy ở đây. Cho nên cũng muốn đến đến nơi đây, nơi này có vài trăm người. Hơn nữa, không ít đều là một phương thế lực đầu sỏ cùng trưởng lão. Những người này hội để lộ bí mật cũng khó nói, địa ngục ma đế tay chân có thể với dài lắm. Hình phạt thiên thần bọn họ cũng không rõ ràng lắm bọn họ hiện tại trong lòng cũng là ẩn ẩn lo lắng trầm tường đối với hình phạt thiên thần truyền âm để cho hình phạt thiên thần đem nguyên nhân triệu tập mọi người nói ra hình phạt thiên thần không biết trầm tường muốn làm gì nhưng trầm tường phía trước nói hắn có biện pháp nhìn ra có hay không để lộ bí mật hắn lớn tiếng nói các vị chúng ta bên trong có người tiết lộ bí mật ngày đó chọn lựa bí mật này chủ yếu là chúng ta xuất chiến đệ tử chiến đấu trải qua này hình phạt thiên thần nói chuyện thời điểm trầm tường cặp kia dung nhập cốt cách ánh mắt liền đem mọi người hai mắt toàn bộ tập trung ngay tại hình phạt thiên thần vừa mới nói ra nguyên nhân thời điểm hắn mắt bộ bắt đến ba người ánh mắt không thích hợp trong đó hai gã là lão giả một gã là tuổi trẻ nam tử thế nhưng có hai gã trưởng lão này hai gã trưởng lão hẳn là phù sinh thần thành đi trầm tường nghe võ khai minh nói lên quá năm đó phù sinh thành liễu phù sinh giúp đỡ hắn một phen cho nên hắn đối chuyện của phù sinh thần thành có vẻ chú ý chính là bọn họ ánh mắt có một chút không đúng trầm tường còn không có thể xác định cho nên hắn càng tiến thêm một bước đi tra xét hắn tập trung tinh thần phân biệt thấu thị bọn họ thần hải thế nhưng có phi thường kinh người phát hiện bọn họ thần hải đều là một mảnh màu đỏ sậm thần hải đều nổi lơ lửng đại lượng thi thể này vừa thấy liền biết là tu luyện tà ma công pháp ảnh hưởng mà cái kia tuổi trẻ nam tử càng kinh ngạc thần hải bên trong thi hài trồng chất như núi nơi nơi đều là máu chảy đầm đìa hơn nữa ở một tòa thi hài trên đỉnh núi ngồi xếp bằng thần hồn của hắn kia thần hồn tóc rối tung hai mắt đỏ bừng trên người tản ra tà khí ngút trời người này thế nhưng là chu ma thần thành trầm tường nhìn nhìn kia nam tử trên người phục sức trong lòng rất là kinh ngạc Chu Ma Thần thành kiệt xuất đệ tử, thế nhưng lại là người tu luyện tà ma công pháp, Trầm Tường lập tức đối với Chu Ma Thiên Thần. Cùng hình phạt thiên thần bọn họ truyền âm, nói cho bọn họ này ba người dị thường. Mà kế tiếp sẽ bọn họ phụ trách nghiêm khắc thẩm vấn, kia ba người phát hiện cổ đông thần bọn họ. Vài cái đầu sỏ đều đột nhiên nhìn bọn họ, trong lòng rất là kinh ngạc. Tuy rằng thoạt nhìn thực thông dong, nhưng Trầm Tường lại có thể xuyên thấu qua bọn họ ánh mắt một tia thay đổi nhìn ra được bọn họ ở hoảng sợ. Chương 2100, Địa ngục lạc ấn. Dấu lớn Nhậm Thiên Dũng ra tay trước, lắc mình đi vào tên kia tuổi trẻ nam tử bên người. Một tay đặt tại bờ vai của hắn thượng, mạnh mẽ xem xét này nam tử thần hải lực lượng thành. Chủ, người đây là, a à, này nam tử đột nhiên đau kêu đứng lên. Thân thể thế nhưng toát ra từng đợt cực kỳ đáng sợ tà sát kia hai gã phù sinh thần thành trường. Lão thấy sau, trong lòng càng thêm hoàng bọn họ vừa mới tưởng đem bên người trẻ tuổi trảo lại đây làm con tin nhưng bị cổ đông thần chu ma thiên thần bọn họ liên hợp giam cầm đứng lên không thể nhúc nhích mọi người lập tức rời xa này ba người bọn họ cũng là kinh ngạc vô cùng bọn họ bên trong thế nhưng thật sự có gian tế nhưng lại là chút không được được thân phận ở vừa rồi cổ đông thần liền âm thầm đối với liễu phù sinh truyền âm liễu phù sinh đi tới hai gã trưởng lão trước mặt âm thanh lạnh lùng nói ta đối với các ngươi không tệ, các ngươi cư nhiên còn có thể phản bội ta, thành chủ. Người nói cái gì, này khẳng định là hiểu lầm. Một gã lão giả vội vàng nói, hiểu lầm. Chu ma thiên thần một trưởng đánh đi qua, cũng không biết hắn dùng cái gì pháp môn. Hắn đánh tên kia lão giả một trưởng sau, kia lão giả trên người liền toát ra tà khí đến. Bao phủ ở khắp đại sảnh, thành thật khai báo. Các ngươi có phải không đem ngày đó chiến đấu tình huống nói cho địa ngục ma đế? hình phạt thiên thần lạnh giọng nói, bạch u u đi tới, âm thanh lạnh lùng nói. Để cho ta trực tiếp siêu hồn nhìn xem sẽ biết, trầm. Tường vội vàng hô, đừng, thần hồn của bọn họ đều có địa ngục ma đế lạc ấn. Mạnh mẽ cha xem bọn hắn trí nhớ sẽ làm cho bọn họ thần hồn tự động hủy diệt kia. Ba cái gian tế nhất thời cả kinh, bởi vì bọn họ cũng không biết chuyện này. Nhưng bọn hắn lại tinh tường địa ngục ma đế ở thần hồn của bọn họ động qua tay chân. Bọn họ lúc trước cũng là vì được đến Địa ngục Ma đế tín nhiệm, thành chủ. Ta nói ra, ngươi có thể hay không phóng ta một con đường sống, chúng ta này cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta thọ nguyên sẽ hao hết, chúng ta ra ngoài khi bị Địa ngục Ma đế bắt đi. Hắn đáp ứng cho chúng ta tiếp tục sống, nhưng phải vì hắn làm việc. Một gã lão già khóc tang nói, thành chủ vẫn đối chúng ta tốt lắm. Chỉ tiếc chúng ta trụ cột kém cỏi, không thể tiếp tục thăng lên đi, chỉ có thể chết già nhưng chúng ta không muốn chết, còn ngươi, là chuyện gì xảy ra? Nhậm Thiên Dũng nhìn hắn bắt lấy cái kia nam tử. Tức giận hỏi, này nam tử đột nhiên âm lãnh cười rộ lên, hai tròng mắt trở nên đỏ bừng. Trong ngực đột nhiên vỡ ra, vươn một bàn tay đến. Bàn tay này siết chặt lấy một thanh màu đen đoàn kiếm, ngưng tụ phi thường đáng sợ tà ma lực. Thứ hướng nhậm thiên dũng đầu, hắn tốc độ rất nhanh. Nhậm Thiên Dũng không nghĩ tới đối phương đột nhiên có được như vậy đáng sợ lực lượng. Căn bản không kịp trốn tránh, mắt thấy đầu của hắn sẽ bị xỏ xuyên qua thời điểm. Nhậm Thiên Dũng bỗng nhiên biến mất không thấy. Kia nam tử cũng đâm uổng công, trầm tường ở nguy cấp nháy mắt. Sử dụng na di thuật đem Nhậm Thiên Dũng na đi. Nếu không Nhậm Thiên Dũng thật đúng là rất nguy hiểm, chết đi. Chu Ma Thiên Thần giận dữ, vừa rồi hắn đồ đệ thiếu chút nữa liền xong đời. Thấy Nhậm Thiên Dũng không có việc gì, hắn chớp mắt hiện lên đến. Đại trưởng tỏa ra kim quang phách tại đây nam tử trên người. Đem đánh thành kim sắc xương khói, trực tiếp diệt sát thành chủ kia tiểu tử là. A, à, một gã lão giả vừa mới muốn nói một ít cái gì, liền đau kêu một tiếng. Thân thể bị màu đen hỏa diễm bốc cháy lên. Không bao lâu liền biến thành hắc bụi, hình phạt thiên thần nhíu mày đạo. Đây là địa ngục ma đế nguyền rủa lực sao? xem ra chính hắn cũng không thể nói ra một ít cái gì đến nếu không sẽ chết đi còn lại một gã lão giả hai chân phát run hắn phi thường hối hận cùng địa ngục ma đế hợp tác hắn không nghĩ tới địa ngục ma đế ở bọn họ thần hồn lưu lại gì đó thế nhưng có thể tùy thời có thể lấy mạng bọn họ ta hiện tại cũng không thể nói nha nếu không ta sẽ chết kia lão giả vẻ mặt chua xót trầm tường đã đi tới nhìn lão giả ánh mắt xiên thấu đến hắn thần hải, tìm ra lão giả chủ thần hồn. Này chủ thần hồn mi tâm chỗ có địa ngục ma đế lạc ấn, hắn hai mắt chợt lóe. Đánh ra một đạo kỳ diệu lực lượng, đem lão giả mi tâm lạc ấn lau đi, ngươi. Hiện tại có thể nói, trầm tường nói, ngươi nói ra sẽ không chết, ngươi hẳn là có thể cảm giác được đến. Địa ngục ma đế ở lại ngươi thần hồn lạc ấn bị ta vừa rồi lau đi, chu. Ma thiên thần bọn họ nhất thời kinh hãi đây là đối trầm tường vừa rồi thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng nhanh như vậy tốc có thể đối thần hồn động thủ chân, đây là tương đương đáng sợ vừa. Rồi, cái kia tiểu quỷ là địa ngục ma đế đắc ý đệ tử. Rất sớm đã bị phái đến chu ma thần thành. Lão giả rất là không yên, phát hiện chính mình không có việc gì sau, hắn thở vào một hơi. Tiếp tục nói, các ngươi bên này chiến đấu tình hình cụ thể địa ngục ma đế đô đã muốn hiểu rồi đương nhiên chúng ta cũng biết một chút bọn họ tình huống trước mắt đã muốn xác định chính là phó thiên cao tham gia mà phó thiên cao là hắn phi thường đắc ý đồ đệ còn có mặt khác hai cái đâu liễu phủ sinh hỏi mặt khác kia hai cái thực thần bí ta hiểu biết được không nhiều lắm biết bọn họ phi thường cao ngạo liền ngay cả địa ngục ma đế bên người cường giả đều bị bọn họ khinh thường Lão già đáp, cổ đông thần nhẹ nhàng hít một hơi, thực rõ ràng kia hai cái cao ngạo. Chính là thần quốc đến, đều trở về nghỉ ngơi đi, dưỡng túc tinh thần. Buổi sáng tốt lành hảo đánh một hồi. Cổ đông thần nói, kia lão già còn lại là bị bọn họ mang đi, trầm tường ở lại thành chủ phủ bên. Trong, hắn phía trước đã sớm đoán được địa ngục ma đế bên kia xuất chiến khẳng định sẽ có thần. Quốc hiện tại quả nhiên, vì có tốt trạng thái chiến đấu trầm tường rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp sáng sớm hắn rời giường sau liền thấy mục thiến hương ở trong sân ca mục thiến hương lập tức đi tới ngọt ngào cười nói ta như thế nào cảm giác ngươi lại biến lợi hại nói xong nàng xuất ra một bàn thịt nướng lớn thật sự thơm đưa cho trầm tường nàng chính là một cái ăn nhiều hôm nay muốn chiến đấu cho nên hắn đặc biệt mang chút thức ăn cấp trầm tường thực ngoan trầm tường tiếp nhận đến ăn như hổ đói thấy hắn này phúc ăn tướng mục thiến hương cười khanh khách đứng lên võ khai minh cùng cổ đông thần cũng đi vào trong viện tử chu thịnh cùng sau lưng bọn họ có thể đi ngoài thành hiện tại mọi người đều đã muốn ở trên tường thành chờ cổ đông thần thấy trầm tường còn tại ăn không khỏi mỉm cười tiểu sư thúc xem ra ngươi một chút cũng không khẩn trương thôi trầm Tường đem thịt ăn xong sau, cười nói, bình thường tâm là được ta có lo lắng là. Địa ngục ma đế còn có này âm mưu của hắn, hiện tại chỉ cần không phát sinh chiến tranh là được." Cổ Đông Thần nói, hắn là theo lâu dài đến cân nhắc. Nếu lúc này đây cùng địa ngục ma đế đại quân đánh tới, tương lai cửu thiên thế giới chiếm đoạt thái thần chi cảnh, bọn họ liền cũng không đủ lực lượng cùng thái thần chi cảnh này thế lực đấu tranh, thái thần chi cảnh này thế lực cũng tuyệt không hội dễ dàng tha thứ này đột nhiên toát ra đến một cỗ thế lực to lớn đè nặng bọn họ cửu thiên thành đại trận cũng không có đóng cửa trầm tường bọn họ là thông qua truyền tống trận đi vào ngoài thành vì cam đoan trầm tường mục thiến hương cùng chu thịnh an toàn chu ma thiên thần hình phạt thiên thần cổ đông thần võ khai minh lữ kỳ liên cùng long tệ san đều ở ngoài thành mà những người khác đều ở trên tường thành nhìn